Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 62. Miêu Đồng ở phòng làm việc cửa đi qua đi lại, nhiều lần nhấn chuông cửa cũng không có người đáp lại, muốn đẩy cửa mạnh mẽ xông vào, kết quả ngay cả môn đều đẩy không ra, phát hiện từ bên trong khóa trái. Chỉ có mỗi ngày đến rồi lúc ăn cơm, mới có thể từ cừu trắng mở rộng cửa đem thức ăn đưa vào đi, thời điểm khác Giang Sách hết thảy cũng không trông thấy người. Đó có thể thấy được một lần này sự kiện đối với Giang Sách tạo thành lớn dường nào đả kích. Miêu Đồng phi thường lo lắng Giang Sách thân thể cùng trạng thái tinh thần, nếu như vẫn kéo dài như vậy nữa lời nói, Giang Sách có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn. Nghe nói rất nhiều đại công ty thầy cai, ở đối mặt phá sản thời điểm, đều sẽ không kềm được tuyển trạch tự sát. Giang Sách có thể hay không cũng từ đại lâu cửa sổ nhảy xuống. Càng nghĩ càng sợ. Miêu Đồng gấp đều phải khóc lên, sớm biết là loại kết cục này, ngày nào đó sẽ không nên thả Lưu Một Phàm tiến đến. Nàng càng nghĩ càng tự trách. Nếu như Giang Đồng chết, ta đây cũng không sống. Lúc này, cửa ban công mở ra, cừu trắng bưng ăn thức ăn còn dư lại từ bên trong đi ra. Miêu Đồng nhìn thoáng qua, phát hiện cơm nước đều trên cơ bản không có làm sao di chuyển, vậy nói rõ Giang Sách lòng ham muốn thật không tốt, ăn không vô mấy thứ này. Càng thêm nói rõ Giang Sách tâm tình không xong. Cừu trắng. Miêu Đồng chạy đi tới, sốt ruột hỏi, Giang Đồng hắn đến cùng thế nào? Có nặng lắm không a? Cừu trắng thở dài, ai, cứ như vậy a? Cái gì gọi là cứ như vậy? Cừu trắng, chúng ta được chiếu cố tốt Giang Đồng, cũng không thể làm cho hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Người nói, chúng ta có muốn hay không cho hắn tìm một thầy thuốc tâm lý? Cừu trắng lắc đầu. Chỉ vào môn nói rằng, người tìm đến thầy thuốc tâm lý, có thể đi vào cánh cửa này sao? Đúng vậy, Giang Sách bây giờ là ai cũng tìm không thấy, tới người nào đều vô dụng. Cừu trắng tiếp tục nói, cục diện bây giờ, chỉ có chờ thống suất chính hắn khôi phục lại, người khác người nào khuyên bảo đều không hữu dụng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Miêu Đồng nhìn na đóng thật chặt đại môn, trong lòng càng là quấn quýt không ngớt. Nghĩ thầm thực sự không được thì cho Giang Sách lão bà gọi điện thoại. Có thể vậy cũng không tốt. Giang Sách lão bà đang ở mang thai, nếu như nghe thế chủng tin dữ, có thể hay không động thai khí. Thế khó xử, Miêu Đồng cũng thực sự nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Thời gian trôi qua từng ngày, rất nhanh, 2 tuần lễ kỳ hạn đã đến, ngày này, là ước định cẩn thận giao phó thừa ra khoản tiền thời gian. Ở nơi này trong vòng 14 ngày. Khải Thụy lợi dụng na 30 ức phản phục phục kéo cao Lưu Duẫn khoa kỹ năng cổ phiếu. Cuối cùng khoa trương đến cư nhiên thành phố giá trị 270 ức. Một cái như vậy kinh thiên chữ số, cùng lúc ban đầu 50 ức so ra, một cái thiên một cái địa, bây giờ đã không có người không biết Lưu Duẫn khoa kỹ năng tiêm nước nghiêm trọng, người nào thu mua người nào ngu xuẩn. Hết lần này tới lần khác Giang Sách lại ký hợp đồng. Lưỡng nan. Bây giờ Lưu Duẫn khoa kỹ năng căn bản là bị hỏng, nhìn thành phố giá trị cao, nhưng một điểm thực tế tác dụng cũng không có. Khải Thụy vì hoàn thành đối với Giang Sách bắn tỉa, tình nguyện đem Lưu Duẫn khoa kỹ năng cho chơi phá hủy, cũng phải đem Giang Sách giết chết, quyết đoán còn không nhỏ, dù sao không phải là ai cũng có can đảm đem một cái yên lành chất lượng tốt công ty làm cho hỏng, liền vì đối phó một cá nhân. Giang Sách, giống như là bị cái đến trên lửa đi thi cừu con. Đợi hắn chỉ có chết. Ngày này, hết thảy còn ở lại Thịnh Nhạc khoa kỹ năng công nhân toàn bộ đều đi tới công ty, mỗi người đều khẩn trương cùng đợi. Bọn họ đã thật lâu không nhìn thấy chủ tịch Giang Sách rồi. Ngày hôm nay, coi như là công ty diệt vong, cũng hy vọng chứng kiến Giang Sách một lần cuối cùng, cũng coi là cho Giang Sách tiễn đưa, rồi. Rốt cục, ở 9 giờ sáng đồng hồ thời điểm, chủ tịch phòng làm việc cửa mở ra. Giang Sách từ bên trong đi ra. Cùng đại gia tưởng tượng hơi có bất đồng chính là, Giang Sách không hề giống đại gia nghĩ như vậy chán trường, mặt đầy râu tử cặn bã, tóc lão trường, thật lâu chưa giặt khuôn mặt các loại. Tương phản, Giang Sách còn có vẻ thật sạch sẽ, dọn dẹp rất lưu loát. Tinh thần nhìn qua hơi có chút uể oải, cái này cũng không kỳ quái, gặp phải loại sự tình này còn có thể kháng trụ áp lực không có tự sát, vậy đã rất giỏi rồi. Ở cừu trắng cùng đi dưới, Giang Sách đi thang máy đi tới lầu một phòng khách, cất bước đi ra ngoài. Miêu Đồng trơ mắt nhìn Giang Sách, trong lòng chua xót không ngớt.
Tuy là nàng biết rõ đời này không có khả năng cùng Giang Sách cùng một chỗ, thế nhưng nàng vẫn là rất hưởng thụ cho Giang Sách làm bí thư quãng thời gian này, chỉ cần có thể mỗi ngày hầu ở Giang Sách bên người, liền cũng đủ vui vẻ. Hết lần này tới lần khác, vì sao lão thiên gia ngay cả điểm nho nhỏ này yêu cầu cũng không thể thỏa mãn nàng đâu. Giang Đồng. Miêu Đồng hô to một tiếng, nước mắt không ngừng được đi xuống. Này lưu lại cùng công ty cùng chết sống các công nhân viên, từng cái cũng bao hàm nhiệt lệ. Bọn họ biết, công ty sẽ biến thành bây giờ này tấm cục diện cũng không phải là Giang Sách lỗi, Giang Sách cũng chỉ là hảo tâm muốn trợ giúp người khác, chỉ là bị hữu tâm nhân lợi dụng mà thôi. Giang Đồng, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Xin không cần buông tha, từ nơi này té ngã liền từ nơi nào đứng lên. Dù cho ngày hôm nay nhận hết mắt lạnh, ngày khác cũng có thể tận tình hát vang, Giang Đồng, chúng ta biết vĩnh viễn cùng ngươi đi xuống. Các công nhân viên lớn tiếng reo hò. Vì Giang Sách, cũng vì tuyên truyền phát hành trong lòng mình đè nén tình cảm. Giang Sách thẳng tắp đi về phía trước, con mắt không có hướng bên cạnh xem một chút xíu, giống như là điếc giống nhau, đối với mọi người kích động hô to một chút cũng nghe không vào. Mọi người đều biết, Giang Sách nhất định là quá tổn thương tâm mới có thể như vậy. Bi thương trong tâm khảm chết. Giang Sách tâm, sợ là đã sớm chết thấu a. Ra đại môn, Giang Sách ngồi lên xe, không có bất kỳ ai mang, Từ Cửu Trắng lái xe đưa hắn đi Lưu Duẫn khoa kỹ năng hoàn thành sau cùng thu mua. Thấy như vậy một màn đại gia cũng biết Giang Sách lựa chọn. Nếu như cắn răng hoàn thành thu mua, Giang Sách khẳng định được mang theo tài vụ, thế nhưng ngày hôm nay một cái tài vụ cũng không có mang, vậy nói rõ Giang Sách căn bản không có thu mua dự định, đó chính là muốn đi buông tha thu mua. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao, tiêm nước đến 270 triệu công ty, nếu như thu mua nói, Na Khải Thụy chỉ cần ngược bán tháo, Giang Sách sẽ đối mặt với vượt lên trước 220 triệu tổn thất trực tiếp. Bấp bênh Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, hao không nổi. Huống chi, bây giờ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng toàn bộ của cải cũng liền 60-70 ức, nơi nào đào ra 270 ức để hoàn thành sau cùng thu mua. Căn cứ các loại tình huống, buông tha thu mua là lựa chọn duy nhất. Mà một khi buông tha thu mua, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng sẽ đối mặt với 5 năm thậm chí thời gian dài hơn cấm thu mua điều khoản, đồng thời cũng bị trục xuất kinh thành, cũng không biết còn có tòa nào thành thị có thể cho phép dưới Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Phá sản đóng cửa, trở thành trò cười. Tựa hồ, là đã định trước chuyện. Chúng công nhân đều chạy ra khỏi phòng khách, nhìn Giang Sách xa như vậy rời xa đi xe, trong lòng đều tràn đầy bi phẫn. Tốt bao nhiêu một người, ưu tú bao nhiêu một vị chủ tịch, làm sao lại đi tới ngày hôm nay nông nỗi này đâu. Ai, chỉ có thể nói lòng người khó lường, kinh thành vũng nước này thật sự là quá sâu. Trọng môn khoa học kỹ thuật, Đàm gia, bọn họ quá mức độc ác. Miêu Đồng hai tay để trong lòng cửa, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thì thào nói rằng, Bồ Tát à Bồ Tát, vì sao ngươi muốn cho tiểu nhân giữa đường rồi? Vì sao, muốn hà khắc như vậy đối đãi một người hiền lành? Vì sao? 10 giờ sáng, Lưu Duẫn khoa kỹ năng phòng họp, một đám người ngồi nghiêm chỉnh. Lưu Duẫn khoa kỹ năng cao tầng toàn bộ đều trình diện rồi, từng cái dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Giang Sách, trong ánh mắt mang theo châm chọc cùng cười nhạo, giống như là đang nhìn một cái tên hề. Chủ tịch Lưu Nhất Phàm càng là thay đổi phía trước ông ba phải dáng dấp, đặt mông ngồi ở cái bàn phần cuối. Hắn hai chân chéo ngẩy, ngậm thuốc lá, một bộ cà nhống dáng vẻ. Cùng trước cái kiêu ủy khuất đáng thương hình tượng hoàn toàn bất đồng, giống như là thay đổi một người giống nhau. Sự tình đều tiến triển đến một bước này, quả thực cũng không có cái gì giấu giếm nữa cần phải. Lưu Nhất Phàm nhổ ngụm yên, nhìn cái bàn đối diện Giang Sách, cười ha hả nói, Giang Đồng, ngày hôm nay ngươi làm sao lại chỉ dẫn theo một người tới a? Hơn nữa, cái này một vị dường như cũng không phải công ty của các ngươi tài vụ a. Giang Sách im lặng không lên tiếng. Lưu Nhất Phàm tiếp tục nói, hiện tại Lưu Duẫn khoa kỹ năng thành phố giá trị là 270 ức, Giang Đồng, ngài còn dự định thu mua sao? Biết rõ còn hỏi. Giang Sách ngay cả tài vụ cũng không có mang tới, làm sao có thể còn có thể ngây ngô thu mua? Quả nhiên, Giang Sách lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, căn cứ bây giờ Lưu Duẫn khoa kỹ năng thành phố giá trị, công ty chúng ta không có năng lực thu mua, hôm nay tới nơi đây, cũng là biểu đạt chuyện này. Lưu Nhất Phàm nghe xong cười ha ha.
Loại này nhìn người khác biết cảm giác, thật là thoải mái bạo. Hắn cười lạnh nói, Giang Đồng, ngài là nghiêm túc sao? Ân. Liêu Nhất Phàm vỗ tay phát ra tiếng, lập tức, cửa phòng họp mở ra, hai gã quan phương người đi rồi tiến đến. Hắn đứng dậy nghênh tiếp, làm cho hai gã phía chính phủ nhân viên ngồi xuống. Liêu Nhất Phàm tiếp tục nói, Giang Đồng, giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là phía chính phủ phụ trách thẩm tra xử lý thu mua vụ án chuyên nghiệp pháp luật nhân viên. Ta xin bọn họ qua đây, chính là vì làm công chứng viên. Nếu như Giang Đồng ngài ngày hôm nay buông tha thu mua nói, đó chính là đơn phương ác ý trái pháp luật hợp đồng, như thế này hai vị này nhưng là sẽ cho ra chuyên nghiệp pháp luật trừng phạt. Giang Đồng, ngài không có ý kiến chứ? Giang Sách gật đầu, không có bất kỳ ý kiến, chỉ bất quá, sự tình đều đến tình trạng này rồi, Liêu Nhất Phàm ngươi con này giả lão hổ cũng có thể kết quả a. Ta nghĩ muốn với ngươi phía sau màn chân chính boss gặp mặt. Liêu Nhất Phàm sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía cửa phương hướng. Sau một lát, liên tiếp thanh âm ho khan truyền tới, lao kéo đỡ bệnh thoi thóp Khải Thụy đi đến, Liêu Nhất Phàm nhanh lên đứng dậy tránh ra chỗ ngồi, rất cung kính nói tiếng, thầy cai, ngài tới rồi. Khải Thụy gật đầu, đi tới chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống, ho khan vài tiếng, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Sách. Bọn họ đây đối với đối thủ một mất một còn, đấu lâu như vậy, ngày hôm nay cuối cùng là muốn phân ra thắng bại. Khải Thụy thả tay xuống khăn, dùng thanh âm yếu ớt nói rằng, Giang Sách, đã lâu không gặp a. Giang Sách mặt không chút thay đổi. Khải Thụy cười lạnh nói, làm sao, nhìn dáng vẻ của ngươi dường như rất tức giận a. Ha ha, cũng không trách ngươi, dù sao người nào gặp phải loại chuyện như vậy đều sẽ tức giận. Giang Sách, ngươi biết chính mình thua ở chỗ nào sao? Ngươi a, quá nhẹ dạ cũng quá tự phụ rồi. Nhẹ dạ, để cho ngươi biết gánh chịu rất nhiều căn bản cũng không hẳn là từ ngươi gánh nổi trách nhiệm cùng nguy hiểm, tự phụ, để cho ngươi hai mắt bị che đậy, thấy không rõ chân tướng sự thật. Khải Thụy lại tằng hắng một cái, chậm rãi nói rằng, bất quá ta hay là muốn. Đối với ngươi giơ ngón tay cái lên, bởi vì ngươi là người thứ nhất cũng là duy nhất một cái, lại đem ta bước đến trình độ như vậy nhân, ngươi đã rất lợi hại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho ta thật tình như thế đối phó, Giang Sách, ngươi có thể đem ta bước đến vận dụng tất cả lực lượng đi đối phó, ngươi đủ để cảm thấy kiêu ngạo, ngươi thua cũng không oan uổng. Phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, Giang Sách, ta chính là so với ngươi ngọn núi lớn này cao hơn mặt khác một tòa núi lớn. Đã sinh dù sao lại sinh lượng, có ta ở đây, là của ngươi bi ai. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều hài hước nhìn Giang Sách, nhìn cái này đã từng không ai bì nổi người thông minh tuyệt đỉnh. Sự thực chứng minh, trên cái thế giới này không có vĩnh viễn người thắng. Chỉ cần ngươi đi sai một bước, cũng sẽ bị kinh thành vòng xoáy cho vô tình thôn phệ, cường đại như Giang Sách, cũng chạy không thoát mệnh vận này. Giang Sách nhìn Khải Thụy, cũng phi thường bội phục nói rằng, Khải Thụy, đầu của ngươi thực sự rất dễ sử dụng, có thể nghĩ ra cổ phiếu thư kích loại phương pháp này. Lợi dụng ta trong tính cách nhược điểm, đồng thời nắm chặt được rồi ký kết ý đồ bản hợp đồng hai cái này cuối tuần thời gian, bản lĩnh của ngươi không nhỏ. Đáng tiếc, vô ích ở chính đạo trên. Khải Thụy nở nụ cười, đối phó ngươi, vậy chính là ta chính đạo. Được rồi, không nói nhiều thừa thải, nhanh lên làm chính sự a, Giang Sách, ngươi vừa mới nói cái gì kia mà. Ngươi buông tha đối với Liêu Duẫn khoa kỹ năng thu mua, phải. Giang Sách gật đầu. Không sai, ta cũng không có nhiều như vậy tài chính để hoàn thành đối với Liêu Duẫn khoa kỹ năng thu mua, không thể không buông tha. Tốt, Khải Thụy nhìn về phía Na hai gã phía chính phủ nhân viên công tác, hỏi, giống như vậy tình huống, không biết nhị vị đổi xử trí như thế nào a? Hai người kia vô cùng cẩn thận kính thận tiến hành rồi xác định. Sau đó, một người trong đó hồi đáp, Giang Sách ký kết thu mua hợp đồng. Ở Liêu Duẫn khoa kỹ năng không có làm ra bất luận cái gì trái với hợp đồng hành vi dưới tình huống, Giang Sách bởi vì tự thân tài chính không đủ buông tha thu mua, coi là đơn phương bội ước, ác ý thu mua, phá hư thị trường, ứng với gia tăng xử phạt độ mạnh yếu, gian đe. Khải Thụy nụ cười trên mặt cũng nữa không khống chế nổi, càn rỡ cười như điên. Hắn các loại chính là chỗ này nhất khắc. Hắn lợi dụng phi thường, giữa lúc thủ đoạn. Đang không có bất luận cái gì hành động trái luật điều kiện tiên quyết,
Đối với Giang Sách hoàn thành, thư kích, lúc này đây, xem Giang Sách làm sao còn xoay người. Nhân viên công tác tiếp tục nói, bên ta tạm định ra ba cái xử phạt biện pháp. Đệ nhất, Giang Sách cho ra 10 ức tiền đặt cọc, Lưu Duẫn khoa kỹ năng không đáng trở về. Đệ nhị, Thịnh Vui khoa học kỹ thuật trong tương lai 8 năm qua, cấm bất luận cái gì thu mua hành vi. Đệ tam, Thịnh Vui khoa học kỹ thuật ứng với trong vòng 1 tháng rời khỏi kinh thành, đồng thời ở 30 trong năm, cấm rời trở về. Ba hạng nghiêm phạt, hạng nhất so với hạng nhất tàn nhẫn. Sau khi nghe xong, Khải Thụy đã hoàn toàn điên rồi, đã trải qua lâu như vậy, hắn rốt cục hung hăng dạy dỗ Giang Sách một trận, đem Giang Sách nhổ tận gốc, triệt để từ kinh thành đuổi đi ra ngoài. Trong lòng hắn âm thầm nói rằng, nghĩa phụ a nghĩa phụ, người thấy không có. Kỳ thực Giang Sách cũng không có đáng sợ như vậy. Trước đây người tại sao muốn làm con rùa đen rút đầu, chọn rời đi kinh thành. Sự thực chứng minh ta so với Giang Sách càng mạnh, có ta ở đây, hoàn toàn có thể đem Giang Sách cho đuổi ra ngoài. Hơn nữa, cái này còn không là kết thúc, chỉ là bắt đầu. Chỉ cần đem Giang Sách đuổi ra ngoài, bằng vào Đàm gia người cường đại mạch tài nguyên, Khải Thụy có thể càng thêm không cố kỵ thi triển các loại âm mưu dương mưu, đến lúc đó không phải đem Giang Sách cho đùa tới chết không thể. Một trận chiến này, Giang Sách thua không lời nào để nói, thua thất bại thảm hại. Lưu Nhất Phàm tại chỗ liền nâng cao hai tay dùng sức vỗ tay, dẫn theo toàn trường hết thảy Lưu Duẫn khoa kỹ năng nhân cùng nhau vỗ tay, chúc mừng bọn họ đến từ không dễ thắng lợi. Đàm gia, Đàm Quốc Đống nghe xong tình báo mới nhất sau đó, cúp điện thoại, hưng phấn nói, ra ra, Giang Sách chơi xong. Công chứng viên đã tuyên bố, đem Giang Sách cho trục xuất kinh thành. Một trận chiến này, chúng ta đại hoạch toàn thắng. Đàm Vĩnh Thắng nghe xong, tấm kia quanh năm không có bất kỳ biểu tình trên mặt, cũng lộ ra hồi lâu không thấy nụ cười. Hắn một bên sờ cái này râu mép một bên phi thường vui mừng nói rằng, có thể a, Khải Thụy tiểu tử này có điểm bản lĩnh. Tuy là đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng ở sự tình thực sự phát sinh trước, Đàm Vĩnh Thắng vẫn luôn là không yên lòng, dù sao Giang Sách sáng tạo ra nhiều vô cùng kỳ tích. Nhưng lần này là thật bất đồng. Cái kia thần kỳ Giang Sách, rốt cục mất đi hắn có ma lực. Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, Giang Sách à Giang Sách, người lúc đầu chỉ cần phục cái mềm, thanh thản ổn định, đạp đạp thực thực ở tay ta dưới làm việc, ta xem ở huyết thống phân thượng, nói không chừng còn có thể kéo ngươi một cái, nhiều giúp đỡ giúp đỡ. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn chọn theo ta đối nghịch. Ha ha, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho rằng Đàm gia vì sao có thể bị xưng là kinh thành một trong tam đại gia tộc. Ngươi cho rằng Đàm gia danh tiếng là tùy tùy tiện tiện tạo dựng lên. Muốn bằng vào ngươi lực một người liền đánh bại Đàm gia, đơn giản là người si nói mộng. Đàm Quốc Đống đi tới đưa lên một ly rượu đỏ, ra ra, tới, chúng ta cạn một chén, chúc mừng giết chết Giang Sách cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đàm Vĩnh Thắng mỉm cười nhận lấy, cùng Đàm Quốc Đống cụng ly đối ẩm. Tựa hồ, tất cả thực sự đều đã trở thành kết cục đã định. Giờ này khắc này, ở Lưu chuẩn khoa học kỹ thuật trong phòng hội nghị đầu, Lưu Nhất Phàm mang theo mọi người điên cuồng chúc mừng, cao hứng nguy. Công chứng viên cũng nhìn về phía Giang Sách, hỏi, người đối với chúng ta xử phạt có cái gì nghi hoặc là bất mãn địa phương sao? Đều có thể nói ra. Ở mọi người xem tới, cái này chỉ là một câu phi thường khách sáo hỏi. Thế nhưng, ai cũng thật không ngờ, câu này hỏi, dĩ nhiên là Giang Sách thổi lên phản kích kèn lệnh khúc nhạc dạo. Chân chính lớn phản công, tới. Chỉ thấy Giang Sách hai mắt bỗng nhiên tràn ngập thần khí, giống như là một đầu tỉnh ngủ hùng sư, tư thế hiên ngang. Một ánh mắt, để huyên náo phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại. Đối diện Na Khải Thụy tâm chợt run rẩy một chút, loáng thoáng cảm giác không tốt lắm, mỗi khi hắn chứng kiến Giang Sách cái ánh mắt này thời điểm, đều sẽ phát sinh chuyện không vui. Không thể nào. Khải Thụy không ngừng an ủi mình, sự tình đều đến tình trạng này, coi như là Đại La Kim Tiên tới đều vô lực hồi thiên. Giang Sách không có khả năng lật bàn. Khải Thụy có tuyệt đối tự tin. Chỉ nghe Giang Sách nói rằng, hai vị công chứng viên, ta có một điểm biểu thị không ủng hộ. Điểm nào nhất? Giang Sách đem ý đồ bản hợp đồng đem ra, vạch nói rằng, ở bản hợp đồng trung minh xác đưa ra, đối với Lưu chuẩn khoa học kỹ thuật tiến hành thu mua là thần mộng khoa kỹ năng, mà không phải Thịnh nhạc khoa kỹ năng.
Cho nên, hiện tại thu mua thất bại, hẳn là nghiêm phạt Thần Mộng khoa kỹ năng mới đúng, tại sao muốn nghiêm phạt Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đâu? Nghe thế, Khải Thụy thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là Giang Sách phản công. Ha 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 ha, quả thực nực cười. Khải Thụy nói rằng, Giang Sách, ngươi cho rằng điểm nhỏ này siếc hữu dụng. Ngươi là thực sự ngu ngốc vẫn là giả bộ hồ đồ. Thần Mộng khoa kỹ năng là các ngươi Thịnh Nhạc khoa kỹ năng công ty con, là do ngươi toàn quyền cổ phần khống chế. Ngươi muốn đem nguy hiểm tái giá đến Thần Mộng khoa kỹ năng, bỏ xe đảm bảo xe. Làm ngươi xuân thu đại mộng A, nơi này là có liên quan trách nhiệm, trực tiếp truy tra, trừng phạt ngươi Giang Sách bản thân. Hiểu không, ngu xuẩn. Bất kể là Thần Mộng khoa kỹ năng cũng tốt, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cũng được, hay hoặc là ngươi danh nghĩa còn có cái gì khác công ty, đều sẽ bị Nhất Thịnh xử lý, toàn bộ đều được từ kinh thành cút đi. Cái này nguy hiểm, ngươi là không có cách nào tái giá, nghe hiểu không? Khải Thụy cười đến càng không được. Hắn sáng sớm cũng biết thu mua công ty ký hợp đồng là Thần Mộng khoa kỹ năng, nhưng căn bản không quan trọng hơn, chỉ cần Thần Mộng khoa kỹ năng là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng công ty con, đồng thời từ Giang Sách toàn quyền cầm cổ, thỏa mãn hai điểm này, giống nhau có thể giải quyết Giang Sách. Phiêu lưu rời đi. Không tồn tại. Công chứng viên tằng hắng một cái, nói rằng, Giang Đồng, vừa mới Khải Thụy chủ tịch đã thay thế chúng ta giải thích qua rồi, không biết ngài nghe hiểu không có. Còn có cái gì những thứ khác nghi hoặc sao? Giang Sách không có chút nào sốt ruột, mỉm cười, nói ra lệnh Khải Thụy nhất thời cười không nổi lời nói. Hắn không nhanh không chậm nói, vậy nếu như Thần Mộng khoa kỹ năng căn bản cũng không phải là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng công ty con, thậm chí hai người trong lúc đó căn bản không có bất luận cái gì liên quan đâu. A. À, BSP, Khải Thụy nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở, hắn nhìn về phía một bên Liêu Nhất Phàm. Hỏi, thật vậy chăng? Liêu Nhất Phàm sắc mặt tối đen. Hắn nuốt nước miếng một cái, nói rằng ta không biết a, ta chỉ là điều tra Thần Mộng khoa kỹ năng cầm cổ người, không có điều tra nó là hay không một phần của Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Vô liêm sỉ, Khải Thụy một cước đem Liêu Nhất Phàm đoán nằm trên mặt đất. Lúc này, Giang Sách đem một phần đã sớm chuẩn bị xong tài liệu để lên bàn, nói rằng, hai vị công chứng viên mời xem qua. Những tài liệu này đủ để chứng minh Thần Mộng khoa kỹ năng cùng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng không hề liên quan. Hai gã công chứng viên hết sức chăm chú xem lướt qua một lần, gật đầu, quả thực không có đóng liên. Khải Thụy ngây ngẩn cả người. Cảm tình Giang Sách từ vừa mới bắt đầu liền để lại một tay. Hắn nói rằng, tuy là Thần Mộng khoa kỹ năng không thuộc về Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, nhưng đúng là từ Giang Sách 100% cầm cổ, điểm này là không có sai. Hai vị công chứng viên, hiện tại cục diện này muốn thế nào định tội? Hai gã công chứng viên thương lượng hồi lâu. Một người trong đó chậm rãi nói rằng, tuy là Thần Mộng khoa kỹ năng không thuộc về Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, nhưng quả thực từ Giang Sách 100% cầm cổ, là thuộc về Giang Sách công ty. Cho nên, căn cứ chúng ta thảo luận, lần này thu mua thất bại, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng là có thể tránh cho xử phạt, nhưng Giang Sách phải chịu đến luật pháp chế tài. Điều thứ nhất không thay đổi, 10 ức tiền đặt cọc không cần trở về, điều thứ hai đổi thành, Thần Mộng khoa kỹ năng trong vòng một tháng rời khỏi kinh thành. Điều thứ ba, Giang Sách ác ý trái với hiệp ước, cấm ở kinh thành tham gia bất kỳ khoa học kỹ thuật gì công tác, dưới cờ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hoặc là bán đi, hoặc là chủ động từ mặc cho. Nghe thế, Khải Thụy thoáng yên tâm. Tuy là như vậy nghiêm phạt so với ngay từ đầu muốn nhẹ một tí. Nhưng vẫn là sẽ đối với Giang Sách tạo thành đả kích chí mạng. Chỉ cần đem Giang Sách cho làm nằm xuống, từ kinh thành đuổi ra ngoài, na kéo dài hơi tàn Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, còn chưa phải là nửa phút diệt hết nhịp điệu. Tuy là phiền toái một chút, nhưng kết cục không có thay đổi. Khải Thụy cười láo sược nói rằng, Giang Sách, ngươi sớm phòng bị một tay, thật tốt ha, nhưng ngươi vẫn là kỳ xoa nhất chiêu, ngươi thua. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Trợn to hai mắt nói rằng, ngươi đã vô lộ khả tẩu rồi, hiện tại ngươi còn muốn xoay người sao? Không vui, trừ phi, cái này Thần Mộng khoa kỹ năng không phải ngươi. Bingo, đáp đúng, Giang Sách mỉm cười nhìn Khải Thụy, từ tốn nói, ngươi làm sao đoán chuẩn như vậy? Cái này Thần Mộng khoa kỹ năng quả thực không phải của ta. Ta với ngươi vị này tốt bộ hạ Liêu Nhất Phàm giống nhau, chỉ là thay mặt cầm cổ, chân chính phía sau màn boss, có khác người khác.
Toàn bộ phòng họp vào giờ khắc này rơi vào yên tĩnh giống như chết, không có bất kỳ một người nói xong ra lời, đại gia dùng hoảng sợ nhãn thần nhìn Giang Sách, giống như là đối đãi ma quỷ giống nhau. Khải Thụy chỉ là phi thường đùa giỡn một câu nói, chả thế nào thành sự thật. Một lát sau, Khải Thụy phi thường lúng túng bài trừ một nụ cười, ha hả nói rằng, Giang Đồng, ngài thật là biết nói đùa a, người nói người chỉ là thay mặt cầm cổ, cái này thần mộng khoa kỹ năng chân chính là người cầm quyền không phải ngươi. Ha ha, loại này vui đùa có thể một chút cũng không buồn cười a. Giang Sách cũng không nói chuyện, cứ như vậy lạnh lùng nhìn Khải Thụy. Nhìn Khải Thụy cả người đều sợ hãi. Tuy là khí trời rất nóng bức, nhưng thời khắc này Khải Thụy lại có một loại lạnh xuyên thấu qua bàn chân cảm giác, toàn thân cao thấp cũng không được tự nhiên rồi. Hắn từ Giang Sách ánh mắt kiên nghị kia trong, tựa hồ thấy được mình con đường cuối cùng. Không có khả năng. Sợ hãi tới cực điểm chính là phẫn nộ. Thời khắc này Khải Thụy chính là sợ hãi tới cực điểm, bắt đầu phẫn nộ rồi. Hắn vỗ bàn đứng lên, chỉ vào Giang Sách nói rằng, không thể. Nào có người biết dùng không thuộc về mình công ty đi tiến hành thu mua. Hoa vẫn là tiền của mình. Vậy nếu là thu mua thành công, không phải là thay người khác làm giá y sao? Ai sẽ như thế ngu xuẩn? Còn là nói, Giang Sách, người sáng sớm thì nhìn mặc kế hoạch của ta, sáng sớm đang ở phòng bị ta. Kỳ thực đây càng thêm không có khả năng. Bởi vì Liêu Nhất Phàm là Khải Thụy thủ hạ chuyện này, ngoại nhân là căn bản không biết. Mà khi lúc Liêu Nhất Phàm danh tiếng cũng tốt, Liêu chuẩn khoa học kỹ thuật cũng là chất lượng tốt cổ. Coi như Giang Sách mánh khóe thông thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng ở ngay từ đầu là có thể phát giác không thích hợp. Trừ phi hắn mở auto. Đối mặt Khải Thụy sợ hãi cùng nghi vấn, Giang Sách nhẹ giọng nói, nếu như ngươi không tin, có thể đi tra một chút thần mộng khoa kỹ năng cầm cổ người. Loại chuyện như vậy từ phía chính phủ đứng ra tới tra nói, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Đúng vậy, loại chuyện như vậy không làm giả được. Giang Sách không cần phải, ở vào thời điểm này hư cấu một cái không có chút ý nghĩa nào lời nói dối. Khải Thụy đặt mông ngồi xuống, hoảng sợ nhìn Giang Sách, đã không biết nói cái gì cho phải rồi. Giang Sách từ tốn nói, Khải Thụy, người cũng không cần quá kinh ngạc, người đã có thể dùng Liêu Nhất Phàm cái này thay mặt cầm cổ người đến bán công ty, ta đây vì sao không thể lấy thay mặt cầm cổ thân phận của người tới thu mua công ty đâu. Là có thể, vấn đề là Giang Sách như thế nào đang ở ngay từ đầu biết đây là âm mưu. Khải Thụy nhìn Giang Sách, giống như là xem ma quỷ giống nhau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một lần này kế hoạch, là Khải Thụy hao tổn tâm cơ chỉ có thiết kế ra, vì thế không tiếc đem ẩn giấu nhiều năm con bài chưa lật đều cho bóc đi ra. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn bại bởi Giang Sách, thua thất bại thảm hại. Tựa hồ Giang Sách chính là cái kia không gì làm không được, không gì không biết thần nhất dạng, ở Giang Sách trước mặt, Khải Thụy không có bất kỳ bí mật đáng nói. Ngay cả như vậy kế hoạch tinh vi đều bị phá giải, na Khải Thụy là thật đối với Giang Sách thúc thủ vô sách. Lúc này, hai gã quan phương nhân viên bổ sung nói rằng, nếu như Giang Đồng theo như lời là sự thực, như vậy nói cách khác, thần mộng khoa kỹ năng cùng Thịnh Vui khoa học kỹ thuật không liên hệ chút nào. Đồng thời thần mộng khoa kỹ năng cùng Giang Đồng cũng không có quan hệ. Tất cả trách nhiệm, toàn bộ bộ đô từ thần mộng khoa kỹ năng sau lưng chân chính cầm cổ người đến gánh chịu. Cái này còn dùng đặc biệt giải thích sao? Tất cả mọi người hiểu đạo lý. Khải Thụy hao tổn tâm cơ thiết kế hố to, kết quả căn bản không có gài bẫy Giang Sách, chỉ là gài bẫy rồi thần mộng khoa kỹ năng người giật dây. Cái này bảo hắn như thế nào nuốt trôi khí? Thất bại, triệt để thất bại. Không riêng Thịnh Vui khoa học kỹ thuật một chút sự tình cũng không có, ngay cả Giang Sách cũng tốt đoan quả nhiên sống, căn bản cũng không cần ly khai kinh thành, một lần này kế hoạch triệt để thất bại. Mấu chốt nhất là, Khải Thụy nhưng là cùng Đàm gia ký hiệp nghị. Không đối phó được Giang Sách, vậy ý nghĩa trọng môn khoa học kỹ thuật cũng bị mượn nợ cho Đàm gia, 30 ức cũng muốn toàn bộ trả. Hắn xong. Thua thất bại thảm hại. Chẳng những không có đem Giang Sách giết chết. Còn đem mình con bài chưa lật toàn bộ đồ bắn sạch, ngay cả trọng môn khoa học kỹ thuật đều mất đi, sau này Khải Thụy căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Hắn thua thật thê thảm. Vì sao? Điều đó không có khả năng. Khải Thụy chỉ vào Giang Sách nói rằng, ta không tin ngươi có thông minh như vậy,
ta càng không tin ngươi có thể biết trước, ở ngay từ đầu cũng biết thu mua án kiện là một cái âm mưu. Giang Sách, ngươi nhất định là tại gạt ta. Giang Sách khẽ lắc đầu, hắn nhìn Khải Thụy, từ tốn nói, ta không có lừa ngươi. Bất quá ngươi nói cũng không sai, ta quả thực không có biết trước năng lực, có thể từ ngươi, thư kích, trong không phát hiện chút tổn hao nào chạy trốn, toàn bộ bộ đô là có quý nhân tương trợ. Quý nhân tương trợ? Người nào? Ai là quý nhân kia? Khải Thụy giận dữ hét, ngươi có phải hay không ở bên cạnh ta xếp vào nằm vùng rồi? Nói, là ai? Lời là nói như vậy, nhưng Khải Thụy vẫn là rất khó tin bên cạnh mình gặp phải nằm vùng. Bởi vì hắn an bài làm việc toàn bộ bộ đô là theo hắn mười mấy 20 năm bộ hạ cũ, từng cái đều trung thành và tận tâm, không có khả năng xuất hiện nằm vùng. Giang Sách không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là bình tĩnh nói, ngươi chính là chính mình đi điều tra a, ngươi đi yên lành tra một chút, tỉ mỉ tra một chút. Chờ ngươi biết thần mộng khoa kỹ năng chân chính phía sau màn cầm cổ ngươi, na tất cả chân tướng liền tất cả đều rõ ràng. Không cần ta nói, ngươi cũng biết là thế nào chuyện gì xảy ra rồi. Khải Thụy lập tức hét lớn, vậy thì nhanh lên cho ta đi thăm dò. Ta ngược lại muốn nhìn, là tên khốn kiếp nào phản bội ta. Thủ hạ của hắn đều chuẩn bị đi ra ngoài tra xét. Vừa lúc đó, thanh âm một nữ nhân truyền tới. Không cần tra xét. Thật đơn giản một câu nói, lại giống một thanh cương đao đâm vào Khải Thụy trái tim, hắn đều không cần quay đầu lại xem. Đã nhưng rõ ràng cái này nói chuyện nữ nhân là người nào. Cái thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Không là người khác, đúng là hắn cả ngày lẫn đêm đều ở đây huyễn tưởng nữ nhân lao kéo. Không có khả năng. Khải Thụy bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng lao kéo, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn, đồng thời nội tâm của hắn đã ở lớn tiếng gieo hò, không muốn, không có khả năng, sẽ không. Đáng tiếc, sự thực như vậy. Lao kéo đến đi về trước rồi mấy bước, đem một tấm ghế rút ra, ngồi xuống. Nàng lặng lặng nhìn mặt bàn. Một lát sau, lao kéo dùng cực kỳ thanh âm bình tĩnh nói ra khiến người ta xanh mục kết thiệt chân tướng sự thật. Ta, chính là thần mộng khoa kỹ năng chân chính là cầm cổ người. Oanh! Lao kéo nói, giống như là như tia chớp, nặng nề bổ vào Khải Thụy trên đầu. Hắn yêu tha thiết nhất nữ nhân, cũng là thương tổn hắn sâu nhất người. Hắn cả đời này đề phòng ai cũng không thể nào biết phòng bị lao kéo, đơn giản là hắn đối với lao kéo yêu đã sâu tận xương thủy, hơn nữa hắn cùng lao kéo lẫn nhau đều là sau cùng thân nhân. Về tình về lý, lao kéo đều tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn. Hơn nữa, lao kéo không phải cùng Giang Sách mâu thuẫn phi thường khắc sâu sao? Nàng không phải hận Giang Sách tận xương sao? Vậy lại càng không có lý do tuyển trạch cùng Giang Sách hợp tác, cùng nhau lừa gạt mình. Khải Thụy hét lớn, lao kéo, đây không phải là thật, ngươi là đang cùng ta nói đùa có phải hay không? Chuyện cho tới bây giờ, tại sao có thể là nói đùa? Lao kéo quay đầu nhìn về phía Khải Thụy, không nói câu nào, trong hai mắt tràn đầy phẫn hận cùng thờ ơ. Khải Thụy biết, việc này đã trở thành sự thật. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng chỉ có lao kéo mới có năng lực này trợ giúp Giang Sách lừa gạt được Khải Thụy. Làm Khải Thụy người ngươi tín nhiệm nhất. Tất cả kế hoạch lao kéo đều biết, mỗi một bước là thế nào tính toán, lao kéo cũng đều thanh thanh sở sở. Cho nên, nàng hoàn toàn có thể từ vừa mới bắt đầu liền nói cho Giang Sách đây hết thảy. Đồng thời nàng còn không chỉ là nhắc nhở Giang Sách mà thôi, càng là cùng Giang Sách liên thủ lại diễn vừa ra trò hay. Lao kéo đem mình danh nghĩa 100% cầm cổ thần mộng khoa kỹ năng đem ra, làm cho Giang Sách thay cầm cổ. Sau đó dùng thần mộng khoa kỹ năng tới thu mua lưu chuẩn khoa học kỹ thuật. Kể từ đó, tất cả, hãm hại, liền toàn bộ đô rơi vào lao kéo trên người một người, cùng Giang Sách không có chút quan hệ nào. Điều không vinh dự này bẫy chết rồi Khải Thụy, cũng bẫy chết rồi lao kéo chính mình. Vì sao? Khải Thụy gầm hét lên, ngươi không phải thống hận nhất Giang Sách sao? Tại sao còn muốn với hắn liên thủ đối phó ta? Ngươi quên Rip là thế nào chết rồi không? Ngươi quên nghĩa phụ cừu hận sao? Hơn nữa, làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Hiện tại ngươi phải đối mặt là quan phương nghiêm phạt, mà Giang Sách nhưng cái gì sự tình cũng không có. Ngươi theo ta sống mái với nhau, một chút chỗ tốt cũng không có, loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự tình ngươi tại sao phải làm? Khải Thụy là thật không hiểu lao kéo mục đích.
Động cơ rốt cuộc là cái gì? Lúc này, Lao Kéo nhàn nhạt nói một câu, đại ca, ta đã xem qua nghĩa phụ tử vong báo cáo. Cái gì? Thật đơn giản một câu nói, liền triệt để làm cho Khải Thụy ngậm miệng an tĩnh lại. Tử vong báo cáo. Nhìn rồi. Nếu quả như thật là như vậy nói, đây cũng là ý nghĩa Lao Kéo đã biết được chân tướng của chuyện, vậy không kỳ quái nàng tại sao phải cùng Giang Sách hợp tác rồi. Lao Kéo tiếp tục nói, nghĩa phụ cũng không phải là bị hỏa hoạn đốt chết, nghĩa phụ chết, cùng Giang Sách không có quan hệ. Nghĩa phụ là bị người dùng nhọn vật thể, nói cho đúng là dùng cây kéo từ sau não trước ghim vào mới đưa đến tử vong. Đại ca, lúc đó chỉ có người cùng nghĩa phụ hai người ở trong phòng bệnh, người để cho ta nghĩ như thế nào? Những lời này đem Khải Thụy cho triệt để hỏi mộng ép. Hắn phòng tới phòng đi, cuối cùng vẫn không có phòng được, hãy để cho Lao Kéo đã biết chân tướng của chuyện. Khải Thụy đặt mông ngồi xuống. Lúc này, một gã phía chính phủ nhân viên nói rằng, Lao Kéo tiểu thư, xét thấy ngài ác ý trái với hợp đồng, bây giờ đối với ngài tiến hành sau đây nghiêm phạt. Đệ nhất, 10 ức nguyên không đáng trở về. Đệ nhị, thần mộng khoa kỹ năng trong một tháng rời khỏi kinh thành. Đệ tam, thần mộng khoa kỹ năng trong vòng 8 năm cấm bất luận cái gì thu mua hành vi. Lao Kéo khẽ cười nói, ok, ba chuyện ta toàn bộ bộ đô tiếp thu. Ở trước đây định ra kế hoạch thời điểm, Lao Kéo cũng đã nghĩ đến ngày này, cho nên hắn không có bất kỳ kinh ngạc cùng sợ. Phía chính phủ nhân viên đứng lên nói rằng, vậy chúng ta nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành, còn lại chuyện của các ngươi, chính các ngươi đàm luận, chúng ta đi trước. Hai gã phía chính phủ nhân viên lập tức ly khai. Lao Kéo nhìn chung quanh, nói rằng, Giang Đồng, cảm ơn người đối với ta theo ta diễn xuất trận này làm trò, hiện tại tấm màn rơi xuống, ta nghĩ muốn cùng đại ca đơn độc nói chuyện, ngài có thể đi ra ngoài một chút sao? Còn có Liêu Nhất Phàm các ngươi những người này, cũng đều đi ra ngoài một chút ha. Mọi người nhìn nhau, toàn bộ đô đứng dậy rời đi phòng họp. Ngoại trừ Khải Thụy cùng Lao Kéo ở ngoài, tất cả những người khác đều rời đi phòng họp. Liêu Một Phàm cùng Giang Sách đứng ở cửa công ty, hai người liếc nhìn nhau. Liêu Một Phàm lạnh lùng nói rằng, Giang Đồng, có thể a, ẩn núp đủ sâu a. Cảm tình từ ngay từ đầu ngươi cũng biết chỉnh sự kiện toàn bộ chân tướng, cho tới nay đều là đang cùng ta diễn kịch. Ta đã cho ta cũng đã diễn đủ giống như thật, không nghĩ tới ngươi so với ta diễn tốt hơn. Ngươi nếu không cầm ảnh đế, vẫn thật là không có ai xứng cầm ảnh đế rồi. Giang Sách cười nhạt, nhìn phía xa bầu trời nói rằng, ở nơi này một ván cờ trong, ngươi theo ta cũng chỉ là quân cờ, mà thôi. Chân chính đánh cờ, là Khải Thụy cùng Lao Kéo. Bọn họ một đôi huynh muội này mới là ván cờ này người giật dây, không phải ta thắng, là Lao Kéo thắng. Liêu Một Phàm không giải thích được nói, nàng thắng. Thắng cái gì, tiền vẫn là công ty. Nàng một không có được tiền, hai công ty còn không có, ba lại bị đuổi ra khỏi kinh thành. Cho nên Giang Sách ngươi nói cho ta biết, nàng đến cùng thắng cái gì. Trầm mặc khoảng khắc, Giang Sách nhẹ nhàng phun ra vài, nàng, thắng được chân tướng. Bên trong phòng họp, Khải Thụy hai mắt vô thần nhìn mặt bàn, chỉ chốc lát sau liền ho kịch liệt đứng lên, bản thân thể hắn liền vô cùng tệ hại, lúc nào cũng có thể tử vong, bây giờ còn gặp phải loại đau này triệt nội tâm sự tình, thì càng thêm khó chịu. Lao Kéo nhìn hắn, hỏi tuy là sự thực liền bày ở trước mặt ta, nhưng ta muốn từ trong miệng ngươi nghe được. Nghĩa phụ đến cùng là đúng hay không ngươi giết? Nàng kiên định nhìn Khải Thụy. Muốn nghe được đáp án. Rồi lại sợ nghe được đáp án. Khải Thụy ho khan một lúc lâu, chỉ có buông tay ra khăn, có chút thở hổn hển nói rằng, không sai, là ta giết chết nghĩa phụ. Lao Kéo lòng dạ ác độc ngoan run rẩy một chút. Vì sao? Ba người chúng ta từ nhỏ mất đi phụ mẫu, là nghĩa phụ tự tay đem chúng ta nuôi lớn. Đối với chúng ta mà nói, hắn là so với tự mình phụ mẫu còn thân hơn gần người. Đến tột cùng bởi vì sao, người cư nhiên biết giết chết nghĩa phụ. Người chính là người sao? Đối mặt từng câu ép hỏi, Khải Thụy rốt cục không đạm định, cùng ngày chuyện đã xảy ra tựa như điện ảnh đoạn ngắn thông thường, nhất mạc mạc tái hiện ở trước mắt. Hắn tức giận quát, người nghĩ rằng ta muốn làm như vậy sao? Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Khải Thụy chậm rãi nói rằng, lúc đó nghĩa phụ làm như vậy chuyện gì quá phận, ta thực sự không tiếp thụ được,
liền hơi dùng sức đẩy hắn một cái. Ta nào biết đâu rằng cứ như vậy vừa khớp, hắn liền đụng ngã cái bàn, trên bàn cây kéo làm sao lại trùng hợp như vậy rơi trên mặt đất đâm vào nghĩa phụ cái ót. Lão thiên gia giống như là đang đùa ta cũng như thế, ta cũng không phải cố ý. Lao kéo sửng sốt một chút, nói cách khác, là ngươi thất thủ giết chết nghĩa phụ. Dừng một chút, nàng lại hỏi, nhưng ngươi tại sao muốn dùng sức đẩy nghĩa phụ? Đối với cái này cái vấn đề, Khải Thụy trầm mặc. Lao kéo thấy hắn không trả lời, hét lớn, nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn dùng sức đẩy ngã nghĩa phụ? Bởi vì hắn muốn xé bỏ hình của ngươi. Sốt cục, ẩn sâu ở Khải Thụy trong lòng hơn 10 năm bí mật, nói ra. Ảnh chụp. Lao kéo vẻ mặt hồ đồ. Chỉ thấy Khải Thụy đưa tay thâm nhập giày rộng trong quần áo, lấy ra một quyển thật dày máy vi tính sách tay, sau khi mở ra, bên trong từng tờ một đều viết lời trong lòng, càng mang theo từng tấm hình, Lao kéo ảnh chụp. Từ nhỏ đến lớn, rõ ràng ghi chép Lao kéo mỗi một giai đoạn dung nhan nụ cười, từng tờ một, từng cái ghi chép thanh thanh sở sở. Lao kéo triệt để choáng váng. Nàng chưa bao giờ biết Khải Thụy dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy hình của nàng, nhìn dáng vẻ, từ 10 tuổi tả hữu mà bắt đầu vỗ, mãi cho đến gần nhất ảnh chụp, toàn bộ đều có. Lao kéo toàn bộ quá trình trưởng thành đều bị Khải Thụy ghi xuống. Mặc dù biết Khải Thụy thích chụp ảnh, nhưng chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ trở thành Khải Thụy chụp ảnh, nữ nhân vật chính. Đại ca, ngươi! Lao kéo cũng không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Chỉ nghe Khải Thụy nói rằng, Lao kéo, ta yêu ngươi, yêu lấy ngươi. Ở thế giới của ta trong chỉ có buổi tối không có uổng phí thiên, bầu trời của ta không có thái dương không có trăng lượng, một mảnh đen nhánh. Thẳng đến ngươi xuất hiện ngày nào đó, ngươi giống như là thái dương thông thường, chiếu sáng thế giới của ta, ấm áp trái tim của ta. Biết khi còn bé ta vì sao tình nguyện mình bị độc xà cắn bị thương, cũng muốn cứu ngươi sao? Bởi vì ta thực sự quá yêu ngươi. Ta tình nguyện hy sinh mình cũng không muốn gặp lại ngươi chịu đến nhất định điểm thương tổn. Khải Thụy vuốt ve từng cái ảnh chụp, cổ họng nghẹn ngào nói, ta có thể cũng biết, chúng ta là huynh muội, dù cho không phải thân huynh muội, thứ tình cảm này cũng là có vi nhân luân, không thể tồn tại. Cho nên ta vẫn luôn ở ẩn nhẫn, cũng không làm cho bất luận kẻ nào biết. Thẳng đến một ngày kia, nghĩa phụ phát hiện bí mật của ta. Hắn rất tức giận. Muốn xé bỏ ta đây sao nhiều năm ghi chép xuống mỗi một tấm hình. Ta cũng không còn cách nào giữ được tính táo, ta đối với người yêu vượt qua đối với nghĩa phụ tôn kính, vì vậy liền hung hăng đẩy hắn một bà. Kỳ thực ta chỉ là muốn đoạt ảnh chụp mà thôi, thật không có muốn giết chết hắn. Nhưng lão thiên gia chính là cho ta mở ra một vui đùa, cứ như vậy đẩy, hắn liền chết ngoài ý muốn rồi. Về sau nữa sự tình ngươi liền biết tất cả rồi. Khải Thụy phóng hỏa chế tạo biểu hiện giả dối, đồng thời toàn bộ đều đẩy tới Giang Sách trên người. Nhưng giấy là không gói được lửa, cuối cùng Lao kéo vẫn là biết chân tướng của sự tình, đồng thời càng liên hợp Giang Sách hung hăng gài bẫy Khải Thụy một lần. Biết đây hết thảy sau đó Lao kéo tâm càng thêm tuyệt vọng. Nàng lúc đầu cho rằng biết chân tướng sau đó sẽ đối với Khải Thụy hận thấu xương, sẽ nhớ muốn giết chết hắn làm nghĩa phụ báo thù. Nhưng bây giờ, thì ra hết thảy tội nghiệt, đều là nguyên vu một lần ngoài ý muốn. Mà một lần kia ngoài ý muốn, rồi lại là nguyên vu Khải Thụy đối với Lao kéo yêu. Điều này làm cho Lao kéo như thế nào động thủ báo thù? Làm không được. Ngẫm lại năm đó Khải Thụy là như thế nào phấn đấu quên mình cứu mình, Lao kéo thì càng thêm ngoan không hạ tâm đối phó Khải Thụy rồi. Nàng thở dài một hơi, nói rằng, oan nghiệt, những thứ này ân ân oán oán, đến đây kết thúc a. Khải Thụy, ta không giết ngươi, thế nhưng ta sẽ đem đây hết thảy đều nói cho cảnh sát. Ngươi ngộ sát tội thành lập, về sau đang ở trong ngục giam vượt qua a. Đây là Lao kéo duy nhất có thể làm rồi. Nàng cũng không nguyện ý xuất thủ chế tài Khải Thụy, lại không muốn nghĩa phụ hàm oan chết đi, cho nên giải quyết việc chung, làm cho cảnh sát bắt Khải Thụy, nhốt vào đại lao, là nhất khi nào phương thức xử lý. Sau khi nói xong, Lao kéo đứng lên. Hướng phía cửa phòng họp trực tiếp đi tới. Nàng cùng Khải Thụy, về sau lại không liên quan. Lao kéo. Đang ở Lao kéo mới vừa đem bàn tay hướng cửa phòng họp thời điểm, bỗng nhiên, thổi phù một tiếng, một cây ngân châm phá không mà đến, một cái liền đâm vào Lao kéo phía sau lưng.
Ngay sau đó, Lao kéo cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực, cũng không có kịp phản ứng, liền một đầu mới ngã xuống đất. Cảm giác kia, giống như là uống rượu say thông thường. Tráng váng đầu, không còn chút sức lực nào. Khải Thụy vừa dùng khăn tay che miệng ho khan kịch liệt, vừa đi về phía té xuống đất Lao kéo. Lao kéo, ta quá yêu ngươi. Ta không thể mất đi ngươi. Ta đây cả đời thầm nghĩ muốn làm một việc, đó chính là đạt được ngươi, dù cho chỉ có thể có đến một ngày, ta cũng đủ hài lòng. Hiện tại nếu không chiếm được lòng của ngươi, như vậy, ta cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đạt được thân thể của ngươi rồi. Khải Thụy nhìn nằm trên đất Lao kéo, kích động đã toàn thân run, hắn thèm Lao kéo đã không phải là một hai ngày rồi. Quá khứ hắn còn có thể giữ được tính táo, còn có thể khắc chế, còn nghĩ đi qua, giữa lúc thủ đoạn trước phải đến Lao kéo tâm, sau đó sẽ thuận lý thành chương đạt được Lao kéo thân thể. Thế nhưng ngày hôm nay bất đồng. Hắn biết, từ Lao kéo biết chân tướng, biết là hắn giết chết rồi nghĩa phụ Ngô lão gia, vậy thì đồng nghĩa với Lao kéo tâm đã chết, cũng nữa không có cách nào khác đạt được. Nếu không chiếm được tâm, vậy cũng chỉ có thể đạt được thân thể. Khải Thụy vì người nữ nhân này bỏ ra cả đời, hắn không có khả năng buông tha. Dù cho vẻn vẹn chỉ là đạt được một ngày, cũng đủ. Khải Thụy ho kịch liệt đứng lên, hắn quá hưng phấn, toàn thân dòng máu đều lăn lộn, làm cho nguyên bản là không quá kiện khang thân thể trở nên càng thêm không xong. Bất quá hắn không để bụng. Hắn cái mạng này đã sớm chết tiệt rồi, có thể sống đến hiện tại đã coi như là may mắn. Trên mặt đất, Lao kéo liều mạng muốn đứng lên, từ nơi này địa phương chạy đi, nhưng ở loại thời điểm này làm sao có thể đứng lên được. Ngân châm thuốc tê làm cho Lao kéo toàn thân đều tê dại, nàng còn có thể bảo trì đầu thanh tỉnh cũng đã rất hiếm thấy. Khải Thụy đi tới, ngồi chồm hổm xuống, lấy tay vuốt ve Lao kéo khuôn mặt. Lao kéo, đây đều là ngươi buộc ta. Nếu như ngươi có thể yên lành ở chung với ta, ta sẽ không làm như thế, ngươi chớ có trách ta. Chỉ thấy nước mắt từ Lao kéo trong hốc mắt chảy ra, đó là nước mắt ủy khuất. Cái này nội tâm kiêu ngạo nữ nhân, cũng rốt cục gặp khó có thể chịu được sự tình. Hoặc có lẽ là, nữ nhân đối với mình danh tiết đều là nhìn nặng vô cùng, căn bản cũng không khả năng tiếp thu bị người làm bẩn loại chuyện như vậy. Khải Thụy tự tay lau Lao kéo nước mắt. Ngươi khóc. Ngươi không muốn cùng ta ở một chỗ sao? Khải Thụy thở dài, nhưng là Lao kéo, ta quá yêu ngươi. Ta vì ngươi bỏ ra toàn bộ. Nếu như đời này kiếp này không thể được đến lời của ngươi, ta đây còn sống giá trị cũng sẽ không tồn tại. Xin lỗi, ta hôm nay nhất định phải đạt được ngươi. Khải Thụy không quan tâm nằm ở Lao kéo trên người, sau đó tự tay cưỡi Lao kéo quần áo nút buộc, đưa nàng áo khoác lột ra. Nhìn hơi lộ da trắng nõn da thịt, hắn kích động dòng máu khắp người khô nóng đứng lên. Lao kéo, ta yêu ngươi. Khải Thụy thở hổn hển thở hổn hển thở mạnh, nhãn thần trở nên tan rã đứng lên, nhìn Lao kéo đều cảm giác có chút không thấy rõ. Theo sát mà, từng giọt huyết dịch từ trong lỗ mũi rớt xuống. Tí tách, tí tách, tí tách. Huyết dịch tích lạc ở Lao kéo trên thân thể. Lúc này, Khải Thụy cảm giác mình đại não đau vô cùng đau nhức, giống như là có người ở xé rách thân thể hắn giống nhau, đau đớn đến khó lấy hô hấp. Không phải. Ý thức của hắn bắt đầu trở nên mờ nhạt. Lão thiên gia mở cho hắn một cái không lớn không nhỏ vui đùa, Khải Thụy sinh mệnh gần kết thúc. Lúc đầu hắn đã sớm chết tiệt rồi, nhưng chính là vận khí tốt, hơn 20 năm qua vẫn không có bệnh phát, tuy là thân thể vẫn không phải quá tốt, nhưng vẫn sống. Rất nhiều thân thể tốt hơn hắn rất nhiều người đã sớm đi đời nhà ma. Nhưng ai biết, hết lần này tới lần khác tại hắn không nghĩ nhất thời điểm chết. Tử vong lại hết ý lại tới. Tại hắn buông tha tất cả, không quan tâm, chính là muốn đạt được Lao kéo thân thể thời điểm, lão thiên gia mở cho hắn một cái vui đùa, muốn mạng của hắn. Không phải, ta hiện tại không thể lấy cái chết. Khải Thụy kiên trì, gắng gượng, muốn tiếp tục sống sót, mặc dù muốn chết, cũng tuyệt không có thể là hiện tại. Hắn tự tay móc ra một hộp thuốc, ngẩng đầu lên cô lỗ toàn bộ đều đổ xuống, một hơi thở đều nuốt. Muốn nương dược vật chống đỡ xuống phía dưới. Không cần thật lâu, quản chi chỉ có 10 phút 5 phút đồng hồ cũng đủ. Lão thiên gia, ta sẽ không để cho ngươi ngăn cản ta.
ta cả đời kỳ vọng đang ở trước mắt, ngươi nhưng phải ta hiện tại chết. Ha ha, không thể, tuyệt đối không thể. Khải Thụy đem y phục trên người cởi, một bên ho khan một bên gắng gượng. Nhưng huyết dịch nhưng cũng chảy càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, đã không cầm được phún ra ngoài rồi, ngay từ đầu còn vẻn vẹn chỉ là mũi, phía sau con mắt, lỗ tai, trong miệng đều có huyết dịch. Toàn thân hắn trên dưới đều phơi bầy màu đỏ tím, độc tố trải rộng toàn thân, mắt thấy sẽ không sống được. Khải Thụy toàn thân run, nhìn dưới thân na nằm không thể động đậy lao kéo, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, nhưng hắn thân thể đã không bị khống chế, hắn muốn giữ lấy lao kéo, lại không làm được. Vì sao? Vì sao ta muốn thời điểm chết ngươi không cho ta chết? Hiện tại ta không muốn chết, ngươi lại cứ càng muốn ta đi chết. Lão thiên gia, vì sao ngươi muốn làm như vậy lộng ta? Vì sao? Khải Thụy gầm hét lên. Cuối cùng, hắn một ngụm lão huyết phun tới, nặng nề nằm xuống, nằm ở lao kéo trên người. Ở trước khi chết, Khải Thụy mắt còn nhìn chằm chằm lao kéo không chịu lấy ra. Hắn là thực sự không cam lòng. Nếu như phải chết nói, sớm chết còn chưa tính, căn bản sẽ không có nhiều như vậy sự tình, có thể hết lần này tới lần khác vận mệnh chính là như vậy trêu cợt. Muốn chết thời điểm không chết được, không muốn chết thời điểm lại muốn chết. Khải Thụy khi còn sống, chính là một cái bi kịch. Bên trong phòng họp triệt để an tĩnh. Trên mặt đất hai người, một cái bị thuốc tê tê dại toàn thân, không thể động đậy, một người toàn thân đầy độc tố, huyết dịch chảy hết quá nhiều, chết tại chỗ. Vậy mà lúc này thời khắc này Lưu Chuẩn khoa học kỹ thuật cửa, Giang Sách, Lưu Nhất Phàm bọn họ đối với bên trong phòng họp tình huống còn hoàn toàn không biết gì cả. Đang kiên nhẫn chờ đợi sau nửa giờ, Giang Sách khẽ nhíu mày nhìn về phía bên trong phòng, nói rằng, lâu như vậy, huynh muội bọn họ còn không có nói xong sao. Hắn nhìn Cừu Trắng liếc mắt, Cừu Trắng lập tức tâm lĩnh thần hội đi vào kiểm tra tình huống. Mới đi vào không có vài giây, liền nghe được Cừu Trắng kích động hô, thống suất, đã xảy ra chuyện. Giang Sách cùng Lưu Nhất Phàm bọn họ hỏi mau mau xông tiến vào, liếc mắt liền thấy trên đất hai người, trên mặt đất đều là huyết dịch, nhìn qua giống như là hai người đồng quy vu tận thông thường. Giang Sách lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra hai người tình huống. Lưu Nhất Phàm khẩn trương hỏi, bọn họ còn sống không? Giang Sách nói rằng, Khải Thụy phát bệnh mà chết. Lao kéo vẻn vẹn chỉ là bị ma tí rồi, qua 2 giờ sẽ tự động khôi phục lại. Nhìn lao kéo bị giải khai nút buộc, nhìn Khải Thụy na chết không nhắm mắt nhãn thần, nhìn lại hai người vị trí. Giang Sách biết đại khái vừa mới bên trong phòng chuyện gì xảy ra. Oan nghiệt! Hắn lắc đầu, đem lao kéo bế lên, cất bước đi ra ngoài. Lưu Nhất Phàm gấp hô to, Giang Sách người muốn làm gì? Lao kéo giết chết chúng ta chủ tịch. Người không thể đem hung thủ mang đi. Giang Sách cười lạnh một tiếng, các người chủ tịch, là mình giết chết chính mình, với hắn người không có quan. Nói xong, hắn cất bước tiếp tục đi. Lưu Nhất Phàm vốn còn muốn mạnh mẽ ngăn cản, nhưng Giang Sách chỉ là một ánh mắt, liền sợ đến Lưu Nhất Phàm dừng bước, một bước cũng không dám truy. Mặt trời lên không? Hai huynh muội này kết cục, nực cười lại thật đáng buồn. Hơn một giờ chiều, Thịnh Vui khoa học kỹ thuật chủ tịch phòng nghỉ. Giang Sách tự mình bang lao kéo dịt thuốc, trợ giúp nàng mau sớm khôi phục lại, thân thể hoàn toàn khôi phục. Lao kéo ngồi dậy, hoạt động hạ thân thể, phát hiện quả thực không có gì khuyết điểm rồi. Nàng nắm thật chặt y phục, đối với Giang Sách nói tiếng cảm tạ. Giang Sách nói rằng, người cùng Khải Thụy sự tình, xem như là giải quyết triệt để rồi. Chân tướng người cũng biết. Khải Thụy cũng bị lão thiên gia cho lấy đi, từ giờ trở đi, ngươi không còn có khiên quải. Lao kéo nhìn ngoài cửa sổ sở trường một hơi thở, đúng vậy, không có khiên quải. Lời là nói như vậy, nhưng trong lòng luôn cảm giác vắng vẻ. Lúc đầu ân ân ái ái người một nhà, hiện tại ca ca, đệ đệ, nghĩa phụ toàn bộ đều chết, chỉ còn lại nàng một người trên thế gian kéo dài hơi tàn, rất là cô độc tịch mịch. Giang Sách hỏi, người về sau có tính toán gì không? Lao kéo mỉm cười nói, không có tính toán gì, đi được tới đâu hay tới đó. Ngược lại bởi vì thu mua thất bại, ta muốn bị ép ly khai kinh thành, nói chuyện cũng tốt, rời xa cái này thương tâm, đi toàn quốc các nơi xem phong cảnh một chút, thả lòng tâm tình, về sau lại cũng không cùng những thứ này là thị phi không đánh qua lại.
Đây là có nhiều tuyệt vọng mới nói ra nói như vậy. Giang Sách hỏi, đòi tiền sao? Lao Kéo cười nhạt, yên tâm đi, ta còn không đến mức nghèo đến nước này. Chỉ là Giang Sách ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, lúc này đây ngươi tuy là từ Khải Thủy kế hoạch trong chạy trốn ra ngoài, nhưng không có nghĩa là ngươi liền vĩnh viễn bình yên vô sự. Đàm gia vẫn như cũng nhìn kỹ ngươi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay với ngươi. Bão tố, sẽ đến càng thêm hung mãnh. Giang Sách nói rằng, đa tạ hảo ý của ngươi nhắc nhở, ta theo Đàm gia thế bất lưỡng lập, bọn họ không tìm đến ta ta cũng sẽ đi tìm bọn họ. Ta theo Đàm gia, chỉ có nhất phương có thể còn sống. Cùng lúc đó, kinh thành, Đàm gia bên trong biệt thự. Đàm Vĩnh Cửu thắng cầm lấy trên bàn cái chén, hung hăng đập xuống đất, giận dữ hét, cái này rác rưởi Khải Thụy, thực sự là phụ ta đối với hắn một mảnh kỳ vọng. Trước luôn mồm bằng lòng chúng ta diệt trừ Giang Sách, kết quả là như thế không minh bạch chết. Kẻ bất lực, rác rưởi, cặn. Đàm Quốc Đống cũng thở dài, ra ra, kỳ thực việc này thật đúng là không oán được Khải Thụy. Ta đều hỏi thăm rõ ràng, kỳ thực Khải Thụy kế sách thi hành cố gắng thành công, chỉ bất quá bị hắn tín nhiệm nhất Lao Kéo cho lừa gạt. Đàm Vĩnh Cửu thắng cười lạnh nói, kế hoạch từ ngay từ đầu đã bị tiết lộ, đây chính là triệt đầu triệt đuôi thất bại. Hai người bọn họ huynh muội thù, làm hại toàn bộ lớn tình thế hoàn toàn cải biến, hắn thực sự là chết đáng đời. Chuyện cho tới bây giờ, lại tức giận cũng là vô dụng. Bọn họ vốn cho là đều có thể giải quyết Giang Sách, vĩnh viễn không buồn phiền ở nhà rồi, ai biết quanh co, biết tuôn ra một cái Lao Kéo tới, đem thật tốt hình thức toàn bộ đều phá hủy. Giang Sách căn bản một điểm ảnh hưởng cũng không có. Đàm Quốc Đống nói rằng, Khải Thụy chết, chúng ta tổn thất một thành viên đại tướng A. Bất quá hoàn hảo, 30 ức tài chính cùng với trọng môn khoa học kỹ thuật toàn bộ đều thu hồi lại rồi, ở phương diện kinh tế ngược lại còn có điều bổ sung. Đàm Vĩnh Cửu thắng xua tay nói rằng, những thứ này đều là không có ích lợi gì, chỉ cần Giang Sách còn sống, liền nhất định còn có thể theo chúng ta đối nghịch. Một ngày chưa trừ đi Giang Sách, ta liền một ngày không được an bình. Hai ông cháu đều trầm mặc. Một lần này kế hoạch thất bại, cho bọn hắn đả kích quá. Còn muốn tưởng đối phó Giang Sách, rất tốt nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút rồi. Hai ngày qua đi, kinh thành sân bay, Giang Sách, Triệu Dung đoàn người tự mình tiễn Lao Kéo tới. Đến rồi sân bay, vì nàng tiễn đưa. Triệu Dung cùng Lao Kéo thật sâu ôm, phi thường không thôi nói rằng, Lao Kéo tỷ, người thật muốn ly khai sao? Ta thực sự rất luyến tiếc ngươi. Lao Kéo tự tay vuốt ve dưới Triệu Dung mặt của, thiên hạ không có tiệc không tan, về sau ta không ở bên người ngươi, người cái này đơn thuần tiểu cô nương cũng không muốn lại ngây thơ tùy tiện tin tưởng người khác. Triệu Dung chu mỏ một cái, rất là không nỡ. Nàng vốn là không có gì bằng hữu, Lao Kéo sẽ rời đi lời nói, Triệu Dung ở kinh thành có thể nói một chút lời trong lòng người đều đã không có. Lao Kéo cuối cùng nhìn mọi người liếc mắt, ở trên máy bay trước, nàng bỗng nhiên đối với Giang Sách nói rằng, Giang Đồng, có chuyện không biết ngươi cũng không thể được bằng lòng ta. Cái gì? Ân, ngươi qua đây. Nhìn Lao Lạp phi thường dáng vẻ thần bí, đại gia cũng đều hiếu kỳ đến cùng nàng muốn Giang Sách hỗ trợ cái gì. Vì vậy Giang Sách liền đi đi qua. Lao Kéo hướng về phía hắn ngoắc ngón tay, đem lỗ tai lại gần. Giang Sách khẽ nhíu mày, còn muốn nhỏ vừa nói sao? Vì vậy hắn liền đem lỗ tai xít tới, đang ở hắn vừa mới tiến tới thời điểm, Lao Kéo trước mặt của mọi người ôm Giang Sách cổ, sau đó đem ôn nhu mồm mép rồi đi tới. Cái này, trong nháy mắt, toàn trường người ngây ngẩn cả người. Đặc biệt Triệu Dung cùng Miêu Đồng, hai người bọn họ giật mình nhất, trái tim đều ác ngoan run rẩy một chút, thậm chí đều có chút khó có thể tiếp thu sự thật này. Giang Sách cũng lại càng hoảng sợ. Nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào vấn đề này mới tốt. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Lao Kéo thâm tình ôm hôn lấy, sau một lát buông tay ra, lui về phía sau hai bước, mỉm cười nói, Giang Sách, cảm ơn ngươi, ngươi là người thứ nhất cũng là duy nhất một cái để cho ta động tâm nam nhân. Đồng thời, nàng hướng phía một bên Triệu Dung nói rằng, Dung Nhi xin lỗi lạp, ta đoạt ngươi từng bước. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta về sau cũng sẽ không trở lại nữa rồi, người đàn ông này chính ngươi hảo hảo nắm chặt. Buổi nói chuyện nói Triệu Dung mặt đỏ tới mang tai.
nàng xấu hổ đều không đợi được. Lao kéo Lạc 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 nở nụ cười, giang hai cánh tay, giống như một chú chim nhỏ vậy xoay người, bay đi, ly khai kinh thành đất thị phi này. Mọi người thấy Lao kéo đi xa bóng lưng, trong lòng đều ngũ vị tạp thành. Có vài người, quay người lại chính là cả đời. Sợ là về sau cũng không có cơ hội nữa cùng Lao kéo gặp mặt, cũng không biết nàng về sau sẽ đi nơi nào, gặp phải hạng người gì, có cái gì nhân sinh. Mong ước nàng hạnh phúc a. Nhìn theo máy bay cất cánh sau đó, Giang Sách đám người chỉ có xoay người rời đi. Trên đường, Triệu Dung cùng Miêu Đồng hai người đều thỉnh thoảng liếc trộm Giang Sách, đặc biệt Giang Sách vậy còn dính Lao kéo giấu môi son miệng, hai nữ nhân cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Các nàng cũng rất muốn làm ra cùng Lao kéo một dạng sự tình. Miêu Đồng trong lòng âm thầm phân cao thấp, cái này Lao kéo thực sự là quá giảo hoạt rồi, như thế bổng điểm quan trọng giọt là thế nào nghĩ ra được. Ai, nàng đã dùng qua một lần, về sau ta còn muốn dùng, sợ là rất khó có hiệu quả Lạc tương đương. Dọc theo đường đi Miêu Đồng đều ở đây suy tính về sau nên làm như thế nào, mới có thể cùng Lao kéo giống nhau, hôn đến Giang Sách môi. Lúc này, Triệu Dung nói rằng, được rồi Giang Đồng, ta đại tẩu nói có chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi, hy vọng ngươi ở đây tống biệt Lao kéo sau đó, theo ta cùng đi một chuyến Triệu gia. Đại tẩu. Cũng chính là Tề Vân Mỹ. Giang Sách gật đầu, tốt, ta cũng đang muốn cùng Tề phu nhân. Gặp mặt, vậy cùng nhau trở về đi. Ở kết thúc khải thụy sau đó, kế tiếp sẽ trực tiếp đối mặt Đàm gia rồi. Giang Sách chế định chiến lược chính là liên hợp Triệu gia, Khương gia, tam phương cùng nhau liên thủ đối phó Đàm gia, từng bước ép sát, thế tất yếu đem Đàm gia đánh sụp đổ. Muốn làm đây hết thảy, phải cùng Tề Vân Mỹ. Khương Lô Ly hai người duy trì quan hệ tốt, tìm kiếm càng sâu sắc hơn hợp tác. Vì vậy, Giang Sách cùng liền Triệu Dung lên đồng nhất chiếc xe, chạy đi Triệu gia. Nhìn Giang Sách bóng lưng rời đi, Miêu Đồng gấp đến độ thẳng dậm chân. Không xong, chỉ có rời hang hổ lại vào ổ sói. Thật vất vả đưa đi một cái Lao kéo, thiếu chút nữa đã quên rồi còn có một cái Triệu Dung. Đến cùng từ lúc nào chỉ có đến phiên ta à? Hanh, Giang Đồng, ngươi chờ, một ngày nào đó ta sẽ nhường ngươi quỳ dưới gấu quần của ta. 40 phút sau, xe đi tới Triệu gia biệt thự, Giang Sách cùng Triệu Dung trước sau đi xuống xe đến rồi phòng khách biệt thự, chỉ thấy Tề Vân Mỹ cùng Triệu Hải Nhân cùng đi ra khỏi tới đón tiếp. Tề Vân Mỹ mặt tươi cười, đồng thời thoáng mang theo một tia không dám tin tưởng. Nàng nói rằng, Giang Đồng, ngài lại sáng lập một cái kỳ tích a. Ta nguyên bản đều nghĩ đến ngươi sẽ bị khải thủy tính toán chết, ly khai kinh thành. Ai có thể nghĩ, bản lĩnh của ngươi mạnh như thế, lại có thể tuyệt sử phùng sanh, ngạnh sinh sinh đích chuyển bại thành thắng. Bội phục, thực sự bội phục. Giang Sách khoát tay áo, những thứ này đều là có quý nhân tương trợ mà thôi, không coi vào đâu. Được rồi Tề phu nhân, ngày hôm nay ngươi gọi ta là qua đây, không biết vì chuyện gì. Tề Vân Mỹ mỉm cười nói, tới. Chúng ta ngồi xuống nói. Vì vậy mọi người đi tới nhà hàng ngồi xuống, quản gia bưng lên điểm tâm cùng nước trà. Tề Vân Mỹ liếc nhìn Triệu Hải Nhân. Triệu Hải Nhân ngầm hiểu, chủ động nói rằng, sự tình là như thế này, mấy ngày nay ta xem TV, liền thấy một ngăn hồ sơ tiết mục. Đây là một ngăn hồ sơ ca khúc loại tống nghệ tiết mục, khá vô cùng, tỷ lệ người xem gạch thẳng đánh dấu. Nên tiết mục là Đàm Gia Vương bài tiết mục một trong. Mỗi một năm hết Tết đến cũng biết phát hình một mùa, mỗi một kỳ đều làm cho người ta chú ý. Hiện tại chúng ta Triệu gia không phải chuẩn bị đánh vào Đàm gia nội địa, cùng Đàm gia tranh đoạt thị trường sao? Ta chỉ muốn, chúng ta có thể hay không cũng làm ra một ngăn hồ sơ ca khúc biểu diễn loại tống nghệ tiết mục, chống lại. Giang Sách nghe xong, gật gật đầu nói, ca khúc biểu diễn loại tống nghệ, vẫn luôn là tống nghệ loại vương bài hạng mục, có làm đầu. Triệu Hải Nhân nở nụ cười, quả nhiên anh hùng sở kiến hơi giống. Chỉ bất quá, cái này ngăn hồ sơ tiết mục đi là minh tinh ca sĩ PK lộ tuyến, rất cao thượng. Chúng ta đang làm tương tự tiết mục, đầu tiên khán giả vào trước là chủ, biết càng thêm tán thành, đồng thời biết thu thị mệt nhọc, rất khó cùng với đối kháng. Cái này có điểm đạo lý. Nhân gia làm nhiều năm như vậy, khán giả trụ cột thâm hậu, ngươi làm một ngăn hồ sơ tương tự. Vĩnh viễn chỉ là bồi chạy giả, căn bản đừng nghĩ siêu việt. Cho nên,
ta liền định làm sai biệt biến hóa. Triệu Hải Nhân hưng phấn nói, bọn họ đi rất cao thượng, chúng ta liền khiến cho tiếp địa khí. Bọn họ làm lớn bài minh tinh PK, chúng ta liền làm cái toàn dân tham dự, chọn PK. Giang Sách nói rằng, cái này không sai, làm cho toàn dân tham dự, khán giả tính tích cực càng cao. Đồng thời xã hội thượng hình hình sắc sắc người ca tới PK, có thể làm nội dung cùng xem chút cũng sẽ càng nhiều. Triệu Hải Nhân nói rằng, đối đầu, bất quá minh tinh hay là muốn có, nếu không, quá lóp xớp, ngay cả tên ta đều nghĩ xong, cứ gọi. Hoa Hạ tốt thanh âm sao? Giang Sách gật đầu, cảm thấy vẫn rất có làm đầu, vì vậy lại hỏi, các ngươi dự định chọn mấy người kia tới đảm nhiệm đạo sư? Đủ Mây Mỹ lấy ra một tờ tờ giấy, đây là chúng ta đặt trước mấy cái tên, tất cả đều là một đường lớn giả, chúng ta bên này không giải quyết được, hy vọng Giang Đồng bên này có thể giúp một tay nghĩ một chút biện pháp. Giang Sách vừa nhìn liền hiểu, mấy cái này toàn bộ đều là đã tham gia ngôi sao siêu hạng. Đơn giản sẽ không tham gia ngu nhạc tống nghệ, trước kia cũng đều là xem ở Giang Sách mặt mũi của chỉ có tham gia. Không thành vấn đề, giao cho ta là được rồi. Giang Sách rất nhẹ nhàng liền đáp ứng xuống tới, dù sao những thứ này lớn giả đều là hắn kỳ hạ nghệ nhân, chỉ cần cùng Trình Đan Đình bên kia thương lượng xong đang trong kỳ hạn là được rồi. Tới tham gia loại này ca sướng loại tống nghệ, chơi thật khá không phiền lụy, còn có thể kiếm đồng tiền lớn. Nói thật, thật nhiều lớn giả thì nguyện ý tham gia. Tất cả thương lượng xong thành sau đó, Giang Sách đem tờ giấy nhét vào túi, từ Triệu ra ly khai. Đi về trên đường, Cừu Trắng hỏi, thống suất, người đây là hạ quyết tâm cùng Triệu gia, Khương gia liên thủ đối phó Đàm gia a? Giang Sách gật đầu, đúng vậy, Đàm gia ở kinh thành thâm căn cố đế, chỉ dựa vào sức lực của một mình ta rất khó đem bọn họ tiêu diệt. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Liên thủ Triệu gia cùng Khương gia, là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Cừu Trắng nói rằng, có đạo lý. Na thống suất, chúng ta bây giờ trở về Thịnh Vui khoa học kỹ thuật sao? Giang Sách nhìn bốn phía xem, nói rằng, trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi, ta đói bụng rồi. Được rồi, ta biết phụ cận nơi đây có một nhà quốc phong nhà hàng, phi thường tuyệt vời, làm một tay chính gốc quốc phong thức ăn. A hát, vậy đi nhìn. Xe thuận lợi lái đến một nhà quốc phong phòng ăn cửa, dừng lại, Giang Sách cất bước đi xuống, ngẩng đầu lên vừa nhìn, ở phòng ăn ngay phía trên treo một cái đại bài biển. Trên đó viết bốn chữ lớn, Phong Nhã Các. A hát, tên này, là thật phong nhã, vẫn là học đòi văn vẻ, ta ngược lại muốn xem thử xem. Giang Sách bước vào, lại đi sau khi đi vào, phát hiện nội bộ dùng từng cái bình phong cách ra từng cái một phòng nhỏ. Mỗi một bàn đều là đơn độc tách ra. Đã lẫn nhau không quấy rầy, lại rất có nhân khí nhi. Bên trong phòng treo hồng đăng lung, khắp nơi đều nở rộ lấy hoa tươi, ở chính giữa còn có một cái tiểu vũ đài, có một vị lão tiên sinh ở phía trên kể chuyện. Trước mặc kệ cơm nước có ăn ngon hay không, chỉ là cái này bầu không khí cũng làm người ta thoải mái. Hoàn cảnh không sai. Giang Sách tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, mở ra thái đơn vừa nhìn. Toàn bộ đều là phi thường truyền thống thức ăn, tên cũng bắt đầu rất êm tai. Cái gì, nhị long hí châu, bát môn kim tỏa, mây long ba hiện tại, thập diện mai phục, nhìn không tên kỳ thực còn có chút như lọt vào trong sương mù, cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì đồ ăn. Thức ăn này đơn ta là một món ăn cũng không nhận ra. Cừu Trắng, cũng là ngươi tới điểm A. Cừu Trắng cười tiếp nhận thái đơn, tùy ý điểm mấy món ăn. Người bán hàng đang xác định sau đó cầm thực đơn đi ra, cũng cho bọn hắn bưng lên tiểu mạch trà. Uống trà thổi phong, tâm tình gấp bội cảm thấy thư thái. Từ đi tới kinh thành, cho tới bây giờ không có cảm thấy qua như vậy an bình tường hòa bầu không khí. Trên võ đài, lão tiên sinh nói xong bình thư, xuống đài ly khai, lập tức có một nữ nhân ôm tỷ bà đi lên. Nàng toàn thân áo trắng, trên đầu đội mũ, lụa trắng hạ xuống ngăn trở khuôn mặt. Gọi người thấy không rõ nàng hình dạng thế nào, bất quá, một đôi ngọc thủ béo mập mịn màng, trêu khẽ tỉ bà, phát sinh thanh âm dễ nghe. Cừu Trắng giới thiệu nói, thống suất, cái này một vị chính là Phong Nhã Các nổi danh nhất người ca quân nhàn. Thi từ ca phú, tinh thông mọi thứ, đồng thời tiếng nói còn phi thường dễ nghe. Chứng kiến Cừu Trắng nam y phi sắc phũ dáng vẻ, Giang Sách cười hỏi, làm sao,
ngươi thật giống như đối với người ta có chút ý tứ. Cái này, cừu trắng rất hiếm thấy hơi ửng đỏ khuôn mặt. Thông suốt, ngươi không muốn nói mỏ. Ta chính là kính phục quân nhàn cô nương tài hoa, cũng không nửa phần gây rối ý niệm trong đầu. Có thể để cho cừu trắng loại này, tình báo buôn lậu, đều động tâm nữ nhân, đó nhất định là có tài cực kỳ cao hoa nữ nhân. Giang Sách không có lại nói tiếp, an tĩnh nghe quân nhàn hát. Các vị quan nhân, tiểu nữ tử quân nhàn, cho mọi người dâng lên một bài từ ta tự mình phổ nhạc, ngắm các vị thích. Thanh âm của nàng thanh thúy động nhân, giống như là trong mùa hè chim họa mi, dễ nghe thư thái, khiến người ta nghe xong rất thoải mái. Thảo nào biết mê hoặc cừu trắng, chỉ là thanh âm này cũng rất hấp dẫn người rồi. Kế tiếp, quân nhàn lay động tỳ bà, bắt đầu hát chính cô ta phổ nhạc cổ phong ca khúc, từ là Tô Đông pha lão từ, từ khúc lúc nàng tự mình phổ mới khúc. Loại này cũ mới phối hợp, làm cho một loại đặc biệt cảm giác. Giống như đã từng quen biết. Uyển chuyển, êm tai. Ngay cả Giang Sách cái này đối với âm nhạc một chữ cũng không biết, tục nhân, đều bị bài hát này cho sâu đậm hấp dẫn. Hai chữ, êm tai. Rất nhanh, một ca khúc liền hát xong rồi, Giang Sách thậm chí cũng còn chưa có hoàn toàn phản ứng kịp. Chu vi vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có không ít người bắt đầu đem tiền hướng trên đài nhưng, coi như là cho tiền buộc bơ vơ rồi, loại này thời cổ sau khi độc hữu chính là truyền thống văn hóa, còn có thể giờ này ngày này chứng kiến, thực sự mới mẻ. Giang Sách cũng muốn nhưng sờ túi một cái mới phản ứng được, hắn tựa hồ xuất môn chưa bao giờ mang tiền. Ngược lại thì cừu trắng, móc túi ra mười mấy tấm tiền, không chút nào đau lòng ném tới trên võ đài, liền động tác này vừa nhìn chính là sớm có chuẩn bị. Giang Sách mỉm cười. Đừng nói, hắn thật vẫn thật thích nơi này, đồ ăn tốt, trà tốt, bầu không khí tốt, còn có bình thư, từ khúc có thể nghe, buồn bực được luống cuống tới nơi này giải sầu một chút, thoải mái. Nhưng có vài người chính là sẽ cho người ác tâm. Đang ở Giang Sách nâng chung trà lên nhấp một miếng thời điểm, bỗng nhiên, một cái chanh chua thanh âm truyền tới, mỹ nữ, người thanh âm rất tốt nghe nha, đem mũ lấy xuống. Cho ta xem nhìn ngươi dáng dấp ra sao thôi. Loại này không hợp thời thanh âm, liền tương đối làm cho người ta chán ghét rồi. Mọi người men theo thanh âm nhìn sang, mới phát hiện là một cái ngậm thuốc lá quyển, xấu xí người cao gầy, vừa lên tiếng, miệng đầy răng vàng khè, vừa nhìn chính là bình thường hút thuốc quất quá nhiều rồi. Hắn móc bóp ra, từ bên trong lấy ra một bả tiền, toàn bộ đều là sáng loáng trăm nguyên tiền giá trị lớn. Một bả xuống tới, được có một hai vạn bộ dạng. Mỹ nữ, đem mũ hái được để cho ta nhìn một chút, số tiền này liền đều cho ngươi. Lúc này, chỉ nghe trên võ đài quân nhàn hơi mang tức giận nói, vị khách quan kia, tiểu nữ tử cũng không trích mũ, tất cả mọi người biết điểm này. Không phải trích, na răng vàng mất hứng, hắn run lên tiền trong tay, đầu năm nay vẫn tồn tại có tiền không phải kiếm ngu xuẩn. Ta chỉ là muốn nhìn mặt của ngươi. Cũng không phải muốn xem thân thể của ngươi, để làm chi dễ giận như vậy. Câu nói đầu tiên chọc giận quân nhàn. Nàng cáu giận nói, xin chú ý lời nói của ngươi. Răng vàng vui vẻ, ta đã rất khách khí, 38, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ a. Nhanh lên một chút đem mũ hái được, làm cho tiểu gia ta nhìn một chút, nếu như dung mạo ngươi đẹp mắt nói, tiểu gia ta sẽ cho ngươi nhiều tiền hơn, thuận tiện nhìn một chút nữa thân thể của ngươi. Những lời này triệt để chọc giận quân nhàn, nàng đứng lên tay chỉ răng vàng, mắng, người miệng sạch một chút. Răng vàng nếu không tức giận, còn rất đắc ý nói rằng, ta làm sao không sạch sẽ rồi. Ta có thể làm tịnh, nếu như không tin, vậy có muốn hay không theo ta về thăm nhà một chút, nhìn rốt cuộc là ngươi sạch sẽ hay là ta sạch sẽ a? Một nữ nhân, đang đối mặt loại này không cần mặt mũi lưu manh thời điểm, là căn bản không chiếm được bất luận cái gì một điểm ưu thế. Trong điếm bảo an đi lên, muốn đem răng vàng cho đuổi ra ngoài. Còn không đợi bảo an tới gần, bên cạnh mấy bản nhân cứ tới đây đem bảo an cản lại. Những người này mỗi người đều thân thể khỏe mạnh, vừa nhìn liền cũng không người lương thiện. Một người trong đó đối với bảo an nói rằng, tiểu tạp mao, biết đại ca chúng ta là ai chăng? Hỏi thăm một chút đi, kinh thành cọp răng kiếm danh hào, không phải tùy tiện nói một chút. Cọp răng kiếm. Nhân viên an ninh kia lập tức biến sắc mặt. Cùng lúc hắn rất muốn bảo hộ quân nhàn,
cùng lúc rồi hướng cọp răng kiếm vô cùng sợ. Cút đi! Thủ hạ kia một cước liền đem bảo an bị đá văng, bảo an một điểm tính khí cũng không có, không dám chút nào cùng cọp răng kiếm nhân nổi lên va chạm. Giang Sách có ở đây không xa xa nhìn, hỏi kiếm này răng hổ lại là người nào a? Cừu trắng mang theo sắc mặt giận dữ nói rằng, đúng dịp, Đàm gia người. Đàm gia? Ân, là Đàm gia dưỡng cẩu, chuyên môn xử lý một ít chuyện khó giải quyết. Giang Sách gật đầu, minh bạch chuyện gì xảy ra. Mỗi cái gia tộc đều có rất nhiều không có phương tiện tự mình xuất thủ sự tình, liền cần nuôi một số người đến giúp đỡ xử lý, các đại gia tộc đều có, không phải ngạc nhiên. Coi như là Giang Sách chính mình, cũng nuôi, đêm cầm, đang giúp hắn xử lý khó giải quyết sự tình. Vấn đề là, được nắm chắc giới hạn. Đêm cầm ở Giang Sách quản lý phía dưới, cũng sẽ không làm loại này vô pháp vô thiên chuyện ngu xuẩn, hiển nhiên, cọp răng kiếm là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, dựa vào Đàm gia diễu võ dương oai quán, ai cũng không coi vào đâu. Chỉ nghe cọp răng kiếm tiếp tục nói, ngươi một cái nho nhỏ, ca cơ, tiểu gia ta coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ha ha, còn dám theo ta người này gào to hô. Nhanh lên một chút đem mũ hái được, cho ngươi 10 giây đồng hồ. Ngươi nếu là không chính mình lấy xuống lời nói, vậy hãy để cho ta đây bang huynh đệ giúp ngươi trích, bất quá ta nên nhắc nhở ngươi, ta đây bang huynh đệ tay chân ngốc, đến lúc đó khả năng liền không nhất định chỉ là giúp ngươi lấy mũ xuống, rất có thể liên y phục cùng nhau bới. Chính ngươi nhìn làm, ban ngày ban mặt nói ra những lời này, lá gan cũng thật là có đủ mập. Bất quá, chu vi nhân không có một cái dám đến ngăn cản, ngay cả phòng ăn bảo an cũng đều nhìn xa xa. Không có một dám lên đi vào khuyên can. Cái này không kỳ quái, dù sao cọp răng kiếm là Đàm gia người. Ai lớn gan như vậy, cùng Đàm gia đối nghịch. Nghe cọp răng kiếm một vài đếm ngược lấy, những thủ hạ của hắn xoa tay chuẩn bị hướng trên đài đi, từng cái trong mắt đều tản ra tinh quang. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Quân Nhàn tay run rẩy, chậm rãi cầm cái mũ của mình, chuẩn bị đem mũ đem xuống. Cọp răng kiếm hai mắt trừng lớn nhìn. Vừa lúc đó, Cừu trắng đứng lên nói rằng, Quân Nhàn cô nương, không cần khuất phục tại những thứ cẩu này. Ân. Quân Nhàn sửng sốt một chút, yên lặng hướng phía Cừu trắng nhìn lại, nàng đối Bạch Dê là do ấn tượng, bởi vì Cừu trắng bình thường qua đây nghe nàng hát, hơn nữa mỗi một lần cho tiền buộc bơ ơ đều thật nhiều. Đồng thời Cừu trắng chưa từng có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, cũng chỉ là lặng lặng nghe ca nhạc. Giống như vậy khách nhân, quả thực cho Quân Nhàn để lại ấn tượng khắc sâu. Cọp răng kiếm cũng hướng phía Cừu trắng nhìn sang, hắn cũng không nhận ra Cừu trắng, cho rằng chỉ là cái dám làm việc nghĩa người qua đường. Tiểu tử, anh hùng cứu mỹ nhân đúng vậy. Ngươi biết ra ra ta là ai a? Dám mắng ta là cẩu, ngươi không muốn sống nữa. Thức thời qua đây cho ra ra dập đầu hai cái đầu, ra ra tạm tha rồi ngươi. Cừu trắng cũng không cho rằng ý. Trực tiếp ngồi xuống, nhìn chung quanh vây, nói rằng, chuyện gì xảy ra, vì sao trong phòng ăn còn nuôi chó sao? Làm sao luôn có chó sủa không ngừng a? Giang Sách ở bàn đối diện suýt chút nữa nhìn không được cười phun. Hắn hôm nay là không tính xuất thủ, giống như cọp răng kiếm cấp bậc này mặt hàng, Cừu trắng một người đối phó đều dư giả, quan trọng nhất là, Giang Sách cũng không giống như cướp đi Cừu trắng cơ hội biểu hiện. Buổi nói chuyện triệt để chọc giận cọp răng kiếm. Không cần hắn phân phó, thủ hạ mấy người liền vọt tới, vừa đi vừa mắng, ngươi ti em muốn chết à. Một gã đại hán đi tới giơ tay lên sẽ đánh Cừu trắng, kết quả không đợi hắn xuất thủ, Cừu trắng nháy mắt liền lắc mình đến rồi trước người hắn, nắm tay phát sau mà đến trước, trực tiếp nện ở mặt của người kia trên, trong nháy mắt mũi bị đập lõm xuống đi vào, chảy máu không ngừng. Còn dám hoàn thủ. Những người khác vừa nhìn giá thế này, từng cái cơ thiết côn liền vọt tới. Bất quá, đám ô hợp mà thôi, cùng Cừu trắng thực lực sai biệt vẫn là quá. Cừu trắng cũng không có làm sao cố sức, những người này liền toàn bộ đều ngã xuống, một bên Giang Sách vẫn là tự mình uống trà dùng bữa, lẩm bẩm Đàm gia người, nên đánh. Hơn 10 giây, tất cả thủ hạ liền đều bị làm gục xuống. Cừu trắng đi tới cọp răng kiếm trước mặt, mắt lạnh nhìn hắn, sợ đến cọp răng kiếm toàn thân run rẩy. Ngươi đừng sằng bậy. Cọp răng kiếm còn muốn hù dọa Cừu trắng, ngươi sợ là không biết ta là ai à? Ta là cọp răng kiếm,
thay Đàm gia làm việc, Đàm gia cậu ấm Đàm Quốc Đống, vậy chính là ta đại ca. Đàm Quốc Đống. Không đề cập tới hoàn hảo, nhắc tới cừu trắng thì càng giận không chỗ phát tiết. Hắn mắt lạnh nhìn cọp răng kiếm, nói rằng, người thật là Đàm Quốc Đống chính là thủ hạ. Nghe hắn hỏi như vậy, cọp răng kiếm nhất thời tới lòng tin, cho rằng Đàm Quốc Đống danh hào đủ để hù dọa ở cừu trắng, vì vậy đứng lên nắm thật chặt y phục, vừa cười vừa nói, bây giờ biết sợ. Sợ. Cừu trắng cầm lấy trên bàn một chai bia, không nói hai lời, dựa theo cọp răng kiếm đầu liền đập xuống, trong nháy mắt, huyết dịch cùng bia hỗn hợp với nhau, cọp răng kiếm bị đập đầu óc choáng váng, lảo đảo ngã xuống. Cừu trắng nói rằng, nhớ ngươi loại rác dưới này, về sau nếu như còn dám tới Phong Nhã Các, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. A hát được rồi, tốt nhất lần sau đem Đàm Quốc Đống cùng nhau mang theo, ta ngay cả hắn một khối đánh. Điên rồi điên rồi, người này triệt để điên rồi. Ở Kinh Thành, lại có thể có người dám nói đánh Đàm Quốc Đống lời như vậy. Cọp răng kiếm cắn răng hỏi, ngươi, ngươi tên là gì? Cừu trắng. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi chờ ta, sớm muộn gì ta sẽ trở về giết chết ngươi. Còn dám điên cuồng. Cừu trắng giơ lên một cước, dựa theo cọp răng kiếm miệng liền đạp xuống. Trong nháy mắt liền đem cọp răng kiếm na đầy miệng răng vàng toàn bộ đều cho đoán rớt. Từ nay về sau, hắn không còn là cọp răng kiếm, nên cải danh gọi, không có răng hổ, rồi. Cọp răng kiếm. Không dám nhiều lời nữa, giống như con chó giống nhau, bò lăn lộn chạy ra Phong Nhã Các, cùng mình nhất bang tiểu đệ ly khai hiện trường. Nhất thời, tất cả mọi người vì cừu trắng chính nghĩa hành vi vỗ tay. Quân Nhàn càng là chậm rãi đi tới cừu trắng trước mặt, khom người một chút, nói rằng, cừu trắng công tử, ngày hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi đã cứu ta, đại ân đại đức, khó có thể vì báo. Cừu trắng khoát tay áo, không quan trọng, giống như cọp răng kiếm cái loại này mặt hàng, là thích ăn đòn. Hai người cách cái khăn che mặt liếc nhìn nhau. Quân Nhàn vi vi cúi đầu, trong chốc lát không biết còn có thể nói cái gì mới tốt, chàng diện có vẻ hơi xấu hổ. Lúc này, Giang Sách đi tới nói rằng, Quân Nhàn cô nương thanh âm dễ nghe như vậy, hát kỹ xảo cũng cao vô cùng siêu, ân. Có hứng thú hay không tham gia a? Ân. Quân Nhàn khẽ nhíu mày, biểu thị chưa từng nghe qua cái này ngăn hồ sơ tiết mục. Cừu trắng lập tức tinh thần tỉnh táo, nói rằng, a hát, đây là từ Triệu gia chủ làm một ngăn hồ sơ tiết mục, ngày mai sẽ phải tiến hành chính thức chọn. Quân Nhàn cô nương, người thanh âm dễ nghe như vậy. Lại có tài như vậy hoa, chỉ là ở chỗ này làm chú hát cơ quá lớn tài tiểu dụng rồi. Không bằng đi tham gia, thu hoạch lớn hơn cho hấp thụ ánh sáng số lượng, làm cho người nhiều hơn nghe được thanh âm của ngươi, ngươi bài hát. Tin tưởng lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể một lần là nổi tiếng, đến lúc đó có thể chế tác chuyên tập, thu hoạch người ái mộ, để cho ngươi bài hát đạt được càng rộng lớn truyền lưu. Đối với một cái người ca mà nói, có thể làm cho nhiều người hơn nghe được cũng thích mình bài hát, là phi thường cao hứng một việc. Cái này không nhất định là vì danh cùng lợi. Quân Nhàn đã vô cùng nhạt bạc danh lợi rồi, nhưng không có nghĩa là nàng không chỗ nào truy cầu. Nàng kỳ thực cũng phi thường hy vọng thu được lớn hơn sân khấu, có thể cho tài hoa của nàng đạt được càng nhiều hơn phát huy, mà không phải cả ngày ở trong phòng ăn mặt hát kiếm ăn. Nàng ngẩng đầu nhìn phía cừu trắng, hỏi ta, có thể chứ? Nghe nói tham gia loại này tiết mục, đều phải dung mạo rất xinh đẹp, nhà rất có tiền mới được. Cừu trắng nở nụ cười, cái này ngăn hồ sơ tiết mục là mặt hướng pro đại chúng, chỉ cần có tài hoa, đối với mình có lòng tin, vậy có thể tham gia. Tướng mạo, tiền tài, bối cảnh gì gì đó, cũng không trọng yếu. Cái này buổi nói chuyện nhưng thật ra đốt Quân Nhàn lửa giận trong lòng. Nàng trùng điệp gật đầu, tốt, ta nguyện ý tham gia. Cừu trắng mừng rỡ như điên, cứ như vậy, hắn về sau là có thể nhiều cơ hội hơn cùng Quân Nhàn gặp mặt, đồng thời có thể cho Quân Nhàn đi hướng cao hơn sân khấu. Ta đem chỗ ghi danh chỉ cho ngươi, ngày mai ta tự mình tới đón ngươi qua. Cảm ơn ngươi. Giang Sách mỉm cười đi trở về đi ăn cơm, hắn vẫn lần đầu tiên chứng kiến cừu trắng như vậy chủ động tích cực, trước đây cừu trắng cho mình làm việc cũng không có tích cực như vậy. Quả nhiên a. Nam nhân cho nữ nhân yêu mến làm việc, chính là không giống với. Giang Sách uống trà ăn đồ ăn, trong lòng cũng thật cao hứng. Tuy là hắn đối với âm nhạc rốt đặc cán mai, nhưng đối với, mỹ,
gì đó vẫn hiểu, giống như Quân Nhàn ưu tú như vậy nhân tài, nhất định sẽ gây nên trọng tâm câu chuyện, mang đến lưu lượng, đề cao nhiệt độ, thu hoạch một nhóm lớn người ái mộ. Muốn làm tốt, nhất định phải nhiều vài cái giống như Quân Nhàn nhân tài ưu tú như vậy. Xem ra, trong khoảng thời gian này ta có thể lấy làm một làm truy tinh rồi. Giang Sách tự giễu nói. Không bao lâu, Cừu Trắng chạy trở lại, vui vẻ nói rằng, thống suất, ta theo Quân Nhàn hẹn xong, sáng sớm ngày mai tiễn nàng đi chọn hiện trường, tin tưởng lấy nàng thực lực, nhất định có thể thuận lợi qua cửa. Giang Sách gõ bàn một cái nói, ân, xem đem ngươi cao hứng. Vậy có phải hay không nên đổi cho ta một bình trà a? Ta đây một bầu đều lạnh. Cừu Trắng cười hắc hắc, tiểu nhị, đổi trà. Kinh thành, Đàm gia biệt thự. Đàm Quốc Đống cuống cuồng chạy vào phòng khách, đối chính ở cắt bồn hoa Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, ra ra, lại có mới phiền toái. Đàm Vĩnh Thắng cũng không quay đầu lại hỏi, làm sao, Giang Sách lại cho chúng ta thêm đổ sao? Không phải Giang Sách, là Triệu gia. Triệu gia. Ân, Triệu Hải Nhân cùng Đủ Mây Mỹ cùng nhau sách hoa một ngăn hồ sơ ca sướng loại tống nghệ PK tiết mục, đã tại chọn tuyển thủ dự thi rồi. A hát, Đàm Vĩnh Thắng buông cây kéo xoa xoa tay, chúng ta là ca vương hẳn là phát hình ba kỳ đi. Chính là cường thịnh thời điểm, bọn họ đột nhiên làm một ngăn hồ sơ tương tự tiết mục, làm sao, muốn chia lưu chúng ta khán giả. Nhất định là, Đàm Quốc Đống thôi chắc nói, Triệu gia đám khốn kiếp kia, xem chúng ta đem cái gì làm phát hỏa, bọn họ phải đi sao, một điểm tố chất cũng không có. Nhất nhi tái tiến công chúng ta Đàm gia nội địa. Trận này lâu dài xuống phía dưới, Đàm gia công trạng sẽ phải chịu tổn thương rất nặng a. Vui chơi giải trí sản nghiệp, là Đàm gia động mạch chủ. Này động mạch nếu như bị người cho chặt đứt nói, vậy đối với Đàm gia tạo thành ảnh hưởng không thể đo lường. Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, đơn giản, người liền tràn phong đi, làm cho kinh thành người biết, ai dám tham gia Triệu gia tiết mục, vậy sau này cũng đừng còn muốn đạt được chúng ta Đàm gia thông báo. Đây chính là buộc các nghệ nhân tiến hành tuyển trạch. Triệu gia ở phương diện này vẫn chỉ là khởi bước, làm sao có thể cùng Đàm gia so sánh với. Người bình thường đều biết làm như thế nào chọn. Thà rằng đắc tội Triệu gia, cũng muôn ngàn lần không thể trên Đàm gia sổ đen. Kể từ đó, Triệu gia có thể chọn lựa, hoặc là tinh khiết người qua đường, hoặc là chính là trình độ tương đối kém tuyển thủ, có chân tài thực học đều sẽ tỉ mỉ suy tính. Đàm Quốc Đống giơ ngón tay cái lên, điểm ấy tử không sai, này có tài nghệ nghệ nhân nhất định sẽ phi thường thận trọng, sẽ không đi tham gia Triệu gia tiết mục, vậy bọn họ tiết mục trình độ sẽ giảm bớt nhiều. Đàm Vĩnh Thắng còn nói thêm, mặt khác, người nuôi con chó kia cũng không phải nuôi không, cũng không có việc gì thả ra ngoài cắn cắn người, uy hiếp một cái phổ thông tuyển thủ cũng là có thể. Đàm Quốc Đống gật đầu, hiểu, ta sẽ đi ngay bây giờ thông chi cọp răng kiếm. Làm cho hắn dẫn người đi Triệu gia hải tuyển hiện trường chặn đường gây sự. Hắc hắc, như thế hai bút cùng vẽ, nhất định có thể đem Triệu gia tiết mục làm cho thất bại. Nói xong, hắn hưng phấn xoay người đi làm việc. Bên kia, cọp răng kiếm nằm trên giường bệnh của bệnh viện, đem hắn trong miệng bị đánh hư hàm răng từng viên một rút ra. Hắn hiện tại ngay cả ăn cứng rắn một chút cái gì cũng làm không được, về sau chỉ có thể uống cháo rồi. Đang thống khổ lấy. Đột nhiên nhận được Đàm Quốc Đống điện thoại của. Uy, Đàm thiếu gia, có gì phân phó? Ân, cọp răng kiếm người nói thế nào kỳ kỳ quái quái, dường như hàm răng hở giống nhau. Không phải hở, là căn bản dụng hết răng rồi. Cọp răng kiếm cũng nghiêm chỉnh nói bị người đánh, liền hồ lộng nói rằng, té lộn mèo một cái, miệng có đau một chút, Đàm thiếu gia ngài tìm ta có chuyện gì không? Lập tức, Đàm Quốc Đống đem gây chuyện nhiệm vụ giao cho hắn. Cúp điện thoại, cọp răng kiếm mê hí mắt, đối với bên cạnh tiểu đệ nói rằng, tới việc rồi, đi Triệu gia hải tuyển hiện trường nháo sự. Đại gia ngươi, lão tử đang lo không ai xì, điều này cũng tốt, lập tức tới việc rồi. Triệu gia, hừ hừ, đừng trách ta xuất thủ hung ác, muốn trách thì trách chính các ngươi chút bối. Kêu lên vài cái huynh đệ, làm việc. Cọp răng kiếm từ trên giường bệnh xoay người xuống tới. Mang theo nhất bang tiểu đệ liền chạy đi Triệu gia chọn nơi sân, gây hấn gây chuyện, yên lành phát tiết một trận. Sáng sớm hôm sau, Cừu Trắng dựa theo ước định, lái xe tới đến Phong Nhã Các, tiếp Quân Nhàn chạy đi Hoa Hạ Tốt Thanh Âm hải tuyển hiện trường.
Hôm nay Quân Nhàn thay đổi một thân phấn chơi giữa quần dài, như trước đội mũ, lụa trắng che khuất khuôn mặt, căn bản là thấy không rõ dung mạo của nàng là dạng gì, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra đường nét. Quân Nhàn cô nương, lên xe a. Cửu Trắng phi thường thân sĩ tiếp Quân Nhàn lên xe, tự mình tiễn nàng đi hải tuyển hiện trường. Ngày hôm nay Giang Sách vì không thích đáng bóng đèn, thậm chí đều là mình mở một chiếc xe khác đi qua, chính là vì cho bọn hắn chế tạo một chỗ thời gian. Đáng tiếc, Cửu Trắng mất đi ngày thường kiện đàm luận, dọc theo đường đi cũng không có cùng Quân Nhàn nói mấy câu. Đang ở hắn lái xe sắp đến hiện trường thời điểm, bỗng nhiên, chứng kiến con đường phía trước bị người dùng chướng ngại vật trên đường chặn lại, xe cộ không có cách nào bình thường đi qua. Con đường này là đi thông hải tuyển hiện trường đường phải đi qua, lại không thể đi đường vòng. Cửu Trắng dừng xe, phát hiện trừ hắn ra, cái khác rất nhiều người cũng đều bị chặn lối đi, có vài người rất tức giận, có vài người cau mày. Đây là thế nào, phía trước ở sửa đường sao? Cửu Trắng hỏi bên cạnh một gã nam sinh. Nam sinh kia khí hanh hanh nói rằng, chó má sửa đường a. Phía trước bị người ngăn cản, không cho chúng ta đi. Vì sao? Bởi vì đi thêm về phía trước chính là Triệu Gia Hoa Hạ Tốt Thanh Âm hải tuyển hiện trường, đám người này vì ngăn cản chúng ta đi báo danh, ở nơi này chặn đường. Nếu ai dám xông vào, bọn họ liền đánh người đó. Bá đạo như vậy, còn có vương pháp hay không? Cửu Trắng hỏi, làm sao không báo cảnh? Nam sinh kia cười ha ha, vô dụng, người vừa báo cảnh, không đợi cảnh sát qua đây bọn họ liền chạy. Sau đó cảnh sát đi, bọn họ như cũ chặn đường. Hơn nữa, bọn họ sẽ đem người báo cảnh sát cho mang đi thu thập một trận, hạ trang rất thảm, cho nên không ai còn dám báo cảnh sát. Cửu Trắng mặt mang sắc mặt giận dữ, hỏi, người nào lá gan như thế mập? Còn có thể là ai? Đàm gia nuôi cẩu cọp răng kiếm thôi. Theo ta thấy ở đâu, đây chính là Đàm gia vì thư kích Triệu gia mà tỏ ra bẩn thỉu thủ đoạn. Quen, Đàm gia ở kinh thành vô pháp vô thiên cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi. Nam sinh thở dài, chuẩn bị trở về đầu, lúc đầu cho rằng có thể tham gia chọn, cũng lên TV lộ mặt mày rạng rỡ, thật đờ cây em mất hứng. Cửu Trắng kéo hắn lại, vị huynh đài này trước đừng có gấp đi, ta sẽ đi ngay bây giờ đem chướng ngại vật trên đường dỡ bỏ. Ngươi! Ở nam sinh không dám tin trong ánh mắt, Cửu Trắng cất bước đi ra phía trước. Nói là chướng ngại vật trên đường, kỳ thực chính là vài cái bàn băng ghế chất ở một chỗ. Cửu Trắng đi tới một cước liền đem một tờ trong đó cái bàn cho đạp bay đi ra ngoài. Tình huống gì? Cọp răng kiếm một gã thủ hạ đứng lên, dùng tay chỉ Cửu Trắng giận dữ hét, người thì em chán sống đúng vậy. Hắn quơ bổng cầu côn đã đi tới. Nhưng, hắn càng đi về phía trước, càng thấy được người trước mắt này dường như khá quen, các loại đi tới trước mặt mới kinh ngạc phát hiện, đây không phải là ngày hôm qua ở phong nhã các thống biển hắn một bữa cái kia Cửu Trắng sao? Phù phù, thủ hạ kia sợ đến run chân, không bị khống chế quỳ xuống. Cửu Trắng mắt lạnh nhìn hắn, chính là ngươi ở chỗ này thiết trí chướng ngại vật trên đường, cấm người đi đường đi qua sao? Không phải ta chính là cái tiểu tạp mao, những thứ này đều là đại ca để cho ta làm. Cọp răng kiếm. Đối với. Hắn ở đâu? Trời nóng, ở bên kia xưởng bồng bên trong nghỉ ngơi. Làm cho hắn quay lại đây. Dạ, tiểu nhân đi luôn truyền lời. Thủ hạ kia nhanh lên đứng dậy hướng cách đó không xa chướng bồng chạy đi. Thủ hạ kia chạy vào bên trong lều, mở ra đối với bên trong đang nằm ngủ cọp răng kiếm nói rằng, đại ca, có người xông vào. Cọp răng kiếm không nhịn được nói, xông vào liền đánh cho ta a, ngoại trừ cảnh sát, ai tới đánh người nào. Chút chuyện nhỏ này còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Không phải, người nọ không dễ chọc a. Làm sao, bọn họ rất nhiều người sao? Chỉ có một người. Cọp răng kiếm nổi giận, liền thi em một người có cái gì không dễ chọc. Ta cho ngươi biết, cho dù là chủ nhà họ Triệu tới, cũng cho ta vào chỗ chết đánh. Xảy ra chuyện, có Đàm thiếu gia chịu trách nhiệm. Thủ hạ kia vẻ mặt khổ sở dáng vẻ. Còn đánh nhân gia, không bị nhân gia đánh chết coi như là thật tốt. Hắn nói rằng, đại ca, tiểu tử kia thực sự khó đối phó a. Cọp răng kiếm tuyệt không bình tĩnh bỏ dậy, nhìn hắn chằm chằm nói rằng, người chừng nào thì trở nên nhát gan như vậy. Nói với hắn chúng ta là Đàm gia người a. Nhân gia biết, không riêng biết,
ngươi còn phải cút đi rồi. Ha ha, đủ điên cuồng a, cho ta xem là tên khốn kiếp nào dám nói thế với. Cọp răng kiếm đứng dậy đi ra trướng bồng, hướng phía lộ trướng phương hướng đi tới. Bởi vì ngày hôm qua bị đánh quá ác, cho nên đi bộ thời điểm còn có chút đau, khập khểnh. Người nào to gan như vậy, dám tháo dỡ ta bày chướng ngại vật trên đường. Không muốn sống nữa đúng vậy. Vừa nói vừa đi. Đang ở hắn tới gần cừu trắng thời điểm, rốt cục thấy rõ tướng mạo của đối phương, trong nháy mắt cũng cảm giác miệng đau nhức, không có ai đụng cũng không rõ chùy tâm đau. Hắn không tự chủ được che miệng, hai con mắt trừng lớn, cước bộ cũng ngừng, nửa phần cũng không dám đi về phía trước. Là hắn. Cừu trắng. Cọp răng kiếm giống như là thấy được quỷ giống nhau, sợ đến nhanh lên xoay người sẽ chạy. Cừu trắng mấy bước liền đuổi theo, một bà sách ở hắn cần cổ, giống như là đại nhân sách tiểu hài tử giống nhau, khoát tay liền đem cọp răng kiếm sách lên. Muốn đi. Cọp răng kiếm trong nháy mắt đổi lại một bộ nụ cười, bài trừ nụ cười nói rằng, không đi, không đi. Cừu trắng lạnh lùng hỏi, đường này chướng là ngươi thiết. Cọp răng kiếm nhanh lên xua tay nói rằng, là ta, cũng không phải ta. Ngươi biết, ta là thay Đàm gia làm việc, những thứ này đều là Đàm thiếu gia để cho ta làm, ta chính là cái nghe người ta làm việc tiểu nhân vật mà thôi. Trách nhiệm này nhưng thật ra đẩy rất nhanh. Cừu trắng lại hỏi, vậy bây giờ ngươi định làm như thế nào? Cọp răng kiếm trả lời ngay một chữ, tháo dỡ. Ok, cho ngươi một min, nếu như vẫn không thể hoàn thành dỡ bỏ, ta sẽ thấy đem ngươi ngón tay của giáp tất cả đều rút. Sẽ phải so với phá hủy nha càng đau ha. Cọp răng kiếm sợ đến đều run rẩy rồi. Hắn mau mau xông lấy thủ hạ quát, còn không mau đi đem chướng ngại vật trên đường phá hủy. Chậm một bước, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Có lời này, những thủ hạ kia nhanh đi đem chướng ngại vật trên đường đều phá hủy. Một min cũng không cần, liền na vài cái bàn cái ghế, hai ba lần liền toàn bộ đều cho tháo bỏ. Cọp răng kiếm cười ha hả nói, cừu trắng đại ca, ngươi xem, toàn bộ đều tháo bỏ, ngài hài lòng chưa? Na một bộ tiện hề hề bộ dạng, hận không thể đem cừu trắng trở thành tổ tông giống nhau cung mới tốt. Cừu trắng không có lại theo hắn quá nhiều lời nói nhảm, mà là nói với mọi người, hiện tại chướng ngại vật trên đường đã dỡ bỏ. Đại gia có thể đi tham gia chọn rồi. Mọi người vui mừng khôn xiết. Lên xe, cừu trắng nịt dây an toàn. Hướng về phía ngồi phía sau quân nhàn nói câu, xin lỗi chỉ hoãn mấy phút, hiện tại liền lập tức xuất phát. Một cước chân ga, nghênh ngang mà đi. Cọp răng kiếm những người đó vẫn còn ở phía sau phất tay tống biệt, cảm giác giống như là cừu trắng người hầu giống nhau. Mọi người cũng đều hiếu kỳ vì sao cọp răng kiếm làm Đàm gia chó săn, tại sao phải đối Bạch Dê tôn kính như vậy. Kỳ thực không phải tôn kính, mà là sợ. Là một loại phát ra từ phế phủ cực đoan sợ. Sau một lát, cừu trắng lái xe tiễn quân nhàn đã tới chọn hiện trường, không bao lâu Giang Sách cũng chạy tới. Hiện trường đã tụ tập không ít người. Chỉ bất quá, liếc nhìn lại, tới dự thi chọn người trình độ cao thấp không đều. Cừu trắng nói rằng, thống suất, tựa hồ hôm nay tới những người này trình độ có điểm thấp A. Giang Sách hồi đáp, dù sao cũng là ngày đầu tiên. Hơn nữa Đàm gia bên kia phóng xuất phong tới, ai tới tham gia Triệu gia tiết mục, về sau cũng đừng nghĩ bắt được Đàm gia thông cáo. Cho nên rất nhiều có tài hoa tuyển thủ đều ở đây quan vọng trong, cân nhắc lợi hại, không dám đơn giản qua đây. Cừu trắng cả giận nói, cái này Đàm gia thật đúng là có đủ ác tha, lại có phương thức này tới uy hiếp người khác. Giang Sách nói rằng, dù sao Đàm gia ở kinh thành cày cấy lâu như vậy, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lật đổ. Cũng may chúng ta tiết mục tương đối tiếp địa khí, cần chính là càng nhiều hơn làm chọn người tay, mà không phải này chịu đến huấn luyện chuyên nghiệp tuyển thủ. Cho nên Đàm gia uy hiếp, kỳ thực đối với chúng ta thương tổn là có giới hạn. Được rồi, hiện tại chúng ta liền mang quân nhàn đi tiến hành chọn A. Địa điểm ghi danh đang ở cách đó không xa, đại gia xếp hàng chờ đợi lấy, từng bước tiến nhập ghi hình lều tiến hành sàng chọn, thực lực tương đối mạnh sẽ thu được một khối, đi qua. Bài tử. Nơi đây mỗi người đều ở đây đang mong đợi. Bất kể là vì âm nhạc mộng tưởng cũng tốt, vẫn là vì danh lợi cũng được, đều phải muốn đi qua chọn cửa ải này. Đang ở Giang Sách bọn họ chuẩn bị chạy đi địa điểm ghi danh thời điểm,
Bỗng nhiên một gã đội nón thanh niên nhân đã đi tới, trong tay siết một tấm nhóm, nói rằng, tiền giấy đòi đi. Cái này, Giang Sách Từ Tốn nói, nơi này là chọn hiện trường, cũng không phải diễn sướng hội hiện trường, làm sao còn có bò. Ngươi lại bán cái gì nhóm? Na bò cười hắc hắc, giải thích, vừa nhìn ngươi chính là tân nhân, lần đầu tiên tham gia loại này âm nhạc loại tống nghệ A. Giang Sách gật đầu, là lần đầu tiên. Vậy khó trách, bò nói rằng, tất cả âm nhạc tống nghệ chọn đều cũng có mở ám, ngươi cho rằng thực sự liền so với ai khác hát êm tai sao. Ngây thơ. Giang Sách nở nụ cười, hiếu kỳ hỏi, cái này chọn không phải là sàng chọn ưu tú tuyển thủ sao? Bò phốc suy vui vẻ, nếu không tại sao nói ngươi là tân nhân đâu? Cái này hát thật tốt ra, là rất trọng yếu, nhưng không phải là tối trọng yếu. Nếu quả như thật cũng chỉ là so đấu hát trình độ, vậy những thứ này tiến hành chọn lão sư ăn của người nào đi? Không nói gạt ngươi, phàm là tới nơi này tham gia chọn ghi danh, na cũng phải ở ta nơi này mua phiếu. Không mua vé, người căn bản không quá, coi như người ca sướng kỹ xảo cho dù tốt, cũng sẽ bị soát rơi. Điều này nghe qua giống như là trong ngoài câu kết, cùng nhau kiếm lấy người dự thi tiền. Giang Sách không nhớ rõ bày ra trong sách có điều này à. Hỏi hắn, người nhóm xác định tin cậy. Đương nhiên, bò vỗ bộ ngực nói rằng, không nói gạt ngươi, kinh thành hết thảy âm nhạc loại tống nghệ vậy cũng là ta đang bán vé. Đừng nói các ngươi cái này không nổi danh tiết mục mới rồi, coi như là loại này quanh năm thu thị quán quân, cũng đều là ta ở. Bán vé. Giang Sách hứng thú rồi, hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi cái này nhóm bán thế nào? Bò xuất ra hai tờ nhóm, ta nhóm chia làm lưỡng chủng. Loại thứ nhất là trụ cột nhóm, 500 khối một tấm, mua tờ này nhóm ngươi là có thể công bình công chính tiến hành chọn, thích hợp này đối với mình dung nhan trị. Kỹ xảo đều có tài nghệ chuyên nghiệp tuyển thủ. Loại thứ hai là cao đoan nhóm, 2.000 khối một tấm, mua giá cao đoan nhóm, chọn chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, coi như người ngũ âm không được đầy đủ cũng có thể bị chọn. Thế nào, các ngươi mua loại nào a? Nếu ta nói, các ngươi liền mua cao đoan nhóm được rồi, tỉnh thì tỉnh lực bớt lo, hợp tác tốt, về sau tham gia chính thức thi đấu chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác. Không đợi Giang Sách trả lời. Quân Nhàn đi tới nổi giận nói, ta không cần mua những thứ này nhóm. Ta tới nơi này là vì truy tầm ta âm nhạc mộng, mà không phải tới đi cửa sau. Nếu như cái này ngăn hồ sơ tiết mục như vậy tấm màn đen, ta đây tình nguyện không bị chọn. Nói xong, nàng trực tiếp đi hướng báo danh điểm. Giang Sách đối với bỏ lắc đầu, người cũng nghe đến rồi, chúng ta không cần. Nói xong, hắn cùng Cửu Trắng cũng cùng rời đi rồi. Bò nhìn bọn họ bóng lưng rời đi, khinh thường hứ một ngụm. Niên đại gì, còn đặt chỗ này ngây thơ. Không mua ta nhóm đúng vậy. Vậy các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được, đi qua. Chuẩn bị bị đuổi ra khỏi nhà A, nhất bang ngu xuẩn. Không bao lâu, đoàn người đi tới báo danh điểm, thuận lợi đăng ký thành công. Ở ghi danh thời điểm, na ký lục viên còn đặc biệt hỏi thăm một câu, các ngươi mua phiếu rồi không? Lấy ra ta xem một chút. Kết quả lấy được là Quân Nhàn một trận nộ xích. Ký lục viên cũng không nói gì nhiều, chỉ lại yên lặng ở Quân Nhàn tên phía sau tìm một cái xiên, cái này chọn còn chưa bắt đầu, thật giống như đã trước giờ đem Quân Nhàn cho đào thải giống nhau. Giang Sách nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng, một chữ không đề cập tới. Rốt cục, trước mặt tuyển thủ đều chọn kết thúc, giờ đến phiên Quân Nhàn đăng tràng. Nàng cầm phe làm chủ lời chuẩn bị xong đồng, ở Giang Sách. Cừu Trắng cùng đi dưới tiến nhập gian nhà, sau đó một thân một mình lên đài đi, Giang Sách cùng Cừu Trắng ở phía sau đài yên lặng nhìn. Quân Nhàn cất bước đi tới chính giữa sân khấu, hướng về phía sân khấu đối diện bốn gã chọn đạo sư bái một cái. Nàng chưa kịp đứng dậy, một gã nữ đạo sư không nhịn được nói, làm cái gì? Muốn hát liền hát, bà mụ mụ làm cái gì? Chúng ta thời gian gấp gáp lắm, không rảnh với người cái này ma ma tức tức. Thái độ này thật đúng là không phải bình thường kém. Quân Nhàn cố nén tức giận, cầm ống nói lên bắt đầu thanh sướng. Thanh âm của nàng vẫn là trước sau như một tốt nghe, như mộng như ảo, giống như là mùa hè bên trong băng, khiến người ta cảm thấy không gì sánh được thư thái. Còn không chờ nàng hát câu thứ ba, đài dưới đáy nữ đạo sư liền vỗ bàn quát, dừng một chút đình, đừng hát nữa. Quân Nhàn sửng sốt một chút,
đình chỉ thanh sướng. Liền nghe được người nữ đạo sư kia nổi giận nói, người này cũng hát cái quái gì a? Ngươi hiểu hay không âm nhạc a? Đều niên đại gì, vẫn còn ở hát những thứ này lỗi thời đồ đạc, người thổ không phải thổ a? Quân Nhàn hai tay của nắm thật chặt thành quả đấm. Những thứ này cổ phong cổ khúc cổ từ, là của nàng yêu thích càng là cả đời của nàng truy cầu, hiện tại cư nhiên bị người nói qua lúc, quê mùa, cái này gọi là nàng như thế nào chịu được. Vị đạo sư này, ta cảm thấy cho ngươi lời nói có chuyện, những thứ này quốc phong ca khúc làm sao lại. Không đợi nàng nói xong, bên cạnh một gã nam đạo sư vỗ bàn hét lớn, ngươi làm cái gì? Ai cho ngươi nói chuyện? Đạo sư đối với ngươi tiến hành phê bình, ngươi còn dám cãi lại. Đây là đối với đạo sư nói chuyện thái độ sao? Vật gì vậy? Nữ đạo sư càng là trực tiếp mắng lên, trong nơi này tới dế nhũi hương ba lão. Cút nhanh lên xuống đài, lãng phí thời giờ của ta, nhìn liền ác tâm. Câu nói kế tiếp đã đều không phải là đối với hiện trường biểu diễn phê bình, mà là đưa lên đến nhân cách vũ nhục. Quân Nhàn tức giận toàn thân run, nhưng một người nói thế nào qua được bốn người. Huống chi nàng vẫn là một cái rất có trình độ nữ sinh, căn bản không phải dưới đài na bốn cái miệng đầy thô tục đạo sư đối thủ. Các ngươi! Quân Nhàn tức giận quay đầu đi liền, hiện trường nhất khắc cũng không muốn ở lại. Nữ đạo sư còn âm dương quái khí hô, cút nhanh một chút. Đừng ảnh hưởng phía sau tuyển thủ lên đài, cái phế vật chết rác rưởi. Quân Nhàn lòng tự trọng rất mạnh, bị người như thế nhục mạ sau đó, trở lại hậu trường sau đó trực tiếp ném xuống microphone, không nói câu nào đi liền. Cừu trắng mau đuổi theo rồi đi tới. Quân Nhàn cô nương, người xin không cần sức sống. Không tức giận, ta làm sao có thể không tức giận, những người này xứng với đạo sư xưng hào sao, sớm biết là cái dạng này. Ta sẽ không tới tham gia cái này ngăn hồ sơ tiết mục. Tấm màn đen, dơ bẩn, gọi người ác tâm. Lúc này Giang Sách đi tới nói rằng, sẽ phát sinh loại chuyện như vậy đúng là chúng ta không có nghĩ tới. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái kết quả vừa lòng. Xin lỗi, ta không tâm tình cùng các ngươi chơi. Quân Nhàn lập tức đi ngay ra khỏi phòng, mới vừa đi tới bên ngoài, liền thấy bỏ ở bên kia cho người khác đề cử mua phiếu. Bò liếc nhìn Quân Nhàn, cười nhạo nói, thế nào, thất bại a? Không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt, ngươi nếu như sớm nghe ta, tiêu ít tiền mua một tấm nhóm còn có loại sự tình này sao? Quân Nhàn không vui nói, các ngươi ở nơi này là sàng chọn ưu tú tuyển thủ, căn bản là thu về hỏa tới mọt tiền. Đừng nói khó nghe như vậy nha, bò quất ra một tấm nhóm, nói rằng, tương đối lớn minh tinh nào có không tốn tiền. Chút tiền ấy ngươi cũng không chịu tốn, làm sao có thể sẽ thông qua chọn. Tới, mua một tấm A, bây giờ còn có thể bổ cứu. Bổ cứu, ta tình nguyện không tham gia cái này ngăn hồ sơ tiết mục, tình nguyện trở về phòng ăn nhỏ chú hát, cũng sẽ không mua ngươi nhóm. Quân Nhàn làm bộ như muốn rời đi. Giang Sách đi tới nói rằng, Quân Nhàn ngươi chờ một chút, hôm nay là ta kiến nghị ngươi tới, nếu như ngươi cứ như vậy đi trở về, đó là của ta thất trách. Mời lại cho ta một cơ hội, ta cam đoan sẽ cho ngươi một cái kết quả vừa lòng. Kết quả vừa lòng? Cái gì là kết quả vừa lòng? Quân Nhàn hỏi, ngươi có thể làm những gì? Giang Sách hồi đáp, ngươi muốn cái gì, ta là có thể làm được cái gì? Quân Nhàn cười ha ha, tốt, ta đây muốn những thứ này bỏ toàn bộ bộ đô từ chọn hiện trường tiêu thất, còn muốn đem na bốn gã bẩn thỉu chọn đạo sư toàn bộ đô thay đổi. Cuối cùng ta muốn lăng giao đến cho ta tiễn thông qua bài tử. Cái này ba cái, ngươi có thể sao? Có thể. A, à, Quân Nhàn sửng sốt một chút. Cái này ba cái bất kể là cái nào một cái đều phi thường khó, Quân Nhàn cũng chỉ là thực sự sức sống, mới có thể đưa ra như thế yêu cầu quá đáng. Nàng bây giờ không có nghĩ đến Giang Sách cư nhiên biết không hề điều kiện đáp ứng rồi. Làm không được a. À. Người bình thường làm sao có thể cái này ba cái. Cừu trắng mỉm cười nói, Quân Nhàn, ngươi liền cho chúng ta một cơ hội, cho chúng ta một lần lấy công chuộc tội cơ hội. Quân Nhàn cười lạnh một tiếng, tốt, ta đây sẽ chờ xem. Vì vậy Giang Sách vỗ vỗ cừu trắng bả vai, nói rằng, thanh lý bỏ sự tình liền giao cho ngươi đi làm. Ok, cừu trắng ngay lập tức sẽ cho đêm cầm phi kê bấm điện thoại, phi kê là chuyên môn trợ giúp Giang Sách xử lý những phiền toái này chuyện, hiện tại chính là dùng hắn thời điểm. Sau đó,
Giang Sách trực tiếp cho Tề Vân Mỹ bấm điện thoại, nội dung rất đơn giản, chính là làm cho Tề Vân Mỹ khiêm tốn một chút qua đây, cùng nhau nhìn chọn nội dung. Tề Vân Mỹ không phải người bình thường, nàng vừa nghe Giang Sách lời này cũng biết có chuyện, vì vậy cứ dựa theo Giang Sách nói, phi thường khiêm tốn đi tới hiện trường, người ở bên ngoài cũng không có phát giác dưới tình huống tiến nhập hậu trường, yên lặng xem chọn. Tề Vân Mỹ còn hỏi, Giang Đồng, cái này chọn có gì để nhìn? Giang Sách thần bí nói rằng, đẹp, nhưng dễ nhìn rồi, Tề phu nhân ngươi chỉ cần xem qua liền sẽ rõ ràng. Vì vậy Tề Vân Mỹ tính hạ tâm lai an tĩnh nhìn. Một tên tuyển thủ lên đài biểu diễn, bên ngoài biểu diễn kỹ xảo khá vô cùng, nhưng chỉ vẻn vẹn là hát nửa bài hát đã bị đạo sư hô tạm dừng, một trận pháo oanh cho đuổi ra ngoài. Tề Vân Mỹ không khỏi líu lưỡi, ưu tú như vậy tuyển thủ đều đuổi đi. Cái này vài tên đạo sư yêu cầu thật đúng là cao a. Cao. Chê cười. Giang Sách cũng không nói chuyện, đang ở một bên cùng xem. Không bao lâu sau, lại một danh tuyển thủ lên đài, hàng này hát được kêu là một cái khó nghe, chạy mất đều chạy đến Hy Mã Lạp Sơn đi, nhưng bốn gã đạo sư cư nhiên phi thường thống nhất cho ra đi qua, còn đối với hắn ý vị thổi phồng ca ngợi. Cái này, tình huống gì? Tề Vân Mỹ bối rối. Ưu tú tuyển thủ đánh đuổi, chạy mất nhưng lưu lại rồi, cái này bốn cái đạo sư lỗ tai xảy ra vấn đề sao? Hay là ta đối với âm nhạc lý giải có cái gì ngộ khu? Giang Sách nhún vai, đem mấu chốt của vấn đề cho điểm ra bán vé. Hắn đem đạo sư cấu kết bỏ bán vé hành vi nói ra, Tề Vân Mỹ sau khi nghe xong nộ không thể uống, hai tay nắm thành quyền đầu. Buồn cười. Ta hoa một khoản tiền lớn đem bọn họ mời tới cho ta chọn. Bọn họ cư nhiên liên hợp bò hãm hại ta. Vốn là bị đàm ra cái hố không có bao nhiêu ưu tú tuyển thủ nguyện ý tới rồi, bọn họ vẫn như thế làm, lấy được cuối cùng, tất cả đều là thực lực kém tinh thần tuyển thủ, tiết mục này còn xem cái rắm. Tức chết ta. Tề Vân Mỹ trực tiếp đi lên đài, đoạt lấy tuyển thủ microphone, hướng về phía dưới đài đạo sư nổi giận nói, mấy người các ngươi đổ hỗn hào, người nào cho các ngươi quyền lực ở chỗ này bán vé thí sinh. Bốn gã đạo sư đầu tiên là sửng sốt, tưởng người nào không biết điều tên tới quấy rối, vừa mới chuẩn bị mắng lên, kết quả nhìn chăm chú nhìn lên, trên đài đứng không phải là thông báo tuyển dụng tự mình tiến tới chọn Tề Vân Mỹ sao? Trong lúc nhất thời, bốn người toàn bộ đô sợ hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Tề Vân Mỹ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, bọn họ cũng đều là trước đó liền an bài xong nhãn tuyến, người của Triệu gia thứ nhất là thông chi bọn họ. Chớ đừng nói chi là Tề Vân Mỹ loại này đại nhân vật rồi. Sao lại thế vô thanh vô tức lại tới? Bốn người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là vẻ mặt mộng bức, vô cùng hoảng sợ. Tề Vân Mỹ mắng, các ngươi nhìn cái gì vậy? Trả lời ta, người nào cho các ngươi quyền lực ở chỗ này bán vé? Trong mắt các ngươi còn có Triệu gia sao? Những lời này khả năng liền nặng. Bốn gã đạo sư toàn bộ đô sợ đến đứng lên. Không ngừng khom lưng cúi người chào nói xin lỗi. Xin lỗi Tề phu nhân, chúng ta cũng chính là kiếm cái khoản thu nhập thêm. Kỳ thực không phải trễ nãi, ưu tú tuyển thủ chúng ta đều sẽ ghi chép xuống, những thế lực kia kém phía sau giống nhau sẽ bị đấu loại, đối với tiết mục không có ảnh hưởng. Tề Vân Mỹ không chịu nổi, đến bây giờ còn miệng đầy chạy xe lửa. Nàng giận dữ hét, các ngươi đám khốn kiếp này, ngươi cho ta mắt mù tai điếc sao? Vừa mới các ngươi bỏ qua tên kia tuyển thủ hát cái dạng gì, trong lòng các ngươi không có điểm số. Ưu tú tuyển thủ bởi vì không có mua phiếu, các ngươi liền các loại hà khắc, nhục mạ. Giống như các ngươi cái này bốn cái cẩu vật, cũng không cảm thấy ngại làm đạo sư. Các ngươi quả thực vũ nhục đạo sư hai chữ. Vung tay lên, bảo an vào được. Tề Vân Mỹ nói rằng, đem bọn họ bốn cái đồ hỗn hào cho ta đuổi đi. Mặt khác thông chi bộ tư pháp câu đối hai bên cánh cửa bọn họ tiến hành khởi tố, ta muốn bọn họ bồi cái cuối cùng nhi rơi, ở trong đại lao hảo hảo tỉnh lại đi thôi. Bốn gã đạo sư hách liễu nhất đại khiêu, ý vị cầu xin tha thứ, nhưng Tề Vân Mỹ là ai? Từ trước đến nay nói 102, chưa bao giờ biết mềm tay. Nói muốn lộng các ngươi sẽ lộng các ngươi. Cút đi. Hắn vung tay lên. Các nhân viên an ninh cút ngay đi đem bốn gã đạo sư toàn bộ đô đuổi đi. Tiếp lấy, Tề Vân Mỹ trở lại hậu trường an an sức sống, ngày hôm nay việc này hoàn hảo Giang Sách phát hiện đúng lúc,
nếu không, Triệu gia khả năng liền thành chê cười. Giang Sách đi tới nói rằng, Tề phu nhân, phía dưới người định làm như thế nào a? Tề Vân Mỹ nói rằng, ta hiện tại thì càng đổi 4 gã đạo sư, lúc này đây ta tự mình chọn, nhất định phải nghệ đức cao thượng. Mặt khác phía trước chọn hết thảy trở thành phế thái, một lần nữa trở lại. Ân, vậy ngươi phải hảo hảo trấn an một chút trước bị loại bỏ ưu tú tuyển thủ, đừng làm cho nhân gia thất vọng đau khổ. Ta biết rồi. Nói xong, Giang Sách đi ra khỏi phòng, trực tiếp đi tới Quân Nhàn trước mặt, mỉm cười nói, 4 gã đạo sư toàn bộ đô bị đánh đi, ngươi một cái yêu cầu đã đạt được. Quân Nhàn rất là ngoài ý muốn, nàng kỳ thực thật không có nghĩ đến 4 gã đạo sư cư nhiên biết thực sự bị đuổi đi, thật sự là ngoài ý liệu ở ngoài. Còn có 2 cái rồi. Quân Nhàn nhưng thật ra cũng không dễ dàng quay đầu. Lúc này, liền thấy một đám người hạo hạo đáng đáng xông vào, chính là Đêm Cầm Nhân, lấy Phi Kê dẫn đầu một nhóm lớn người. Phi Kê 4 phía quét một vòng, liếc mắt liền nhìn chăm chú vào một tên trong đó bò. Hắn đi tới không nói 2 lời, một bà níu lấy bò cần cổ, bắt hắn cho ấn ở trên mặt đất, giơ lên nắm tay liền đánh, na bò còn chưa hiểu là thế nào chuyện gì xảy ra, nhà đã bị đánh rất vài khỏa. Vị đại hiệp này, ngài vì sao đánh ta à? Bò thật sự là không biết nguyên nhân. Phi Kê cũng không với hắn thật dễ nói chuyện, liền phi thường xấu nói câu, không tại sao, ta người này trời sinh chán ghét bò, chứng kiến bò sẽ đánh. Vậy cũng là lý do. Phi Kê cũng mặc kệ nhiều như vậy, vung tay lên, dưới đất các huynh đệ đem chọn hiện trường bò nhóm từng cái bắt tới đánh no đòn. Này bò bình thường là một cái bị đánh, những thứ khác cũng đứng đi ra hỗ trợ. Ngày hôm nay bất đồng. Chứng kiến khác bò bị đánh, người khác đều đuổi chặt rút lui, sợ bị bắt tới, dù sao những thứ này bò toàn bộ đô là ăn mềm sợ cứng rắn mặt hàng, nào có thực sự đoàn kết. Đạo sư bị đuổi đi rồi, bò sinh ý vốn là không được, hiện tại lại bị Phi Kê đám người này không phân tốt xấu một trận đánh no đòn, nhất thời không có bất kỳ một cái bò còn dám lưu lại. Đối phó bọn họ phương thức cao nhất, chính là nắm tay. Đang bay kê đám người này quấy rối phía dưới, bò tất cả đều chạy, chọn hiện trường nhất thời thanh tịnh rất nhiều. Phi Kê bọn họ cũng không sốt ruột ly khai, liền dứt khoát lưu lại duy trì hiện trường trật tự, tránh cho bò hoặc là cọp răng kiếm bọn họ tới quấy rối. Chứng kiến cái này, Giang Sách nói rằng, Quân Nhàn, người điều kiện thứ 2 cũng thỏa mãn rồi. Đạo sư thay đổi, bò thanh không. Kỳ thực Quân Nhàn đã rất hài lòng, bất quá nàng vẫn là rất ngạo kiều nói, vậy còn không đủ a, ta còn có yêu cầu thứ 3, Lăng Giao tự mình đến khi ta đạo sư. Kỳ thực yêu cầu này liền phi thường quá phận. Phải biết rằng, Na Lăng Giao nhưng là nhất đẳng lớn ngôi sao ca nhạc, đại minh tinh, không phải người bình thường có thể mời đặng. Quân Nhàn như vậy kiêu ngạo, duy nhất bội phục chính là Lăng Giao. Bởi vì Lăng Giao nghệ thuật tiêu chuẩn, nhân phẩm tu dưỡng đều là thượng thừa nhất, cũng là Quân Nhàn đời này sùng bái nhất, chỉ có nhân tài như vậy có thể làm đạo sư của nàng. Có thể Lăng Giao há là ai cũng có thể mời đi ra. Quân Nhàn nói hết ra, lấy kiêu ngạo tính cách là không có khả năng thu hồi đi. Cho nên, tại mọi người xem ra, ngày hôm nay Quân Nhàn là khẳng định không thể lưu lai. Nhưng ai biết, Giang Sách chẳng những không có chút nào làm khó dễ chỗ, ngược lại thản nhiên nói, yêu cầu này quá đơn giản, ta đã cho Lăng Giao gọi điện thoại, để cho nàng qua đây một chuyến, tự mình chỉ điểm ngươi. À, Quân Nhàn hoài nghi có phải hay không lỗ tai của mình ra khuyết điểm, hỏi, ngươi không phải đang cùng ta nói đùa sao? Ngươi trả lại cho Lăng Giao gọi điện thoại, ngươi có số điện thoại của nàng sao? Cái khác người qua đường cũng đều nhao nhao nở nụ cười. Trả lại cho Lăng Giao gọi điện thoại, lời như vậy cũng liền lừa gạt tiểu hài tử, ai sẽ tin tưởng a? Giang Sách nhìn đồng hồ tay một chút, lại có một mấy phút Lăng Giao sẽ tới rồi, ngươi bây giờ có thể chuẩn bị một chút, nhìn như thế này ngươi cấp cho Lăng Giao hát cái gì ca khúc mới tốt, đừng bởi vì ngươi chính mình phát huy không tốt bị loại bỏ rồi, vậy thì không phải là trách nhiệm của chúng ta Lạc Tương Đương. Quân Nhàn thực sự là dở khóc dở cười. Nàng cảm giác Giang Sách là ở nói bậy, nhưng Giang Sách những lời ấy nói biểu tình rồi lại vô cùng chăm chú không giống như là đang nói đùa. Thực sự gọi người không biết nên chớ nên tin tưởng. Quân Nhàn nói rằng, tốt, ta ở nơi này các loại 15 min, nếu như. Nàng chưa kịp nói xong,
một chiếc sang trọng sấp mở tiến đến, dừng ở trọn hiện trường bãi đỗ xe, cửa xe mở ra, vài tên bảo tiêu vô cùng cẩn thận quá khứ tiếp đãi. Xem ra, là một vị đại nhân vật. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Là ai? Lớn như vậy phô trương. Một đôi phấn giày cao gót màu trắng từ bên trong xe đưa ra ngoài, là một phụ nữ, tiếp lấy, nữ nhân kia từ từ một chút xíu toàn bộ từ bên trong xe đi ra, mọi người mới nhìn rõ rồi chứ của nàng tướng mạo. Trong nháy mắt, hiện trường phát ra tiếng thét chói tai. Lăng Dao, là Lăng Dao. Trời ạ, ta lại có thể ở trọn hiện trường chứng kiến Lăng Dao, cái này ngăn hồ sơ tiết mục cũng quá ngưu xoa rồi. Camera ở nơi nào? Nhanh cho ta chụp ảnh. Tất cả mọi người phi thường giật mình, camera đều giơ lên, không ngừng chụp ảnh. Đương nhiên, giật mình nhất vẫn là Quân Nhàn, nàng làm sao cũng không ngờ được Giang Sách thật sự có bản lĩnh đem Lăng Dao cho mời tới. Không chỉ có như vậy, Na Lăng Dao cư nhiên trực tiếp đi hướng bọn họ, sau đó hướng về phía Giang Sách hơi chút khom người một chút, mặt mỉm cười nói rằng, Giang Đồng, chào ngươi. Nàng cư nhiên đối với Giang Sách thi lễ. Quân Nhàn kinh ngạc nhìn Giang Sách, ngây ngốc hỏi một câu, ngươi. Ngươi rốt cuộc ai vậy? Cửu Trắng cười ha ha, nói rằng, cái này một vị chính là Thịnh Vui khoa học kỹ thuật chủ tịch Giang Sách Giang chủ tịch. Ngạch, Quân Nhàn thật vẫn có điểm mộng. Nàng có thể tưởng tượng không đến, ngày hôm qua ở phản điếm vẫn ăn không nói lời nào, nhìn qua giống như một nhát gan sợ phiền phức nam nhân, lại chính là kinh thành nổi tiếng bên ngoài Giang Sách. Nàng nhanh lên cũng theo thi lễ, Giang Đồng, ta trước không biết thân phận của ngài, đối với ngài có nhiều mạo phạm, mong rằng bao dung. Giang Sách khoát tay áo, đừng lo, ta đáp ứng ngươi ba cái điều kiện hiện tại cũng làm được, phía dưới, thì nhìn biểu hiện của chính ngươi. Ân, Quân Nhàn gật đầu. Lập tức, nàng đang ở trước mắt bao người, ở trước mặt tất cả mọi người, biểu diễn rồi nàng sở trường nhất một ca khúc Giang Thành Tử. Đồng dạng cũng là lão tử mới khúc. Đi quốc phong lộ tuyến. Ca từ duy mỹ, từ khúc du dương uyển chuyển, cộng thêm Quân Nhàn na động nhân thanh âm, phi thường tuyệt vời. Người chung quanh cũng không nhịn được vỗ tay. Một khúc hát thôi, tất cả mọi người cùng nhau hô to, đi qua, đi qua, đi qua. Nhưng mà, Lăng Dao chỉ là vi vi cúi đầu, trong ánh mắt có chút do dự. Quân Nhàn lập tức khẩn trương. Kết quả, thế nào? Sau một lát, Lăng Dao hồi đáp Quân Nhàn, người từ khúc đều rất bổng, âm sắc cũng rất đẹp, nhưng người biểu diễn kỹ xảo có quá nhiều tì vết nào, có phải là không có bị chuyên nghiệp huấn luyện? Một câu nói chúng. Quân Nhàn gật đầu, ta đều là tự học, rất nhiều nơi cũng không phải là quá rõ, đều là một người lục lọi. Lăng Dao nở nụ cười, có thế chứ, rất nhiều nơi người phương thức xử lý đều đáng giá thương thảo, thậm chí sẽ có vẻ rất đông cứng. Những lời này nói ra, vậy cơ bản không vui. Quân Nhàn có chút thất vọng. Bất quá, Lăng Dao nói rằng, chúng ta cái này ngăn hồ sơ tiết mục cần chính là tốt thanh âm, mà không phải tốt kỹ xảo. Kỹ xảo không đủ, có thể chậm rãi học, luyện từ từ, thanh âm không được thì là thật không được. Quân Nhàn, ta thích thanh âm của ngươi, cho nên ta cho ngươi đi qua. Quanh co. Quân Nhàn vui mừng quá đỗi. Nàng cao hứng đều phải nhảy cờn lên. Hai tay không cầm được run rẩy, cảm tạ ngài. Còn có một chút, Lăng Dao chỉ Quân Nhàn mũ, người vì sao vẫn muốn đội mũ ngăn trở khuôn mặt. Như vậy không tốt lắm đâu. Quân Nhàn thanh âm run nhẹ nhẹ nói rằng ta có chút không thuận tiện lắm lấy mũ xuống, xin lỗi. Vừa nói như vậy, đại gia liền đều biết. Nhất định là trên mặt có vấn đề gì, không có phương tiện người khác chứng kiến, cho nên mới phải dùng mũ che khuất khuôn mặt. Lăng Dao vội vàng nói ân, loại sự tình này cũng không thể ép buộc. Na Quân Nhàn ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút ra, chuẩn bị sau này chính thức thi đấu, ta chờ mong ở tiết mục hiện trường nghe được ngươi càng thêm hoàn mỹ thanh âm. Ta nhất định sẽ nỗ lực, Quân Nhàn cao hứng nói. Cái này, cuối cùng là tất cả đều vui vẻ. Không đợi Giang Sách tới kịp chúc mừng một cái, điện thoại di động của hắn liền đinh 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 vang lên, chuyển được vừa nhìn, là Khương Loli đã gọi tới. Uy, Khương nữ sĩ, có chuyện gì không? Giang Đồng, ngày ngày mai có rảnh không? Ta nghĩ muốn mời ngươi đi xem đi Khương gia nhà cũ. Khương gia nhà cũ, nói là nhà cũ, nhưng thật ra là nhà cũ mà sửa chữa lại,
một chỗ to lớn xa hoa trang viên, ở toàn bộ đều là Khương gia nhân vật cao tầng. Người bình thường căn bản là đừng nghĩ tiến nhập. Coi như là người của Khương gia, cấp bậc không đủ, cũng khỏi phải nghĩ đến tiến vào Khương gia nhà cũ. Giang Sách đã sớm nghe nói Khương gia nhà cũ tồn tại, chỉ là vẫn không có cơ hội đi xem, ngày hôm nay chịu đến Khương Lô Ly mời, nào có không đi nhìn một chút đạo lý. Nói không chừng có thể cùng Khương gia đạt thành tốt hơn hợp tác, đối với Đàm gia tiến hành càng thêm mãnh liệt thư kích. Lúc rảnh rỗi, Giang Sách ngắn gọn trả lời rành mạch nói. Tốt lắm, ngày mai ta an bài xe đi đón ngài, được rồi, cũng xin ngài mang theo ngài hòm thuốc. Ân, cái hòm thuốc, đây là muốn làm cho xem bệnh ý tứ a. Quả nhiên, Khương Lô Ly không có khả năng tùy tùy tiện tiện tìm đến Giang Sách. Người của Khương gia cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện làm cho một ngoại nhân tiến vào Khương gia nhà cũ loại này Khương gia khu vực trung tâm. Đi, ta sẽ dẫn lên. Na Giang Đồng, ngày mai gặp. Ngày kế, Giang Sách thật sớm đem cái hòm thuốc chuẩn bị xong, Khương gia xe lái đến Thịnh Vui khoa học kỹ thuật cửa tới đón. Hơn nữa, vẫn là Khương Lị tự mình đến tiếp. Giang Sách ngồi lên xe, từ Khương gia chuyên môn an bài tốt xe đưa đi Khương gia nhà cũ. Dọc theo đường đi, Khương Lị thần tình đều có chút nghiêm túc, cùng bình thường cái kia cười cười nói nàng hoàn toàn là hai bộ mặt, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được nàng cất giấu tâm sự. Giang Sách cũng không hỏi. Bởi vì nếu như có thể nói, Khương Lị nhất định là biết nói cho Giang Sách, nếu như không thể nói, Giang Sách hỏi nàng cũng sẽ không trả lời. Tất cả thuận theo tự nhiên. Ở xe chạy đến một nửa thời điểm, Khương Lị vẫn là không nhìn được nói rằng, Giang Đồng. Lúc này đây đi nhà cũ, là muốn thấy ngã đệ muội Văn Vân Chi. Con trai của nàng ngã bệnh, vẫn luôn trị không hết, ta đặc biệt hướng nàng đề cử ngươi. Giang Đồng, nếu như ngươi có thể chữa cho tốt ngã đệ muội con trai, vậy ngươi ở Khương gia uy vọng sẽ đề cao mạnh. Nếu như trị không hết rồi, na vấn đề ước đoán cũng sẽ rất lớn a. Giang Sách chỉ hỏi một câu, người đệ muội cũng chính là gia chủ phu nhân a. Khương Lị gật đầu. Gia chủ phu nhân con trai, vậy cũng là tương lai Khương gia người thừa kế, là Khương gia thái tử gia, vậy thảo nào Khương Lị sẽ như vậy khẩn trương. Cụ thể bị bệnh gì, có cái gì bệnh trạng, Giang Sách muốn trước giờ biết một chút tin tức. Nhưng mà, Khương Lị sắc mặt thay đổi liên tục, tựa hồ có cái gì ẩn tình không thể tùy tiện nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, nàng chỉ là phi thường qua loa lấy lệ nói một câu. Giang Sách trong lòng có điểm kỳ quái. Không phải là nhìn bệnh sao? Sao lại thế như vậy bảo mật? Bất quá như loại này đại gia tộc, luôn là sẽ có đủ loại khó có thể nói chạng sự tình, cũng không phải là cái gì khó hiểu sự tình. Một giờ sau, xe đã tới Khương gia nhà cũ. Đi ngang qua phi thường nghiêm khắc sau khi kiểm tra, đoàn người mới bị để vào nhà cũ bên trong. Xe dừng lại xong, Giang Sách đi theo Khương Lị phía sau đi tới một ngôi biệt thự trước mặt, đầu tiên là từ quản gia tiến nhập thông báo. Sau đó Giang Sách bọn họ mới có thể tiến nhập. Đi vào chính là một cái thiêu cao 7-8 thước phòng khách, trang sức tráng lệ. Ở đại môn sau khi đi vào bên tay trái, là một trận màu đen đặc đàn dương cầm, nhìn dáng vẻ không có trên 1 triệu là lấy không xuống. Phòng khách bố cục phi thường chú trọng, tia sáng, không khí lưu thông đều rất hoàn mỹ. Đang nhìn, liền nghe được liên tiếp tiếng bước chân của truyền đến, một gã mỹ phụ nhân ôm miêu đi xuống. Nàng chính là gia chủ phu nhân Văn Vân Chi. Nữ tử này tử chừng 40 tuổi, thế nhưng bảo dưỡng phi thường tốt. Không riêng vóc người có lồi có lõm, hơn nữa khuôn mặt dáng đẹp, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là 20 tuổi tiểu cô nương. Mặc quần áo, đeo đồ trang sức cũng đều tương đối cầu kỳ. Dù sao Khương gia này đây, nữ tính thị trường, là chủ yếu doanh thu, sở dĩ làm gia chủ phu nhân. Văn Vân Chi ở phương diện này đương nhiên cũng sẽ tương đối khảo cứu. Khương Lị mỉm cười nói, đệ muội, ta đem Giang Đồng mang cho ngươi tới. Văn Vân Chi nhìn thoáng qua Giang Sách, ở bốn mắt giao hội một khắc kia, không biết vì sao, Giang Sách luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Thế nhưng Giang Sách lại có thể khẳng định, bọn họ trước xưa nay chưa từng gặp mặt. Ảo giác? Hay là đang nơi nào thấy qua, chỉ là chính mình quên mất? Giang Sách luôn cảm giác Văn Vân Chi khuôn mặt cùng người kia rất tương tự, rồi lại thực sự nghĩ không ra.
Văn Vân Chi cũng không có đối với Giang Sách rất tôn kính, giống như nàng loại này bị làm hư nữ nhân, từ trước đến nay đều là cao ngạo. Nàng trực tiếp ngồi ở ghế trên, gác chéo chân, một bên vuốt ve trong tay bố ngẫu miêu, một bên cúi đầu nói rằng, Giang Sách, người thật là một người thông minh. Đem ta tỉ tỉ cho lừa gạt xoay quanh. Lập tức, không khí của hiện trường liền khẩn trương. Giang Sách vẻ mặt hồ đồ, hắn làm sao lại lừa dối Khương Lị đâu. Văn Vân Chi tiếp tục nói, người cùng Đàm gia có cửu oán, chính mình không có cách nào ứng phó, liền đi qua nịnh bợ tỉ tỉ của ta phương thức ẩm chúng ta Khương gia bắp đùi. Còn đem hai khoản sản phẩm bỏ vào chúng ta Khương gia V-Series. Đã có chỗ dựa vững chắc, lại kiếm tiền. Giang Sách, ngươi thực sự là hảo thủ đoạn a. Cái này, Giang Sách không biết nên làm sao phản bác. Chủ quan trên hắn kỳ thực cũng không có nịnh bợ lấy lòng Khương Lị ý tứ, nhưng từ kết quả nhìn lên, rất khó nói sạch hắn không phải là vì đối phó Đàm gia mà liên hợp Khương gia. Khương Lị còn thay Giang Sách nói rằng, đệ muội, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, đem Giảo Dung Mỡ cùng Thủy Mỹ Nhân gia nhập vào V-Series, đều là cá nhân ta ý tứ, cùng Giang Đồng không quan hệ. Văn Vân Chi cười lạnh một tiếng, cho nên nói người ngu xuẩn a, tỷ tỷ, bị người lừa vẫn còn ở cho hắn kiếm tiền. Lời này làm cho Khương Lị tức giận không nói. Nàng song quyền nắm chặt, trừng mắt Văn Vân Chi, rất muốn bạo phát rồi lại cường lực khắc chế. Giang Sách cũng thật là không có nghĩ đến Văn Vân Chi cùng Khương Lị quan hệ kém như vậy, hoặc có lẽ là Văn Vân Chi tính khí sẽ như thế điêu ngoa tùy hứng, không có chút nào bận tâm Khương Lị mặt mũi của. Khương Lị nhưng là gia chủ tỷ tỷ, Văn Vân Chi dĩ nhiên trước mặt mọi người mắng nàng, ngu xuẩn, đây nếu là người khác, Khương Lị đã sớm làm cho thuộc hạ nhân đem nàng đánh một trận tơi bời rồi, nơi nào còn có thể như thế ôn hòa nhã nhặn đứng. Chỉ thấy Văn Vân Chi xua tay nói rằng, được rồi, Giang Sách, chuyện trước kia tình ta cũng không muốn truy cứu, ngày hôm nay tìm ngươi tới, chỉ có một mục đích chữa cho tốt con ta bệnh. Nếu như chỉ cho ngươi thật tốt. Như vậy ngươi từ trước đối với Khương gia lừa dối, ta liền mở một con mắt nhắm một con nhãn, quên đi. Nếu như chỉ cho ngươi không tốt, vậy không tốt ý tứ, ngươi lưỡng dạng sản phẩm đều phải từ V trong hệ liệt mặt xuất ra đi, hơn nữa ta còn biết liên hợp Đàm gia đi đối phó ngươi. Sống hay chết, thì nhìn chính ngươi bản lãnh. Thật đúng là có điên rồi. Cái này Văn Vân Chi thực sự chính là bị làm hư nữ nhân, làm việc hoàn toàn xem tâm tình. Dựa vào bản thân yêu thích tới. Giang Sách bất đắc dĩ nói rằng, có thể, vậy hãy để cho ta xem một chút quý công tử a. Văn Vân Chi hướng về phía buồng trong hô, Thúy Nhi, đem tiểu thiếu ra ôm ra. Ôm ra, lấy Văn Vân Chi cái tuổi này, con trai của nàng làm sao cũng phải mười mấy tuổi đi. Thậm chí 20 tuổi cũng có thể, chả thế nào ôm ra. Rất nhanh Giang Sách sẽ biết đáp án. Chỉ thấy Thúy Nhi trong lòng ôm một con cát con nít đi ra. Văn Vân Chi đưa tay chỉ con kia cát con nít, nói rằng, đây chính là ta con trai, nó gần nhất không biết làm sao vậy, vẫn không chịu ăn, đều gầy vài cân, ngươi xem một chút đến tột cùng bị bệnh gì. Giang Sách sững sờ ở hiện trường, tương đương xấu hổ. Nói cách khác, Văn Vân Chi hay là con trai, kỳ thực chính là một con chó. Hắn nhìn thoáng qua Khương Lị. Khương Lị cũng không biết nói gì. Giang Sách minh bạch vì sao Khương Lị vừa mới ở trên xe không nói chuyện rồi, loại sự tình này làm cho Khương Lị sao được mở miệng. Văn Vân Chi chứng kiến Giang Sách biểu tình, hỏi, làm sao, chỉ cho ngươi không tốt sao? Giang Sách cũng không phải bác sĩ thú y, hắn là làm cho xem bệnh, cũng không phải cho động vật xem bệnh, cái này. Khó khăn a. Bất quá sự tình đều đến tình trạng này. Đâu còn có thể nói, không được, hai chữ. Không được, cũng phải đi. Giang Sách nhẹ nhàng cười, nói rằng, việc rất nhỏ. Khương Lị nhưng thật ra là biết Giang Sách có bao nhiêu khổ sở, làm cho một cái như vậy y thuật cao thủ, đi cho một con chó xem bệnh, lại nói tiếp thật vẫn có điểm khi dễ người. Nhưng Văn Vân Chi điêu ngoa tùy hứng, hôm nay ngươi không đem con chó này chữa lành, về sau Giang Sách phiền phức sợ là càng nhiều. Rất là bất đắc dĩ. Giang Sách đi tới, không đợi hắn tới gần, con kia cát hoa hoa liền hướng về phía Giang Sách gâu 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 réo lên không ngừng. Bất quá bởi vì chừng mấy ngày không ăn đồ vật xuyên cớ, con này cát hoa hoa suy yếu không gì sánh được, tiếng kêu đều có vẻ không có sức. Giang Sách dừng bước,
đối với con này Cát Oa Oa tiến hành cẩn thận quan sát. Ngắm, nghe thấy, hỏi, cắt. Không riêng đối với người hữu dụng, đối với động vật cũng là có dùng. Giang Sách đối với con này Cát Oa Oa tiến hành rồi phi thường kiểm tra cặn kẽ, có thể kết quả nhưng căn bản không có phát hiện bất kỳ bệnh trạng. Kỳ quái! Hắn nhíu nhíu mày, có điểm khó hiểu, chẳng lẽ mình đối với động vật lý giải không đủ khắc sâu, cho nên không thể nhận ra thấy ra bệnh trạng. Lúc này, Văn Vân Chi nói rằng, có phải hay không nhìn không ra bệnh trạng a? Không riêng gì ngươi, ta đã mời hơn 10 bác sĩ thú y tới thăm rồi, không có một chữa được tốt. Văn Vân Chi có thể mời tới bác sĩ thú y, đó nhất định là phi thường có tài nghệ. Chuyên nghiệp bác sĩ thú y đều xem không tốt, Giang Sách thật vẫn có điểm treo. Vừa lúc đó, Giang Sách hết ý phát hiện một việc con này Cát Oa Oa ánh mắt tựa hồ có điểm không đúng lắm. Cầu cầu cảm tình nhưng thật ra là vô cùng phong phú, trong ánh mắt của nó cũng cất giấu rất nhiều tình cảm. Chỉ cần cẩn thận quan sát, ngươi là có thể đọc hiểu nó đang suy nghĩ gì. Sau một lát, Giang Sách mỉm cười nói, ta hiểu rồi, con này Cát Oa Oa kỳ thực căn bản không có bất luận cái gì bệnh trạng. Không có bệnh. Không có bệnh vì sao không ăn cơm. Không đợi Giang Sách giải thích, một người nam nhân dẫn theo cái hòm thuốc đi đến, khinh thường nói, trong nơi này tới thần côn, ở chỗ này nói bậy. Không có bệnh, không có bệnh vì sao không ăn cơm. Người thần côn này, không hiểu chớ nói lung tung được không. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái mặt tròn lỗ tai to trung niên nhân. Văn Vân Chi vừa nhìn thấy hắn, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Tần thầy thuốc, ta rốt cục đến khi ngươi đã đến rồi. Khương Lị ở Giang Sách bên người nhỏ giọng nói rằng, cái này Tần Đông Cường là kinh thành nổi danh bác sĩ thú y, đoạn thời gian trước xuất ngoại cho vương công quý tộc yêu cầu xem bệnh đi, hôm nay mới trở về. Giang Sách gật đầu. Nguyên lai là chuyên nghiệp bác sĩ đến rồi, vậy thảo nào Văn Vân Chi biết vui vẻ như vậy rồi. Văn Vân Chi đối đãi Giang Sách cùng đối đãi Tần Đông Cường thái độ hoàn toàn bất đồng. Nàng khách khí đối với Tần Đông Cường nói rằng, Tần thầy thuốc, ngài có thể đuổi kịp lúc gấp trở về thật sự là quá tốt, nhanh xem một chút, con ta đến cùng bị bệnh gì. Tần Đông Cường đi tới, hơi chút nhìn hai lần liền nở nụ cười, con trai ngươi sắc mặt suy nhược, đây là dạ dày xảy ra vấn đề, yên tâm, chỉ cần đánh một châm sẽ không có chuyện gì. Đơn giản như vậy sao? Đương nhiên, Tần Đông Cường một bên trong cái hòm thuốc lấy ra ống tiêm vừa nói. Văn phu nhân, ta đã sớm nói, chờ ta trở lại, chờ ta trở lại, vì sao ngươi không nghe? Còn tìm rồi cái thần côn tới, thiếu chút nữa lầm đại sự. Nói cái gì con trai ngươi không có bệnh, ha ha, đây nếu là lại tha vài ngày, con trai ngươi sợ là muốn sống sống chết đói. Văn Vân chỉ có điểm nghĩ mà sợ nói rằng, đúng vậy, hoàn hảo Tần thầy thuốc ngài trở về đúng lúc. Nàng trừng mắt một cái Giang Sách, chỉ vào ngoài cửa nói rằng, được rồi. Ta đã rõ ràng biết ngươi chính là một tên lường gạt rồi, hiện tại ngươi có thể lăn. Cút! Khương Lị! Nhanh lên khuyên, Giang Đồng dù sao không phải là chuyên nghiệp bác sĩ thú y, nhìn lầm rồi cũng không thể chỉ trách hắn, đệ muội, ngươi không cần. Tỷ tỷ, ngươi có ý tứ, chẳng lẽ ngươi cho là ta con trai có thể chết vô ích sao? Không phải, ta không phải ý tứ này. Văn Vân chỉ cười lạnh nói, tỷ tỷ, ta khuyên ngươi dài một chút đầu óc. Đừng cả ngày bị người tỏ ra xoay quanh. Giang Sách, ngươi một bộ này xiếc lừa gạt gạt ta thì có thể, muốn gạt ta. Không có cửa đâu, nói cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ngươi hai cái sản phẩm đều sẽ từ V-Series xóa tên, không chỉ có như vậy, ta còn muốn liên hợp Đàm ra đối phó ngươi. Ngươi sẽ chờ chết đi, cút ra ngoài. Sự tình trở nên hỏng bét. Khương Lị vừa vội vừa tức. Phải biết rằng, hiện nay V-Series bán tốt nhất chính là rảo dung mỡ cùng thủy mỹ nhân, lập tức bắt hai cái bạo nổ khoản, tiêu thụ giảm xuống không nói, còn có thể ảnh hưởng Khương gia danh tiếng. Mấu chốt hơn là, nàng cùng Giang Sách quan hệ cũng không tệ, như thế nào khả năng liên hợp Đàm ra đối phó Giang Sách. Cái này Văn Vân Chi A, thực sự là muốn vừa ra là vừa ra. Không đợi Khương Lị vì Giang Sách biện giải, Văn Vân Chi tiếp tục ra bên ngoài oanh người. Đều cho rằng Giang Sách sẽ rất sức sống, ai biết, hắn ung dung cười cười, nói rằng, Văn phu nhân, ngài con trai này quả thực không có sinh bệnh, loạn đả châm nói, chẳng những trị không hết bệnh, còn có thể khiến nó tình trạng hỏng bét hơn.
Ngươi còn dám nói, cút. Giang Sách không có nói nhảm nữa, xoay người rời đi, Khương Lị nhanh lên đi theo. Hai người tới rồi phía ngoài phòng, lên xe. Khương Lị phi thường nói xin lỗi nói, Giang Đồng, ta thật không có nghĩ đến sự tình sẽ biến thành cái dạng này, xin lỗi, ngươi yên tâm, quay đầu ta nhất định hảo hảo khuyên nhủ ngã đệ muội. Giang Sách khoát khoát tay, nói rằng, không cần, chúng ta chỉ cần ở chỗ này lặng lặng tọa mấy phút, tin tưởng văn phu nhân chính mình sẽ nghĩ thông suốt. A, à, tự mình nghĩ thông. Khương Lị cười khổ, Giang Đồng, ngài sợ là không biết ta đây đệ muội tính khí. Nàng chính là một cái bị đệ đệ ta làm hư rồi tiểu công chúa, đừng xem hơn 40 tuổi rồi, tính cách tính khí còn cùng tiểu hài tử cũng không khác gì là. Ngươi để cho nàng tự mình nghĩ thông, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Lời đã nói đến phần này nhi lên, cũng không biết vì sao, Giang Sách vẫn là vô cùng có tự tin nói rằng, ta tin tưởng văn phu nhân không phải loại người như vậy, yên tâm đi, một hồi nàng sẽ tự nghĩ thông suốt. Khương Lị không nói. Nàng không biết Giang Sách từ đâu tới tự tin. Các loại sẽ chờ a, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. 5 min quá khứ, 10 min quá khứ, đang đợi được đệ 12 min thời điểm, kỳ tích thật vẫn xảy ra. Chỉ thấy quản gia vội vội vàng vàng từ phòng khách chạy ra, đi tới xe của bọn hắn trước, sốt ruột lật đật nói rằng, Giang Đồng vẫn còn chứ. Khương Lị lấy làm kinh hãi, xem giá thế này, là muốn nghịch thiên lật bàn dáng vẻ a. Giang Sách từ tốn nói, ta còn ở. Quản gia sốt ruột nói rằng, Giang Đồng, nhà của chúng ta phu nhân xin ngài đi qua một chuyến, có việc gấp cầu ngài hỗ trợ. Cái này, Khương Lị quả thực hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Văn Vân Chi nữ nhân kia cũng sẽ cầu người làm việc. Nàng thực sự tự mình nghĩ thông. Không có khả năng a, Khương Lị nhận thức Văn Vân Chi nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra qua những chuyện tương tự a. Giang Sách phủi phủi ống tay áo, đẩy cửa ra. Khương nữ sĩ, cùng nhau a. Ngạch, tốt. Vì vậy Khương Lị liền cùng Giang Sách lần thứ hai đi vào phòng khách biệt thự, vừa vào cửa liền thấy trên mặt đất nằm con kia cát hoa hoa, đang ở toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép. Nhìn dáng vẻ, sợ là không bao lâu thì sẽ một mệnh ô hô. Thời khắc này Văn Vân Chi đang ngồi chồm hổm dưới đất, gấp đầu đầy mồ hôi. Na Tần thầy thuốc tức thì bị vài cái bảo an cho bao bọc vây quanh, đi là đi chưa xong. Nếu như Cát Hoa Hoa lại chết như vậy lời nói, Na Tần thầy thuốc sợ là cũng không có kết cục tốt. Văn Vân Chi chỉ vào Tần Đông Cường, người cái này lang băm. Nhìn ngươi làm chuyện tốt, nếu như con ta tử có một tam trường lưỡng đoạn nói, ta muốn ngươi một mạng để một mạng. Lời này không khỏi nặng một chút. Một con chó mệnh, làm sao có thể so với nhân mệnh. Nhưng không ai không nghi ngờ Văn Vân Chi lời nói ra, lấy nàng tính cách, tin tưởng là biết làm tính ra tận tuyệt như vậy sự tình. Tần Đông Cường ầm liền quỳ xuống, Văn Phu Nhân, ta thật không biết tại sao sẽ như vậy, ta không phải cố ý, van cầu ngài không nên, ta không muốn chết a. Phế vật! Văn Vân Chi giơ tay lên thì cho Tần Đông Cường một cái tát, tại hắn trên mặt của lưu lại sâu đậm dấu bàn tay. Tần Đông Cường chẳng những không tức giận. Còn đem mặt khác bên cạnh mặt của xẻ tới, Văn Phu Nhân, ngài đáng đánh, lại đánh cái này bên cạnh chút giận một chút. Chỉ cần có thể mạng sống, hắn xuống lần nữa tiện sự tình cũng làm được. Giang Sách không nhìn nổi, thực sự ác tâm muốn ói. Hắn đi tới ngồi chồm hổm xuống, nhìn trên mặt đất miệng sùi bọt mép Cát Hoa Hoa nói rằng, ta trước khuyến cáo qua các ngươi, con này Cát Hoa Hoa bản thân không có bệnh, không nên tùy tiện trích. Nó vài ngày chưa ăn cơm. Thân thể rất yếu, người một châm xuống phía dưới, nó làm sao chịu nổi. Vừa nói, Giang Sách một bên từ mình hòm thuốc bên trong lấy ra ngân châm. Văn Vân Chi hỏi, Giang Sách, người có thể chữa cho tốt con ta sao? Tận lực thử một lần. Giang Sách bắt đầu đối với Cát Hoa Hoa ghim kim, chỉ có mấy châm xuống phía dưới, na Cát Hoa Hoa sẽ không run rẩy, rõ ràng khôi phục lại. Ta đã dùng ngân châm giúp nó đem trong cơ thể dược vật cho giảm bớt sớt, chỉ cần ăn nhiều một chút gì đó, nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì. Cái này lại nhớ tới vấn đề cũ rồi. Văn Vân Chi nói rằng, nhưng là, nó không ăn đồ đạc a. Giang Sách nở nụ cười, nó không ăn đồ đạc không phải là bởi vì sinh bệnh, mà là bởi vì nó ở phát giận. Phát giận.
Tất cả mọi người bối rối. Giang Sách chỉ vào trên ghế salon bố Ngẫu Miêu nói rằng, Văn phu nhân, tin tưởng ngài con này bố Ngẫu Miêu nhất định là gần nhất chỉ có mua a. Văn Vân Chi gật đầu, đúng vậy, là ta mới vừa mua về, vẫn chưa tới một tuần. Ngài mua về con này bố Ngẫu Miêu sau đó, nhất định đúng nó phi thường tốt a. Đương nhiên, Văn Vân Chi nói rằng, nó một ngày ba bữa ta đều phải nghiêm khắc chấn, buổi tối còn muốn ôm nó ngủ chung. Mèo này vừa xong một cái hoàn cảnh lạ lẫm, ta phải đối với nó khá một chút, nó mới có thể bình tĩnh trở lại, đồng thời theo ta bảo trì tốt quan hệ. Có thế chứ, Giang Sách đưa tay sờ một cái cát oa oa đầu nhỏ, nói rằng, cậu cậu cùng nhân loại giống nhau, cảm tình là phi thường phong phú. Đặc biệt cát oa oa, nó so với khác giống cậu cậu còn muốn cảm tình phong phú, chủ nhân có một chút điểm tình cảm biến hóa, hắn đều có thể bắt được. Văn phu nhân, ngài gần nhất đem tình cảm đều đặt ở bố Ngẫu Miêu trên người, bỏ quên cát oa oa tồn tại, cho nên nó liền ghen tị. Nó muốn gây nên sự chú ý của ngươi, một lần nữa tranh thủ hảo cảm của ngươi, cho nên mới lựa chọn loại này phương thức cực đoan. Cái này mọi người nói thường nói, vừa khóc hai náo ba treo cổ, không riêng nhân loại có thể như vậy, cẩu cẩu cũng là hồi. Ngươi nếu như vẫn đối với bố Ngẫu Miêu tốt, con này cát oa oa có thể sẽ vẫn không ăn cơm, tuyệt thực đến chết. Nghe xong Giang Sách tự thuật, mọi người mới chợt hiểu ra. Suy nghĩ kỹ một chút, quả thực hình như là chuyện như thế, từ mua về bố Ngẫu Miêu chi. Sau, cái này cát oa oa tính khí trở nên rất kỳ quái. Ngay từ đầu cả ngày đang gọi, sau lại trực tiếp không ăn cơm. Thảo nào nhiều như vậy bác sĩ đều nhìn không ra vấn đề, cảm tình vốn là không có sinh bệnh a, chính là phạm tánh khí. Văn Vân Chi đi qua ôm lấy cát oa oa. Một bên xoa nó đầu nhỏ vừa nói, ngươi à ngươi, phát cái gì tính khí nha. Mụ mụ cũng không phải không thương ngươi. Giang Sách nói rằng, muốn nó ăn cũng rất đơn giản, ngươi chỉ cần làm bộ đối với bố Ngẫu Miêu rời xa một điểm, sau đó đối với nó khá một chút, từ từ nó sẽ ăn cơm. Sau đó, Văn Vân Chi cứ dựa theo Giang Sách nói đi làm, thực sự tựa như Giang Sách nói như vậy, từ từ cát oa oa mà bắt đầu ăn cơm. Ăn uống no đủ. Rõ ràng có thể cảm giác cát oa oa tinh khí thần đều khôi phục không sai, hơn nữa vẫn kề cận Văn Vân Chi. Văn Vân Chi có thể sướng đến phát rồ rồi. Con trai, không sao, tâm tình đương nhiên tốt rồi, nàng liếc một cái Tần Đông Cường, nói rằng, ngươi cái này lang băm có thể lăn, lúc này đây coi như ngươi vận khí tốt, nếu như không có Giang Đồng lời nói, mạng của ngươi sẽ không có. Cảm tạ Văn Phu Nhân, cảm tạ Giang Đồng. Tần Đông Cường một trận cảm tạ sau đó, hôi lưu lưu chạy, nhất khắc cũng không dám dừng, rất sợ Văn Vân Chi sẽ cải biến chủ ý. Tiếp lấy, Văn Vân Chi đối với Giang Sách nói rằng, Giang Đồng, thực sự là thật ngại quá, ta cho ta phía trước cử chỉ lỗ mãng xin lỗi, ngài thật là có bản lãnh thật sự nam nhân, khó trách ta tỉ tỉ sẽ như vậy nhìn chúng ngươi. Giang Sách mỉm cười. Văn Vân Chi vỗ tay phát ra tiếng, lập tức chuẩn bị cơm trưa, ngày hôm nay. Ta muốn ở Khương gia nhà cũ mở tiệc chiêu đãi Giang Đồng. Đây chính là phi thường long trọng mời. Phải biết rằng, người bình thường liền tiến vào Khương gia nhà cũ tư cách cũng không có, càng chưa nói ở chỗ này ăn cơm, vẫn là bữa tiệc lớn. Khương Lô Ly cũng vì Giang Sách vui vẻ. Nàng lặng lẽ nói rằng, ta đây cái đệ muội rất ít chủ động như vậy mời người khác ăn cơm, Giang Đồng, ngươi cũng thật là lợi hại. Chỉ cần theo ta cái này đệ muội bảo trì quan hệ tốt. Về sau chúng ta là có thể nhiều hơn hợp tác, làm một trận nằm úp sấp đàm ra. Không bao lâu, cơm chưa chuẩn bị hoàn tất. Khương Lô Ly, Giang Sách, Văn Vân Chi ba người cùng nhau hưởng dụng bữa tiệc lớn. Văn Vân Chi bưng lên ly rượu đỏ, kính kính Giang Sách, vừa ăn một bên uống, một bên đàm luận một bên cười, tràng diện bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Nhìn như vậy tới, Văn Vân Chi tính khí thật đúng là tiểu hài tử. Nàng thích. Sẽ phi thường yêu đãi, nàng không thích, sẽ dồn vào tử địa. Loại nữ nhân này đã dễ dàng đối phó, lại không dễ dàng đối phó, bởi vì nàng trở mặt còn nhanh hơn lật sách, không đoán ra, nhưng chỉ cần ngươi có thế để cho nàng hài lòng, nàng sẽ đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Trên bàn cơm, Văn Vân Chi nói rằng, Giang Đồng, chỉ cho ngươi được rồi nhi tử của ta không có khả năng một điểm biểu thị cũng không có. Nàng lấy tay nhẹ nhàng gõ dưới mặt bàn, đột nhiên nói rằng, như vậy đi,
buổi chiều ngươi liền cùng ta đi một chuyến thành Tây, động vật rừng rậm, ta cho ngươi một điểm nhỏ kinh hỉ. Động vật rừng rậm, Giang Sách còn không có gì phản ứng, Khương Lô Ly đã kích động nói không ra lời. Nàng đối với Giang Sách nói rằng, Giang Đồng ngươi biết chúng ta Khương gia là làm, nữ tính thị trường, ngoại trừ đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, trang phục, đồ trang sức những thứ này thường gặp nữ tính đồ dùng ở ngoài, chúng ta Khương gia còn có một thứ pháp bảo, đó chính là động vật rừng rậm. Nào có nữ nhân không thương tiểu động vật, cái này động vật rừng rậm, chính là nhằm vào nữ tính thị trường mà chế tạo sủng vật thiên đường, là bạn nữ giới tình cảm chân thành. Trong này lợi nhuận, có thể phong phú. Phía dưới không cần nói nữa, chỉ cần làm cho Giang Sách biết phương diện này lợi nhuận phong phú là được rồi. Văn Vân Chi cho Giang Sách kinh hỉ, tin tưởng nhất định có thể làm cho Giang Sách thỏa mãn. Cơm nước no nê, Giang Sách ngồi lên Khương Lị xe, hướng phía, động vật rừng rậm, phương hướng đi tới. Ở trên đường, Khương Lị đối với Giang Sách tiến hành rồi giới thiệu cặn kẽ. Ở Khương gia, ngoại trừ đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, trang phục, đồ trang sức những thứ này phổ biến nữ tính thị trường hàng ở ngoài, còn có một người đặc thù lợi nhuận phương thức sủng vật. Miêu, cẩu, con rùa, các loại loài chim các loại, Đàm gia đối với mấy cái này đều rất có nghiên cứu, đồng thời thành lập một cái sủng vật liên minh, đặt tên là động vật rừng rậm. Ở chỗ này, tập hợp sủng vật gửi dạng, bán, trị liệu, bảo dưỡng các loại một loạt nguyên bộ phục vụ. Chỉ cần ngươi tiểu sủng vật xuất hiện vấn đề gì, tới nơi này, đều có thể đạt được nhất toàn diện, chuyên nghiệp nhất hộ lý. Phải biết rằng, kinh thành tuyệt đại đa số nữ tính đều cũng có sủng vật. Người lớn tuổi nuôi sủng vật không phải cô đơn, thanh niên nhân nuôi sủng vật cho gia đình mang đến sinh động bầu không khí, tiểu bằng hữu nuôi sủng vật làm cho tính cách sáng sủa hơn, nói ngắn lại, ở kinh thành, cơ hồ là từng nhà đều có sủng vật. Ngoại trừ cẩu cẩu, miêu miêu những thứ này tương đối thường gặp sủng vật ở ngoài. Con rùa, loài chim, thỏ, chuột đồng, hương heo các loại, cũng có rất nhiều người nuôi. Không chỉ có như vậy, còn rất nhiều đặc thù sủng vật cũng nhận được có chút đặc thù đám người yêu thích, tỉ như hạt tử, rết, loài rắn các loại, những người bình thường này nhìn qua rất khủng bố động vật, ở một ít người trong mắt cũng rất mỹ. Rộng rãi một điểm mà nói, nơi này là một cái nhìn qua như là tranh hoa điểu thị trường sủng vật trại tập trung. Khương Lị kiêu ngạo nói, thông thường có thể nuôi sủng vật, đều là trong tay đầu có điểm tiền nhàn rỗi, có thể cho sủng vật tiến hành bảo dưỡng, chăm sóc, na cơ bản đều là tiểu chi phí gia đình, có thể nuôi bắt đầu quý trọng sủng vật, đều là người có tiền. Hơn nữa, lấy nữ tính lệch nhiều, cho nên chuyến đi này tương đương kiếm tiền. Không nói gạt ngươi, Khương gia, hàng năm có 30% doanh thu đều đến từ chính động vật rừng rậm. Đệ muội nàng chính là động vật rừng rậm người tổng phụ trách, nếu nàng nói cấp cho ngươi một cái kinh hỉ, hắc hắc, vậy khẳng định cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này động vật rừng rậm, có thể so với ta phụ trách V series còn muốn kiếm tiền. Giang Đồng, ngươi chờ kiếm tiền a. Giang Sách càng nghe càng cảm giác thế giới chân kỳ hay. Trên cái thế giới này tồn tại các loại các dạng hành nghiệp, ở kinh thành, càng là ngư long hỗn tạp, các loại vật ly kỳ cổ quái tụ tập ở chỗ này. Giang Sách thật cao hứng có thể tiếp xúc được loại này sự vật mới mẻ. Cũng nhanh đến rồi, Khương Lị lái xe nói rằng. Cùng lúc đó, ở Đàm gia trong biệt thự đầu, Đàm gia hai ông cháu ngồi đối mặt nhau uống trà. Đàm Vĩnh Thắng hỏi, nghe nói Triệu gia tiến triển không sai a, có rất nhiều người báo danh tham gia, cũng xin đến rồi 4 gã đỉnh cấp lớn giả làm đạo sư. Đây nếu là để cho bọn họ đem tiết mục làm, sẽ đối với chúng ta tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, thực sự không dám tưởng tượng a. Đàm Quốc Đống thở dài. Loại sự tình này còn phải từ từ sẽ đến, lần trước ta làm cho cọp răng kiếm bọn họ đi chặn đường, kết quả bị người cho đánh trở về rồi. Chờ xem một chút a, chờ bọn họ tiết mục chính thức phát sóng, ta xem một chút có thể hay không nghĩ biện pháp cho phá hủy. Phải biết rằng, Triệu gia nhưng là đối với cái này ngăn hồ sơ tiết mục phi thường xem trọng. Muốn đơn giản phá hủy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Được rồi, Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, có quan hệ nữ tính thị trường khai thác vấn đề, người nghĩ thế nào? Chúng ta trận địa lần nữa bị nhân gia tiến công, vậy người khác trận địa chúng ta là có phải có cơ hội chiếm trước? Đàm Quốc Đống nói rằng, nhắc tới cái này, ta vừa lúc có chuyện muốn đi gặp gia gia ngươi hội báo.
nói, hắn lấy ra một tờ bản vẽ, ra ra. Ta dự định phỏng theo Khương gia động vật rừng rậm, cũng làm một cái sủng vật liên minh. Tên cứ gọi, động vật thiên đường, tuyên chỉ. Đã chuẩn bị xong, thiết kế đồ cũng lấy được rồi, sẽ chờ khởi công. Đàm Vĩnh Thắng lấy tới nhìn thoáng qua, ân, cái này động vật rừng rậm là Khương gia cây dụng tiền, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể chiếm làm của riêng. Mặc dù chúng ta có thể kiến tạo một cái mới nơi sân, na phía sau phục vụ theo kịp sao. Khương gia này lão chủ cố, lại dựa vào cái gì buông tha Khương gia mà tuyển trạch chúng ta đây. Về điểm này, Đàm Quốc Đống đã có bước đầu dự định. Hắn nói rằng, gia gia người yên tâm, ta đã nghĩ kỹ làm sao đối phó Khương gia rồi. Ta sẽ nhường Khương gia động vật rừng rậm nổi tiếng xấu, sau đó chúng ta động vật thiên đường lại thuận lợi tổ chức, như vậy thì có thể đem bọn họ khách hàng đoạt lấy. Lại muốn chơi bôi đen một bộ kia xiếc. Đàm gia, thích nhất đùa giỡn loại này ác tha trò vặt rồi. Đàm Vĩnh Thắng suy nghĩ một chút, nói rằng, người muốn bôi đen Khương gia cũng không phải không thể, nhưng Khương gia quan hệ xã hội năng lực cũng không đơn giản. Quốc Đống A, người nên làm xong vạn toàn dự định A. Đàm Quốc Đống vui vẻ, gia gia người yên tâm đi, chuyện này ta sẽ giao cho Ngụy Lương Huân đi làm, nữ nhân kia có thể hung ác rồi. Ngụy Lương Huân, Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, chính là cái kia lấy sức một mình đem kinh thành bảy đại điện thương phẩm bài làm cho suy sụp nữ nhân. Chính là, có thể, có người nữ nhân này ra ngựa, bôi xấu Khương gia động vật rừng rậm cũng không phải chuyện không thể nào. Hai ông cháu lại uống vài chén trà, sau đó Đàm Quốc Đống đứng dậy rời đi thư phòng, tìm Ngụy Lương Huân ngay lập tức sẽ động thủ đối phó Khương gia động vật rừng rậm. Đến khi Đàm Quốc Đống đi sau đó, Đàm Vĩnh Thắng rót một chén trà, bưng lên hướng về phía góc nói câu, người điên, người thấy được A, Quốc Đống hắn hiện tại có nhiều nhiệt tình, người có thể an tâm A. Trong góc phòng có một cái ẩn núp camera, coi như nhìn kỹ cũng không nhất định xem tới được. Chỉ cần ở nơi này trong phòng, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị vỗ tới, sau đó truyền đến biệt thự trong tầng hầm ngầm trên màn ảnh lớn, nơi đó nhốt một người điên, thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm nơi đây. Thành Tây, động vật rừng rậm. Kinh thành tất cả lớn nhỏ tổng cộng có hơn 30 gia động vật rừng rậm, mà Thành Tây một nhà này, là lớn nhất một nhà, cũng là động vật rừng rậm tổng bộ. Ở chỗ này, mỗi ngày đều có hết mấy vạn dòng người số lượng, chen chúc, náo nhiệt. Xe dừng hẳn đương chi sau, Giang Sách cùng Khương Lị trước sau xuống xe, bọn họ đi theo Văn Vân Chi đi vào động vật rừng rậm. Lúc này đây, Giang Sách là thật kiến thức rộng. Tựa như, động vật rừng rậm, tên này giống nhau, nơi đây thật là một mảnh rừng rậm. Nơi này xanh hóa diện tích phi thường lớn, những kiến trúc kia vật đều là khảm nạm tại bên trong rừng rậm, che khuất bầu trời đại thụ để cho lòng người thoải mái. Mỗi đi vài bước, sẽ chứng kiến các loại các dạng tiểu động vật. Trong lỗ tai rót đầy côn trùng kêu vang chim hót, thật là êm tai. Ven đường còn có các loại ăn vặt, đồ uống, mệt mỏi còn có khu nghỉ ngơi. Cách mỗi hơn 10 mét sẽ có một cái to lớn nhân công suối phun. Hiện đại hóa công nghiệp cùng rừng rậm chủ đề kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Người cùng động vật, hòa làm một thể. Chứng kiến cái này, Giang Sách không khỏi đối với Văn Vân Chi có vẻ bội phục, đây hết thảy cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể làm được, có thể chỉ có giống như nàng loại này ngày tháng thực sự tiểu cô nương mới có thể thiết kế ra được a. Giang Sách vừa đi vừa xem, bất chi bất giác. Dĩ nhiên thích cái này địa phương thần kỳ. Văn Vân Chi không có tuyển trạch trực tiếp cưỡi công ty chuyến đặc biệt từ đặc thù thông đạo hành tẩu, mà là dẫn Giang Sách từ trong đám người xuyên toa, chính là muốn làm cho Giang Sách nhìn một cái động vật rừng rậm cảnh tượng nhiệt náo. Nàng quả thực làm xong rồi. Giang Sách đối với nơi này thích vô cùng. Khi thấy con rùa lười biếng ghé vào gốc cây trên phơi nắng, khi thấy tiểu cậu cùng chủ nhân ở trên cỏ chơi đùa, khi thấy Minh Mẫn Vẹt đang học người nói chuyện, khi thấy tiểu hương heo hàng xích ăn không ngừng. Giang Sách tâm tình cũng trở nên giãn ra, phảng phất tiến vào thiên nhiên ôm ấp hoài bão. Văn Vân Chi nói rằng, Giang Đồng, người cảm giác nơi đây thế nào? Tốt, rất ấm áp. Phải, Văn Vân Chi vừa cười vừa nói, na Giang Đồng ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, kế tiếp ta muốn dẫn người đi địa phương, khả năng liền chẳng phải ấm áp rồi. Nghe nói như thế, Khương Lị người thứ nhất sắc mặt xấu xí, thậm chí là có chút sợ.
Nàng nói rằng, cái kia, đệ muội, ta cảm thấy được dịp nơi đây nhìn thì tốt rồi, không cần đi chỗ đó à. Văn Vân Chi nói rằng, làm sao có thể không đi. Ngày hôm nay ta tới nơi này mục đích, chính là muốn đi vào trong đó. À, ai? Khương Lị thở dài một hơi, có một loại phi thường dáng vẻ không tình nguyện. Giang Sách hiếu kỳ, rốt cuộc địa phương nào, có thể để cho Đường Đường Khương gia nồng cốt một trong đều cảm thấy sợ hãi. Không bao lâu, bọn họ đi tới mục đích. Nơi này là một cái thông đạo riêng biệt, hai bên đều dùng rào chắn cản lại, trung gian là một cái đường đá, hai bên đường đều mới trồng cây ngô đồng, nhìn qua rất đẹp. Ở lộ khẩu vị trí có một bảng hiệu, trên đó viết bốn chữ lớn, Tu La Địa Ngục. Ân, Giang Sách khẽ nhíu mày, rốt cuộc là dạng địa phương gì, dĩ nhiên có thể sử dụng, Tu La Địa Ngục, bốn chữ này để hình dung. Không khỏi làm người nghe kinh sợ hơi có chút ra. Khương Lị sắc mặt tối đen, tuyệt không muốn đi vào. Văn Vân Chi sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ, nàng nói rằng, Giang Đồng, người như thế này cũng sợ. Giang Sách nở nụ cười. Hắn chính là Đường Đường Tu La Chiến Thần, dựa theo đạo lý mà nói, cái này Tu La Địa Ngục phải là nhà của hắn, về nhà mà thôi, lại có cái gì có thể sợ. Lúc này, có vài tên bảo an ở phía trước dẫn đường. Đem người chung quanh đều cho tách ra, cấm người khác tới gần Văn Vân Chi bọn họ. Đoàn người theo đường đá đi vào trong. Quanh có khúc khuỷu, đi được có 10 min thời gian, cuối cùng từ đường đá đi ra, đạt tới Văn Vân Chi muốn tới địa phương. Nơi đây, cùng trước thấy tràng cảnh hoàn toàn bất đồng. Tuy là cũng đều là sủng vật, nhưng nơi đây xuất hiện sủng vật, bốn chữ hình dung, âm u khủng bố. Hạt tử, rết, độc xà, cóc. Con chuột, con kiến, chi chu, rắn mối. Phàm là ngươi có thể tưởng tượng đến khủng bố sủng vật, ở chỗ này cái gì cần có đều có. Ở chỗ này đi lại người, đều là đối với khủng bố sủng vật tình hữu độc chung đặc thù người mua, trong tay bọn họ sách, bên hông treo, đều là vô cùng ác tâm, người phải sợ hãi gì đó. Thảo nào bảo an muốn đem những người này cho tách ra, nếu để cho bọn họ đến gần rồi Văn Vân Chi, còn không đem nàng làm cho sợ hãi. Giang Sách tùy tiện nhìn thoáng qua, liền thấy một nhà chuyên môn buôn bán loài rắn cửa hàng thú cưng, tại hắn trong điếm khắp nơi đều là xà, một cái bọc một cái, du động, lè lưỡi, thật là đáng sợ. Coi như là Giang Sách thấy được, đều cảm giác có điểm phía sau lưng lạnh cả người, lại càng không muốn Văn Vân Chi, Khương Lị hai nữ nhân này rồi. Hiện tại Giang Sách minh bạch vì sao Khương Lị biết như vậy không tình nguyện tiến đến địa phương này, quả thực. Nơi đây đối với vậy nữ nhân mà nói, thật là không có cảm tình gì. Sự thực cũng là như vậy, ở chỗ này người mua, thuần một sắc đều là nam nhân, cực kỳ khó có được chứng kiến có nữ sinh xuất hiện. Văn Vân Chi nuốt nước miếng một cái, nói rằng, tuy là ta tuyệt không lý giải những thứ này đáng sợ đồ đạc tại sao có thể có nhân tuyển trạch làm sủng vật tới nuôi, nhưng có nhu cầu thì có thị trường, ở chúng ta động vật trong rừng rậm. Biết đơn độc mở một khối địa phương tới kinh doanh loại này sủng vật. Quả thực, có thị trường thì có tiền. Khương gia chắc là sẽ không cùng tiền không qua được. Văn Vân Chi nói rằng, nhưng nói đi nói lại thì, ta là thực sự tuyệt không thích những thứ này sủng vật. Mỗi lần tới đối với nơi này tiến hành quản lý thời điểm, ta đều không biết theo ai, tương đương nhức đầu. Cho nên, Văn Vân Chi hướng về phía Giang Sách cười xấu xa vài tiếng, nói rằng, làm ngươi cứu chị con ta báo đáp, ta chuẩn bị đem một khối này địa phương quyền kinh doanh, cầm cổ quyền, toàn bộ đều giao cho Giang Đồng ngươi. Ngạch! Đây coi như là báo đáp sao? Giang Sách nhìn na đống đống khủng bố sủng vật, làm sao có một loại là ở trả thù cảm giác? Có thể một bên Khương Lị lại sắc mặt đại biến, kinh ngạc vạn phần. Nàng đối với Giang Sách nói rằng, Giang Đồng, chúc mừng a. Chúc mừng! Vui từ đâu tới? Giang Sách xấu hổ nói rằng, để cho ta quản lý những thứ này kinh khủng sủng vật, coi như là việc vui sao. Khương Lị liền vội vàng giải thích, Giang Đồng, ngươi nếu chiếm được Tu La Địa Ngục, quyền kinh doanh cùng cầm cổ quyền, đây cũng là ý nghĩa chiếm được nơi này toàn bộ doanh thu a. Tuy là nơi đây đang động vật trong rừng rậm chiếm không so sánh được đến 10%, nhưng mỗi tháng vẫn có vài trăm triệu doanh thu. Một năm lời nói, thì có ngũ lục thập ước doanh thu. Giang Đồng, người trên cơ bản không có bất kỳ đầu nhập, liền hàng năm bạch kiểm ngũ lục thập ức, chẳng lẽ không đúng một chuyện đại hỷ sự sao?
Giang Sách cũng rất là giật mình, chỉ những thứ này xà A Trùng, hàng năm có thể kiếm ngũ lục thập ức. Ngẫm lại đều cảm thấy khoa trương. Xem ra, trên cái thế giới này kiếm tiền quá nhiều thứ, coi như là Giang Sách, cũng không phải cái gì đều gặp. Bất quá cái này ngược lại làm cho Giang Sách cảm thấy ngượng ngùng. Kỳ thực hắn không có làm cái gì, chỉ là chỉ một con chó, nói đúng ra, vẫn là một cái vốn là không có bị bệnh cẩu, Văn Vân Chi hàng năm liền cho hắn ngũ lục thập ức. Không khỏi có điểm quá khoa trương đi. Văn Vân Chi nói rằng, Giang Đồng ngươi cũng không nhất định thật ngại quá, ngươi cứu nhưng là con trai bảo bối của ta, mà lại nói lời nói thật, một khối này địa phương ta đã sớm muốn rời tay, chỉ là tìm không được chọn người thích hợp. Giang Đồng, ngày hôm nay nhìn thấy ngươi, để cho ta cảm thấy ngươi là phi thường người thích hợp chọn. Cái này tu la địa ngục, sau này sẽ là của ngươi. Lời đã nói đến cái này phân thượng, sẽ không có lùi bước cần thiết. Giang Sách chắp tay, đa tạ. Tu la chiến thần hợp với tu la địa ngục, mấu chốt là, nơi đây cũng đều có người của Khương gia phụ trách xử lý, Giang Sách cần phải làm là cũng không có việc gì đến xem, xử lý một chút chuyện quản lý. Trên cơ bản khỏi cần phí lực, hàng năm mượn đi ngũ lục thập ức. Quả thực liền cùng bầu trời rơi bánh có nhân không có khác gì. Sau đó, Văn Vân Chi cùng Giang Sách ký kết chuyển nhượng hợp đồng, đem tu la địa ngục toàn bộ quyền quản lý cùng cầm cổ quyền đều giao cho Giang Sách. Có thể, Văn Vân Chi ký hợp đồng sau đó, thở ra một hơi dài, nói rằng, quá tuyệt vời, cuối cùng cũng có thể cùng nơi đây nói bái bai. Nhìn ra được, nàng đối với hiện trường này đáng sợ đồ đạc là thật không có chút nào thích. Sau đó, bọn họ rồi rời đi tu la địa ngục. Đi về. Trên đường, bọn họ vẫn là đi một chút nhìn, đang đi tới, liền thấy cách đó không xa tụ tập khá nhiều người, cũng chuyển đến lau thanh âm huyên náo. Chuyện gì xảy ra, Văn Vân Chi làm cho một gã thủ hạ qua xem thử xem. Một lát sau, thủ hạ kia trở về nói rằng, bẩm báo phu nhân, phía trước xuất hiện tranh cãi. Tranh chấp gì? Có vài tên khách hàng phản ánh, nói chúng ta chữa bệnh, hộ lý, ủy trị các loại phục vụ đều xuất hiện vĩ đại lỗ thủng. À, Văn Vân Chi lập tức biến sắc mặt. Cái này động vật rừng rậm có thể hỏa lần toàn bộ kinh thành. Dựa vào là chính là vượt qua thử thách phục vụ hệ thống, nếu không, chỉ là bán sủng vật, vậy cùng tranh hoa điểu thị trường có gì phân biệt? Hiện tại lại có khách hàng phản ánh nói bọn họ phục vụ hệ thống xuất hiện lỗ thủng, nhưng lại không chỉ có chỉ là hạng nhất, tựa hồ các phục vụ loại hình đều xuất hiện lỗ thủng. Đây không phải là đang hủy đi đài sao? Nếu như báo cáo tin tức đi ra ngoài, này tương hội đối với Khương gia tạo thành làm được tác dụng phụ. Tuyệt đối không thể chứa cho phép. Văn Vân Chi phất ống tay áo một cái, cầm đầu đi qua kiểm tra tình huống. Bảo an đem đám người cũng biết để ý ra sau đó, Văn Vân Chi đi tới, chứng kiến hơn 10 danh khách hàng đem động vật rừng rậm phục vụ đại môn trận lại. Trong đó dẫn đầu, là một cái nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, có một con mái tóc màu đỏ nữ hài. Một con mắt, Văn Vân Chi liền nhận ra. Cô nữ sinh này là Ngụy Lương Huân, ở kinh thành là bị xưng là Bạch Cốt Phu Nhân. Nhân vật đáng sợ, đơn giản là phàm là bị nàng để mắt tới công ty hoặc là xí nghiệp, cuối cùng đều khó khăn trốn số mệnh bị diệt vong. Nàng từ mười mấy tuổi bắt đầu, liền cùng các đại công ty làm hơn. Nhiều năm như vậy, nàng liên tục giết chết kinh thành 7 đại công ty, người nào thấy nàng đều sẽ sợ, rất nhiều công ty thấy nàng tới nháo sự, đều sẽ tuyển trạch thường tiền xin lỗi, nhân, rất sợ làm lớn lên. Quá khứ Ngụy Lương Huân cũng đều là theo một ít chung nhỏ xí nghiệp náo, không nghĩ tới hôm nay nàng cư nhiên đưa ánh mắt đặt ở động vật trên rừng rậm. Nàng, muốn cùng kinh thành một trong tam đại gia tộc Khương ra náo. Có can đảm. Văn Vân Chi đi ra phía trước, nói rằng, ta biết ngươi, Bạch Cốt Phu Nhân Ngụy Lương Huân, làm sao, đến tai chúng ta Khương ra trên đầu tới. Ngụy Lương Huân lạnh rên một tiếng, xách xách xách. Không nghĩ tới hôm nay gặp được gia chủ phu nhân. Thật tốt quá, như vậy thì không cần cùng này không có quyền lợi hạ nhân tốn nhiều miệng lưỡi. Văn Vân Chi, ngươi làm động vật rừng rậm người phụ trách, cho chúng ta một cái công đạo a. Phía sau nàng một nhóm lớn người theo phụ họa. Cho chúng ta một cái công đạo. Động vật rừng rậm, chủ lớn thì lấn khách, chúng ta muốn liên hợp cùng nhau, không thể bị khi dễ rồi. Khương gia thì ngon sao? Đám người kia khí thế hung hung,
cộng thêm Ngụy Lương Huân quá khứ chiến tích, Văn Vân Chi cũng không dám khinh địch. Nàng dò hỏi, nói một chút coi, các ngươi làm sao bị khi dễ đâu. Chúng ta động vật rừng rậm, như thế nào chủ lớn thì lấn khách, phục vụ không được chứ. Ngụy Lương Huân cười lạnh một tiếng, vỗ tay một cái. Lập tức, thì có hơn sủng vật chủ nhân đi tới trước, đem bọn họ tiểu sủng vật ôm cho Văn Vân Chi xem. Chỉ thấy những thứ này sủng vật mỗi một người đều bệnh thoi thóp, hữu khí vô lực, còn có mấy con nhìn qua dường như đều nhanh muốn chết rất giống nhau, thật là thương cảm. Ngụy Lương Huân nói rằng, người đều nhìn thấy a, những thứ này đáng thương tiểu baby lúc đầu phi thường khả ái, cũng rất khỏe mạnh, nhưng từ giao cho các người động vật rừng rậm chăm sóc, hộ lý sau đó, liền tất cả đều bị bệnh. Người còn nói các người phục vụ hệ thống không có khuyết điểm. Văn Vân Chi hai mắt híp thành một cái kẽ hở, nhìn những thứ này sủng vật, nhìn nhìn lại Ngụy Lương Huân, biết ngày hôm nay một kiếp này không dễ chịu lắm. Văn Vân Chi đi tới nhìn một vòng, đầu tiên có thể khẳng định là, những thứ này sủng vật quả thực đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện khuyết điểm. Nếu như xác định là động vật rừng rậm đến tiếp sau phục vụ chưa tới mức mà đưa đến, vậy chuyện này khả năng liền hơi bó tay rồi. Vì vậy Văn Vân Chi liền nói, Ngụy Lương Huân, người dám khẳng định những thứ này sủng vật đều là ở chúng ta cái này ra khuyết điểm sao? Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói, những cái này sủng vật chủ nhân toàn bộ đều nóng nảy. Lời này của ngươi có ý tứ, chúng ta cố ý lừa ngươi sao? Nhà của chúng ta tiểu quai quai cho tới nay đều thân thể vô cùng bổng, ăn nha nha hương, cũng bởi vì ở các ngươi nơi đây gửi lại một cái cuối tuần, kết quả sau khi trở về sẽ không ăn cơm. Còn có chúng ta ra con này, mọi người nhìn, cái này trên người từng đạo vết thương, thiên biết tao thụ dạng gì hành hạ. Người nơi này tuy là đến từ trời Nam Biển Bắc, tính cách mỗi người không giống nhau. Thế nhưng có một chút là giống nhau, đó chính là bọn họ đều vô cùng yêu quý sủng vật của mình, thậm chí trở thành là người nhà đối đãi giống nhau. Cho nên khi nhìn đến những thứ này tiểu sủng vật thụ thương, ngược đãi sự tình sau, mỗi một người đều lòng đầy căm phẫn. Một vô danh hỏa ở trong lồng ngực không ngừng bốc cháy lên. Cũng không đoái hoài tới chân tướng của sự tình là dạng gì, đại gia một tia ý thức cũng bắt đầu chỉ trích bắt đầu Văn Vân Chi. Trong lúc nhất thời, chủ lớn thì lấn khách, chụp mũ là trích không xong rồi. Hết lần này tới lần khác Văn Vân Chi còn chưa phải là cái loại này tình thương rất cao người, nàng tương đối tâm tình biến hóa, nhiều người như vậy chỉ trích nàng, nàng đã nổi giận. Giận một cái liền cùng hiện trường sủng vật chủ nhân đối lên. Toàn bộ hiện trường loạn tao tao. Cái này, ở giữa Ngụy Lương Huân lòng kẻ dưới này, sự tình gây càng lớn, nàng thì càng chiếm tiện nghi. Khương Lô Ly không nhìn nổi, ở một bên không ngừng can ngăn, hy vọng Văn Vân Chi có thể tỉnh táo lại, nhưng hiện thực chính là Văn Vân Chi đã sớm lên đầu, trực tiếp đẩy ra Khương Lô Ly, tiếp tục cãi nhau. Mắt thấy tình thế càng phát nghiêm trọng, sẽ không khống chế được. Lúc này, Giang Sách ngồi chồm hổm xuống, kiểm tra một con bị bệnh tiểu hương heo, căn cứ sủng vật chủ nhân phía trước thuyết pháp, con này tiểu hương heo là ở gửi nuôi sau đó xuất hiện đau bụng tình huống. Một phen kiểm tra sau đó, Giang Sách dùng vô cùng lực xuyên thấu thanh âm nói một câu, con này tiểu hương heo bị người bỏ thuốc. Cái gì? Ánh mắt mọi người đều hướng phía Giang Sách nhìn sang. Sủng vật chủ nhân càng là sốt ruột hỏi, người nói cái gì? Kê đơn. Giang Sách gật đầu, nhiệt độ của người nó dị thường, thể sắc cũng xuất hiện trong thời gian ngắn kịch liệt biến hóa, đây đều là bị bỏ thuốc trực tiếp chứng minh. Hơn nữa xuống cũng không phải cái gì rất cao cấp thuốc, chính là rất đơn giản thuốc sổ. Chẳng biết tại sao, sủng vật mặt của chủ nhân sắc đột nhiên thay đổi, biết mình sủng vật bị bệnh gì, đây cũng là nhất kiện đáng giá cao hứng chuyện, nhưng không biết vì sao hắn dường như chẳng những không cao hứng, còn có chút bối rối. Sau đó hỏi hắn, na, phải chữa thế nào liệu? Giang Sách đối với Văn Vân Chi nói rằng, phiền phức chuẩn bị một chút nước trong. Văn Vân Chi cho hạ nhân một cái ánh mắt, lập khắc liền có người đi chuẩn bị một đại bát nước trong qua đây. Giang Sách mở ra thuốc của mình dương, từ bên trong cũng không biết lấy ra thuốc gì, nắm trong tay dùng sức nhào nặn, cho nhào nặn thành bụi phấn trạng sau đó rơi tại nước trong bên trong, sau đó đặt tiểu hương heo trước mặt. Na tiểu hương heo nghe mùi vị, phi thường vui mừng dùng đầu lưỡi liếm đứng lên, trong phiến khắc, một đại bát nước thuốc liền uống xong. Có thể, sau 3 phút,
con này tiểu hương heo dược hiệu thì sẽ hoàn toàn giảm bớt, như vậy thì không có sao. Phải, vậy thì thật là cảm ơn nhiều. Sủng vật chủ nhân đem tiểu hương heo bế lên, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào mặt trên, quả nhiên tựa như Giang Sách nói như vậy, mấy phút qua đi, tiểu hương heo trở nên thần thanh khí sảng, hoạt bính loạn khiêu, trước cái loại này ủ rũ như trạng thái tất cả đều không có. Chị, mọi người sinh lòng bội phục. Ngụy Lương Huân khẽ nhíu mày, sau đó chỉ vào Văn Vân Chi nói rằng, ngươi xem một chút, đây đều là các ngươi động vật rừng rậm làm chuyện tốt. Không biết cho tiểu hương heo ăn cái gì đồ bẩn, chỉ có làm hại nó tiêu chảy. Nàng vẫn còn ở hướng động vật rừng rậm trên mặt bôi đen. Ai biết, Giang Sách Từ Tốn nói, không phải ăn đồ không sạch sẽ, mà là bị người bỏ thuốc, ta nghĩ ta đã nói đủ rõ ràng a. Ăn đồ không sạch sẽ, cùng bị người kê đơn, đây hoàn toàn là lưỡng chủng tính chất. Trước một loại là qua loa sơ suất, loại sau là có ý là chi. Ngụy Lương Huân đầu óc chuyển rất nhanh, lập tức nói rằng tốt, Văn Vân Chi, các ngươi động vật rừng rậm cư nhiên cho tiểu hương heo kê đơn. Các ngươi cảnh cái gì tâm a? Cái này về sau, ai còn dám đem sủng vật đặt ở các ngươi nơi đây tiến hành chăm sóc? Nàng chưa kịp đem tất cả mọi người tâm tình cho gây xích mích đứng lên, Giang Sách thuận miệng hỏi, cái này tiểu hương heo là lúc nào từ động vật rừng rậm tiếp đi? Sủng vật chủ nhân hồi đáp, ngày hôm trước. A hát, như vậy sự kiện liền cùng động vật rừng rậm không có quan hệ. Giang Sách chỉ vào na tiểu hương heo nói rằng, cái này thuốc sổ kình đạo rất mạnh, dược hiệu rất nhanh, sau khi ăn xong không đến một giờ sẽ phát bệnh. Nói cách khác, con này tiểu hương heo là ở trong vòng một giờ bị người bỏ thuốc, mà ngươi ở phía trước thiên liền đem tiểu hương heo cho đón đi. Xin hỏi, cùng động vật rừng rậm nhân viên phục vụ có quan hệ gì? Cái này, sủng vật chủ nhân xèo xèo ô ô đáp không được, sắc mặt ngày càng khó chịu. Hơn nữa, Giang Sách đột nhiên một bước đi tới, cầm động vật chủ nhân tay trái, giơ lên giữa không trung nói rằng, trên tay của ngươi có phi thường nồng vị thuốc đông y, ta tin tưởng, chỉ cần tìm quyền uy cơ quan kiểm tra đo lường một cái, là có thể tra ra trên tay ngươi lưu lại là thuốc sổ. Ngươi có thể giải thích một chút, đây là vì cái gì sao? Nghe thế, tuyệt đại bộ phận người liền đều kịp phản ứng. Cái này có thể là vừa ra tặc kêu bắt tặc tiết mục. Na sủng vật chủ nhân cố ý cho mình tiểu hương heo hạ thuốc sổ, sau đó tới vu cáo động vật rừng rậm. Không biết hắn là vì bôi đen động vật rừng rậm, vẫn là vì lừa bịp tống tiền tiền tài, nói ngắn lại, chính hắn mới là cái kia người khởi xướng. Bị vạch trần sau đó, sủng vật chủ nhân khuôn mặt đều quải bất trụ. Hắn hết đường chối cãi. Bất quá Ngụy Lương Huân cũng không có chút nào ý buông tha, nàng cho người bên cạnh một ánh mắt nêu lên. Lập tức lại có một cái sủng vật chủ nhân ôm mình tiểu cầu cầu đi ra. Hắn nổi giận nói, người này có ý tứ. Nói chúng ta cố ý hại sủng vật của mình, liền vì lừa ngươi nhóm tiền sao. Các ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Văn Vân Chi cười lạnh nói, hiện tại chứng cứ chứng minh, các ngươi chính là chỗ này sao làm? Ta nhổ vào, na sủng vật chủ nhân chỉ mình tiểu cầu cầu nói rằng, vậy ngươi cho ta giải thích một chút. Vì sao ta tiểu cầu cầu trên người có nhiều như vậy vết thương? Nó trước đây nhưng là yên lành, từ ở các ngươi nơi đây làm, mỹ dung, hộ lý sau đó, thì có vết thương. Văn Vân Chi lại bị đang hỏi. Giang Sách cũng không hoảng sợ không vội vàng đi tới, tự tay vuốt ve một cái cầu cầu, xốc lên lông trên người nó, kiểm tra na từng đạo tàn nhẫn vết thương. Chỉ thấy thanh nhất khối tử nhất khối, có địa phương đều kết sẹo rồi, rất là tàn nhẫn. Cầu chủ nhân nói rằng, thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ. Vậy ngươi còn, có cái gì tốt nói? Động vật rừng rậm mỹ dung hộ lý, chính là không chuyên nghiệp. Những lời này nói ra, những thứ khác cầu chủ nhân đều tương đương sợ, sợ đến nhanh đi kiểm tra sủng vật của mình, rất sợ sẽ có giống nhau vết thương. Đối mặt cục diện như vậy, Giang Sách vẫn là bình tĩnh như thường. Hắn lại nói câu, lấy một ly. Ngạch không phải, lấy một chậu nước tới. Cầu chủ nhân nở nụ cười, nhà của chúng ta tiểu quai quai cũng không phải là sinh bệnh, người cho uống thuốc cũng chỉ không hết trên người nó tổn thương. Giang Sách một bên mở ra cái hòm thuốc vừa nói, có thể chữa khỏi hay không, người nói không tính là. Rất nhanh, một chậu nước liền lấy qua đây. Giang Sách đem một vài vàng màu sắc dược vật bỏ vào trong nước, quấy đều,
sau đó tự tay nói rằng, đem tiểu cẩu cẩu cho ta một cái. Ngươi nghĩ làm cái gì? Cẩu chủ nhân vẻ mặt khẩn trương, nhà của chúng ta tiểu quai quai không có sinh bệnh, không uống thuốc. Ai biết ngươi thuốc này có vấn đề hay không, uống chết làm sao bây giờ? Giang Sách cười cười, yên tâm đi, ta không phải muốn nó uống thuốc, chỉ là cấp cho nó tắm rửa. Tắm? Đối với, ngươi không cảm thấy nó rất dơ sao? Giặt xong thuốc này tắm, cam đoan thương thế khỏi hẳn. Thiệt hay giả? Thử nhìn một chút. Tình thế bức bách, cậu chủ nhân cũng không tiện nói cái gì, đem tiểu cậu cậu đưa cho Giang Sách. Giang Sách đem tiểu cậu cậu bỏ vào nước trong chậu, sau đó dùng nước thuốc ướt nhẹp bề ngoài của hắn, một lần lại một lần. Cậu chủ nhân sửng sốt một chút, uy, người đây coi là người sai vặt kia tắm. Chính là dùng thủy ướt nhẹp thân thể mà thôi. Giang Sách cũng không trả lời, chỉ là máy móc lặp lại động tác lúc trước. Mấy phút qua đi, thần kỳ một màn xảy ra, con chó kia cẩu thân lên vết thương cư nhiên tự động bóc ra rồi. Đồng thời trên người thanh nhất khối tử nhất khối ứ tổn thương, cũng từ từ khôi phục lại. Giống như là biến ma thuật giống nhau, nguyên bản vết thương chồng chất tiểu cẩu cẩu, ngắn ngủi mấy phút bên trong rực rỡ hẳn lên. Cái này, cẩu chủ nhân nhìn mình tiểu cẩu cẩu hoàn toàn không sao, trong chốc lát nghẹn lời, cũng không biết nói cái gì cho phải rồi. Sau đó, Giang Sách dùng máy sấy băng tiểu cẩu cẩu thổi khô thân thể, trả lại cho cẩu chủ nhân. Hiện tại, người tiểu quai quai không sao. Ngạch, cẩu chủ nhân ôm tiểu cẩu cẩu, sắc mặt thay đổi liên tục. Ngụy Lương Huân đôi mi thanh tú cau lại, nổi giận nói cái gì gọi là không sao. Coi như chỉ cho ngươi được rồi nó, cũng không thể che đậy tiểu cẩu cẩu bị hành hạ sự thực a. Giang Sách vui vẻ, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngụy Lương Huân. Nói rằng, ngươi, còn không có nhìn ra được sao? Nhìn ra cái gì? Con này tiểu cẩu cẩu căn bản cũng không có thụ thương a. Trên người nó ứ tổn thương cùng với vết sẹo, tất cả đều là dùng đặc thù dược liệu ngụy trang, vừa mới ta dùng nước thuốc cho nàng sau khi tắm, này ngụy trang dược liệu bị tan chảy, cho nên nó chỉ có khôi phục. Nếu không, ngươi cho rằng vô cùng đơn giản tắm rửa, vết thương sẽ toàn bộ biến mất sao? Một phen giải thích nói Ngụy Lương Huân á khẩu không trả lời được. Tất cả mọi người chứng kiến vừa mới phát sinh tất cả, coi như Ngụy Lương Huân muốn nói xạo, cũng sẽ không có người tin. Hơn nữa điều này nói rõ một cái càng nghiêm trọng hơn vấn đề. Giang Sách nhìn Ngụy Lương Huân, lại nhìn chung quanh mọi người một vòng, không chút hoang mang nói, đầu tiên là tặc kêu bắt trộm cho tiểu hương heo hạ thuốc sổ, tiếp lấy lại dùng dược liệu cho tiểu cẩu cẩu ngụy trang vết thương. Ha ha, các ngươi vì lừa bịp tống tiền động vật rừng rậm, dụng tâm thâm hậu a. Lời như vậy nói hết ra, chính là chỉ ra mục đích của đối phương, đã không có gì tốt lại nói, tất cả mọi chuyện đều bày ở trên mặt nổi. Trước này bị lửa giận làm mờ đầu óc người, hiện tại cũng biến thành thanh tỉnh rất nhiều. Ngụy Lương Huân tương đương xấu hổ. Nói thật ra, từ nàng, xuất đạo, tới nay, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như Giang Sách đã khó đối phó như vậy đối thủ. Nàng mỗi một lần muốn bôi đen, lừa bịp tống tiền một cái thương gia, đều sẽ trước giờ làm xong bài học, đồng thời chế định ra phi thường thích hợp, chiến thuật. Cho nên mới có thể bách chiến bách thắng. Lúc này đây cũng là như vậy. Chỉ bất quá giả dù sao cũng là giả, mặc dù nàng đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị, nhưng vẫn là không có thể đã lừa gạt Giang Sách mắt. Giang Sách nhìn này còn chuẩn bị gây chuyện sủng vật chủ nhân, nói rằng, các ngươi nói với vật rừng rậm phục vụ hệ thống tồn tại vấn đề, để cho các ngươi sủng vật bị thương tổn. Ok, các ngươi hữu thụ đến tổn thương gì, tất cả đều đứng ra nói một câu a. Không ai dám hơn nữa. Trước hai cái kỹ thuật ngụy trang cao siêu như vậy, đều bị Giang Sách cho trước mặt mọi người vạch trần, những người khác còn không bằng na hai cái, đi ra không phải cố ý tìm khó chịu sao. Bọn họ lúc đầu đều là hướng về phía Ngụy Lương Huân, Bạch Cốt phu nhân, danh hào tới. Cho rằng có thể theo Ngụy Lương Huân kiếm chút tiền, ai có thể nghĩ, dĩ nhiên biết gãy ở chỗ này, thật là cường chung còn có cường chung tay. Ngụy Lương Huân nhìn chung quanh một vòng, phát hiện đã không ai còn dám đứng ra. Nhất bang phế vật. Đây là Ngụy Lương Huân xuất đạo tới nay lần đầu tiên thất bại, giáo huấn thảm thống a. Nàng dùng tay chỉ Giang Sách. Ngươi tên là gì? Thịnh Vui Khoa học Kỹ thuật, Giang Sách. Giang Sách, tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi chờ ta,
chuyện của hai ta không để yên. Ngày hôm nay bút chướng này ta sớm muộn cũng sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng sở, rút lui. Nghe được Ngụy Lương Huân đều nói như vậy, Văn Vân Chi cùng Khương Lô Ly đều sướng đến phát rồ rồi. Cho tới bây giờ không có người nào xí nghiệp có thể từ Ngụy Lương Huân trong tay toàn thân trở ra, ngày hôm nay bọn họ xem như là lấy được một cái đột phá tính tiến triển. Có thể như vậy thì rất tốt. Nhưng là, Giang Sách còn giống như chưa vừa lòng với đó. Hắn tự tốn nói, Ngụy Lương Huân, ngươi cho rằng ngươi đi sao? Ân, mọi người ngoài ý muốn. Cái này Giang Sách điên rồi sao? Đã chiếm hết tiện nghi, không sai biệt lắm có thể, giặc cùng đường chớ đuổi a. Ngươi đem Ngụy Lương Huân ép, quay đầu nàng càng thêm ác ý trả thù, ngươi chịu được sao? Đương nhiên, những kiến thức này phàm nhân ý tưởng. Tu La chiến thần, từ lúc nào e ngại qua người khác? Chứ sợ này sẽ không tồn tại Giang Sách trong tự điển. Ngụy Lương Huân quay đầu trở lại nhìn Giang Sách, nở nụ cười. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với ta? Tới a, ngươi đánh ta a, ngươi đụng đến ta một cái, ta cam đoan ngươi cả đời ngồi chồm hổm ngục giam, đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Ngụy Lương Huân năng lực hữu mục cộng đổ. Không có việc gì đều có thể lừa ngươi, huống chi có việc. Cho nên, đối phó nàng, đó là muôn ngàn lần không thể động thủ. Giang Sách nói rằng, chúng ta đều là người văn minh, không động thủ. Không động thủ ngươi tên là cái giám. Ngụy Lương Huân hướng phía Giang Sách giơ ngón tay giữa lên, lão nương hiện tại đi liền, ta xem ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ. Nàng chưa kịp nói hết lời, liền nghe được liên tiếp tiếng còi xe cảnh sát. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 7-8 chiếc xe cảnh sát dừng ở phụ cận. Một đoàn cảnh sát chen chúc ra, hướng phía bên này chạy tới. Cảnh sát, bọn họ tới làm gì? Ngụy Lương Huân sửng sốt một chút. Giang Sách từ tốn nói, Ngụy Lương Huân, bọn ngươi cùng hắn người lừa bịp tống tiền động vật rừng rậm, ngươi cho rằng thực sự có thể chuồn mất sao? Ngụy Lương Huân lúc này mới phản ứng kịp. Cảm tình Giang Sách không phải muốn đích thân đối phó nàng, mà là báo nguy tóm nàng. Nàng chỉ vào Giang Sách. Phi thường khi dễ nói, người tì em cư nhiên báo nguy. Có thể lại hèn mọn một điểm a. Chuyện giang hồ giải quyết, ngươi làm như vậy, chính là hành vi hèn nhát. Phải, Giang Sách nói rằng, ta có thể từ lúc nào nói qua ta không phải người nhu nhược đâu. Ngươi, Ngụy Lương Huân triệt để hết chỗ nói rồi. Rất nhanh, một nhóm lớn cảnh sát đã đi tới, một tên trong đó cảnh viên đối với Ngụy Lương Huân nói rằng, nhận được quần chúng tố cáo. Ngươi kẻ khả nghi xảo trá vơ vét tài sản, theo chúng ta đi a. Chuyện cho tới bây giờ, Ngụy Lương Huân muốn chạy cũng chạy không thoát. Kết quả là, nàng liền cùng của nàng này lão đồng bọn, bị cảnh sát một lưới bắt hết, một cái chưa từng chạy mất. Nhìn Ngụy Lương Huân bị còng đi bóng lưng, Khương Lô Ly cười lớn nói thống khoái a. Loại này loài sâu hại người, khắp nơi khanh mông quải phiến, đại gia vẫn không thể làm gì nàng. Ngày hôm nay cuối cùng là đem nàng cho nhốt vào rồi. Văn Vân Chi cũng nói, cái này ít nhiều Giang Đồng a. Giang Đồng thật là túc trí đa mưu, không riêng giúp ta hiểu nguy cơ, còn hung hăng trừng trị Ngụy Lương Huân loại này tiểu nhân hèn hạ. Ta đều không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt nữa. Khương Lô Ly nói rằng, đệ muội, cái này cảm tạ sự tình, ngươi có thể trở về đầu suy nghĩ thật kỹ, không nóng này. Dù sao Giang Sách mới vừa chiếm được, Tu La địa ngục, đã được đến một cái bó lớn chỗ tốt, cho hắn thêm chỗ tốt nói, Văn Vân Chi cũng không biết nên cho cái gì mới tốt. Quay đầu từ từ suy nghĩ a. Ba người vừa nói vừa cười ly khai hiện trường, ngày hôm nay trận này trò khôi hài, chung quy là sợ bóng sợ gió một hồi. Ban đêm, cửa cảnh cục. Ngụy Lương Huân bị người nộp tiền bảo lãnh rồi đi ra, vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ. Nhìn dáng vẻ hầu như đều phải tức điên rồi. Nàng lên một chiếc phiên bản dài Lincoln, nghiêm khắc đóng cửa xe. Ngồi phía sau, ở Ngụy Lương Huân bên cạnh ngồi một gã mang mắt kiếng thanh niên, xem ra 30 tuổi trên dưới, có kiên nghị nhãn thần cùng góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, anh tuấn phi phàm. Hắn nhìn thoáng qua Ngụy Lương Huân, không khỏi lộ ra biểu tình cười nhạo. Ngoạn cú liễu sao? Ngụy Lương Huân chu mỏ một cái, ghê tởm. Vô liêm sỉ, vương bát đản. Nam tử nói rằng, sớm đã nói với ngươi, kinh thành ngọa hổ tàng long, có khi là cao thủ, ngươi còn tới chỗ trêu chọc thị phi.
lúc này tốt hơn, trực tiếp trêu chọc tới Khương gia, còn cùng Thịnh Vui khoa học kỹ thuật Giang Sách đối mặt. Văn Vân Chi cùng Giang Sách đều không phải là hiền lành, người chống lại bọn họ, không lỗ lã mới là lạ. Ngụy Lương Huân lạnh rên một tiếng, ta chỉ là trong chốc lát sơ suất, không có làm xong vẹn toàn chuẩn bị mà thôi. Lão ca, ta hôm nay bại tích ngươi nhưng không cho nói cho ba ba. Nam tử nói rằng, còn cần ta nói cho sao? Người bị giam vào bót cảnh sát trước tiên, ba ba hắn cũng đã biết tin tức, nếu không. Người nghĩ rằng ta tại sao phải tự mình đến đón ngươi? Ngụy Lương Huân cau mày. Bị cha đã biết, chuyện kia khả năng không lớn hay. Nàng nắm chặt nắm tay, nói rằng, lúc đầu ta có thể rất hoàn mỹ lừa bịp tống tiền thành công, hung hăng nhục nhã Khương ra một hồi, đều do Giang Sách tên khốn kiếp kia. Chờ xem, ta sớm muộn cũng sẽ làm cho hắn thua vào tay ta, để cho nàng muốn sống không được. Nam tử cười khổ lắc đầu, người tính tình này cũng không biết di truyền người nào, mỗi ngày ở bên ngoài điên, hiện tại càng là đem mình điên vào bót cảnh sát. Còn muốn giáo huấn người khác, ha ha. Trước hết nghĩ tốt sau khi về nhà, biết làm sao bị cha giáo huấn a. Ngụy Lương Huân hai tay ôm đầu, đừng nói nữa, phiền ở đâu. Động cơ phát động, xe Lincoln nghênh ngang mà đi, một cái ở kinh thành xuẩn xuẩn dục động thế lực mới, sắp không kiềm chế được. Lúc đêm khuya, Giang Sách về tới Thịnh Vui khoa học kỹ thuật, Miêu Đồng ôm cậu cậu đốt diễm đi tới phòng làm việc của hắn, vừa vào cửa liền mừng rỡ nói rằng, Giang Đồng, chúc mừng nha. Giang Sách cởi trọng áo khoác, vui từ đâu tới. Hắc, còn rất biết trang bị, người không nói ta cũng biết. Khương gia Văn Vân Chi đem Tu La địa ngục giao cho ngươi toàn quyền xử lý, về sau mỗi tháng đều có 5-6 ước nhập chướng, đây không phải là một chuyện đại hỷ sự sao. Giang Sách mỉm cười không nói chuyện. Miêu Đồng đem đốt diễm đặt ở trên ghế salon, một bên cho nó trải vuốt sợi bộ lông vừa nói, cái này động vật rừng rậm lợi nhuận nhưng là tương đương lợi hại. Nghề phục vụ rất chu đáo, đốt diễm hộ lý bảo dưỡng công tác ta liền đều là giao cho bọn họ để làm. Lần này Giang Đồng ngươi cùng Văn Vân Chi cài đặt quan hệ, đối với công ty chúng ta ngày sau phát triển sẽ có lợi thật lớn. Giang Sách từ tốn nói, trước đừng nói chỗ tốt rồi, có ăn sao? Ta còn không cơm tối, thật là đói. À, đã trễ thế này ngươi còn không có ăn. Miêu Đồng đem chính mình tùy thân tay nải mở ra. Từ bên trong lấy ra rất nhiều hoa quả cùng đồ ăn vặt đặt Giang Sách trên bàn làm việc, tạm thời chỉ có những thứ này, người chấp nhận lấy ăn đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Giang Sách cầm lấy trên bàn đồ ăn vặt ăn, đồng thời, hắn nhìn thoáng qua thời gian, gần 8 giờ. Thời gian này điểm, chắc là phát hình hoa hạ tốt thanh âm thời gian. Trước mấy đợt đã thu hoàn tất, ngày hôm nay bắt đầu chính thức phát hình đệ nhất kỳ, có thể hay không hỏa. Xem ngày hôm nay cái này một kỳ hiệu quả liền rõ ràng. Vì vậy Giang Sách mở ra TV, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhìn. Miêu Đồng ngồi ở trên ghế salon, một bên cho đốt diễm lược tóc một bên đã ở quan sát, hy vọng ngày hôm nay tỷ lệ người xem có thể mạnh nổ. 8 giờ đúng, tiết mục bắt đầu. Một lần này tiết mục phát hình chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, không giống lần trước, Đàm gia lúc này đây cũng không có làm cho hacker tới công kích. Tiết mục khách quý đội hình có thể nói xa hoa, cộng thêm mới mẻ hình thức cùng với sơ kỳ đại lượng tuyên truyền mở rộng, hấp dẫn không ít khán giả đến đây quan sát. Tổng thể mà nói, đệ nhất kỳ tỷ lệ người xem coi như không tệ, trên nét danh tiếng cũng rất tốt. Trong đó khiến người ta ấn tượng là khắc sâu nhất, chính là Quân Nhàn biểu diễn một bài Ngu Mỹ Nhân, cổ kính, hợp với nàng như chuông bạc tiếng nói, hiện trường hiệu quả có thể nói nổ tung. Dễ nghe như vậy thanh âm. Lại nhìn không thấy Quân Nhàn mặt của, bởi vì nàng thời thời khắc khắc đều đội mũ, dùng lụa trắng chặn khuôn mặt, thì càng gia tăng rồi một tầng cảm giác thần bí. Khán giả đều bị thanh âm của nàng sở mê ở. Càng là mê ly, thì càng muốn nhìn một chút nàng hình dạng thế nào, mỗi người đều nói dễ nghe như vậy thanh âm, Quân Nhàn bản thân cũng nhất định dáng dấp khuynh quốc khuynh thành. Một viên tương lai siêu sao, đang ở từ từ mọc lên. Miêu Đồng cũng tò mò hỏi, Giang Đồng, cái này Quân Nhàn đến cùng hình dạng thế nào a? Là đẹp như thiên tiên sao? Giang Sách nhún vai, ta đây cũng không rõ ràng, từ ta lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, nàng ngay tại lúc này như vậy, không khiến người ta thấy nàng mặt của. Còn có kỳ quái như vậy người? Có thể, có cái gì nguyên nhân đặc biệt a?
Miêu Đồng mở ra một cái thiệp nói rằng, Giang Đồng ngươi xem, nơi này có người thôi chắc, quân nhàn nhất định là Hằng Nga hạ phàm, đẹp như thiên tiên. Nàng sợ người khác chỉ quan tâm dung nhan của nàng, mà bỏ quên thanh âm của nàng, cho nên mới dùng lụa trắng che đỡ khuôn mặt. Lý do này, dường như có điểm gượng ép. Giang Sách nói rằng, mặc kệ chân tướng như thế nào, ngược lại quân nhàn như vậy trang phục, kéo theo đại lượng trọng tâm câu chuyện, đối với tiết mục không phải chuyện xấu. Cũng trong lúc đó, ở Đàm gia bên trong biệt thự, Đàm Quốc Đống cũng xem xong rồi Hoa Hạ Tốt thanh âm, sắc mặt có vẻ hơi khó coi, hắn ở nơi này một nhóm Mạc Ba cổn đả nhiều năm như vậy, là hiểu công việc, biết vật gì vậy thứ gì tốt không tốt. Cái này một ngăn hồ sơ tiết mục, hình thức mới mẻ độc đáo, chế tác hoàn mỹ, hợp với sang trọng khách quý đội hình cùng ưu tú tuyển thủ đoàn thể, muốn không phải hỏa đều khó khăn. Triệu gia có chút thực lực a. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tục làm ra ưu tú tiết mục. Đặc biệt cái này quân nhàn, hiện tại trên nét thảo luận độ so với chúng ta trên đồng thời tiết mục hết thảy tuyển thủ cộng lại đều nhiều hơn, không đơn giản a. Đàm Vĩnh Cửu thắng nhìn trên màn ảnh lớn quân nhàn, nói rằng, Quốc Đống a, người biết nàng vì sao luôn là dùng lụa trắng ngăn trở khuôn mặt sao? Đàm Quốc Đống cười ha ha, phía chính phủ sử dụng thủ đoạn nhỏ thôi, hiện tại rất nhiều tiết mục đều như vậy. Càng là không cho khán giả xem tuyển thủ khuôn mặt, càng là câu dẫn ra dục vọng của bọn hắn, trọng tâm câu chuyện độ cùng tỷ lệ người xem lại càng cao. Vẻn vẹn như vậy, Đàm Vĩnh Cửu thắng sờ sờ râu mép, nói rằng, Quốc Đống, người nghĩ cái biện pháp đưa cái này nữ nhân mũ cho lấy xuống, chụp được mặt mũi của nàng. Đàm Quốc Đống con mắt ngay lập tức sẽ sáng. Ra ra, chú ý tốt ha. Cứ như vậy, cảm giác thần bí ngay lập tức sẽ tiêu thất. Trọng tâm câu chuyện độ ngay lập tức sẽ giảm nhiệt. Xem Triệu gia làm sao còn đùa giỡn tâm cơ. Đàm Vĩnh Cửu thắng cười lạnh nói bổ sung, không chỉ có như vậy. Nếu như lấy mũ xuống sau, lộ ra ngoài tấm kia khuôn mặt không thể thỏa mãn người xem huyễn tưởng, như vậy, nghênh tiếp Triệu gia sẽ là đại lượng xoa bình cùng trách cứ. Cái này, liền cho lừa dối người tiêu thụ là một cái đạo lý. Càng là đói bụng kinh doanh, càng là gặp phải mặt trái hiệu quả. Đàm gia phải làm, chính là trước giờ vạch trần chân tướng, hết khả năng đem mặt trái hiệu quả cho mở rộng. Ra ra, ta ngày mai sẽ động thủ, Đàm Quốc Đống vui vẻ nói rằng. Ngày kế buổi trưa, Giang Sách cùng Cửu Trắng lại một lần nữa đi tới Phong Nhã Các, bởi vì quân nhàn phát hỏa nguyên nhân, hiện tại có rất nhiều người mộ danh mà đến, sinh ý vô cùng nóng nảy. Đặc biệt làm quân nhàn đi ra ca hát thời điểm, càng là biết dẫn tới cả sảnh đường gieo hò khen ngợi. Cửu Trắng ngồi xuống, đắm chìm trong quân nhàn trong tiếng ca, ái mộ không thôi. Một khúc hát thôi. Quân nhàn buông xuống tỉ bà, đối với khán giả khom lưng cúc cung, sau đó hướng phía Cửu Trắng, Giang Sách đã đi tới, dự định theo chân bọn họ nói chuyện phiếm vài câu. Đang ở nàng chuẩn bị xuyên qua thông đạo đi tới thời điểm, đột nhiên, phát sinh ngoài ý muốn. Một gã khách hàng đâm nghiêng trong vọt ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ một bả liền tóm lấy rồi quân nhàn mũ, dùng sức xé ra, một cái liền đem mũ cùng lụa trắng cho tháo ra. Quân nhàn thần bí kia khuôn mặt, tận tình biểu diễn ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy của nàng nửa bên mặt trái trơn chuột trắng nõn, vô cùng mịn màng, thế nhưng phân nửa bên phải. Quân nhàn phân nửa bên phải khuôn mặt, tràn đầy vết sẹo. Đó là bỏng. Hiển nhiên. Quân nhàn trước đây nhất định trải qua hỏa hoạn, phần nửa bên phải khuôn mặt đều bị thiêu hủy, hắc, mặt nhăn, xấu, thậm chí có thể dùng khủng bố để hình dung. Oa, có tiểu hài tử thấy được quân nhàn cái kia đáng sợ mặt của, sợ đến oa oa khóc lớn lên. Cũng trong lúc đó, cũng không biết nơi nào xông tới hơn 10 người cầm trong tay máy chụp hình ký giả, hướng về phía quân nhàn chính là một trận quay chụp. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ngắn ngủi vài giây bên trong, quân nhàn đích thực thật khuôn mặt đã bị camera cho ghi xuống, còn muốn ẩn giấu đã là không có khả năng. A, à, quân nhàn trong nháy mắt mất đi chủ trương, ngồi chồm hổm dưới đất, dùng hai tay ngăn trở khuôn mặt, xấu hổ không chịu nổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 62.